Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Tổng Giám Đốc Châu Úc Qua giọng đọc của MC Nấm Suka Chúc các bạn có những phút giây thật thư giãn và vui vẻ Chương 1 Phi trường quốc tế Đào viên trung chính Đại sảnh phi trường như thường ngày Người đến người đi Có người vội vã Cũng có người vẻ mặt tràn đầy hứng phấn và mong đợi Đột nhiên Một hồi bước chân tạm nhàn từ xa đến gần Chết chết Không có việc gì chơi game Kết quả chính là ngủ quên Kiều Lị kéo chiếc vali nhỏ trong tay, bước nhanh xuyên qua đại sảnh phi trường, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm. Hóng bét, nhất định sẽ bị chị Trần mắng chết. Có lúc cô thật muốn đánh chính mình, chắc đến già tật xấu ngủ nướng vẫn không đổi được. Dùng 10 cái đồng hồ báo thức cũng không dậy nổi. Cuối cùng vẫn là bị vi an, người cùng chuyến bay dùng đoạt mệnh liên hoàn gọi mới tỉnh dậy. Mang theo giày cao gót hai tấc, kiều lị liều mạng chạy nước rút cuối cùng trong tiếng kinh hô của kiểm soát viên trên mặt đất, vọt vào cửa lên máy bay số 18. Chạy thẳng tới máy bay hàng không ảnh dương. Kiều Lị lại là cô, cô rất cục muốn trễ đến bao giờ mới thôi. Mới bước một bước vào cửa máy bay, liên truyền đến chàng pháo anh tạc. Lần này là tiếng tổ trưởng chuyến bay tiểu giao. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tổ trưởng. Kiều Lị liên tục không ngừng luôn miệng nói xin lỗi, vội vàng gia nhập vào đoàn nữ tiếp viên hàng không. Lần này cô lại viện cớ gì, tiểu giao nhiều lại mắt phượng nói thật xin lỗi lần sau tôi sẽ không tới trễ như vậy cô cúi đầu nói xin lỗi không dám nói ra nguyên nhân chân chính để miễn bị mắng thảm hại hơn lần sau cô còn dám nói lần sau cô làm việc như đứa trẻ đã bao lâu thật là một chút ý thức trách nhiệm cũng không có ngay trước mặt tất cả các tiếp viên hàng không tiểu giao hoàn toàn không nể tình không cách khí mà mắng đối với việc đến trễ của cô tiểu giao thấu hiểu hoàn toàn dù sao trừ cái tật xấu này, thái độ làm việc và tinh thần phục vụ của Kiều Lị là hạng nhất. Tôi biết rõ tôi sai lầm rồi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, đã làm mọi người phải phiền toái. Chỉ nói xin lỗi, cô cũng chỉ nói xin lỗi, cô thật là. Đối với việc cô nói lời xin lỗi lần nữa, tiêu giao cảm thấy không thể làm gì. Cô hôm nay phụ trách khoang phổ thông bộ phận khu E, đi chuẩn bị nhanh lên một chút, những người khác cũng thế. Dạ, Kiều Lị trả lời xong, vội vàng mang theo vali hành lý của mình, Kiều Lị, cậu cũng thật là Mỗi lần ngủ nướng Đều muốn mình lôi cậu mấy lần mới có thể tỉnh Bạn tốt Vi An cùng làm việc Tại khoang phục vụ phổ thông Nhỏ rộng quán trách Cảm ơn cậu nhé Chờ chúng mình đến châu Úc Mình lại mua đồ cho cậu Kiều Lị cười xoa xoa hai tay thập phần lấy lòng Thôi đi, cậu giúp mình trả tiền phí điện thoại di động là được Cậu có biết một tháng mình gọi điện thoại cho cậu hết bao nhiêu tiền không? Vi An bĩu môi nói Làm cho, chúng mình là gọi cùng mạng hơn nữa lại thêm ưu đãi hồng ngoại, có thể tốn bao nhiêu chứ? Rõ ràng chính là cậu tán gẫu cùng bạn trai quá lâu, tiền điện thoại mới tăng vọt, cậu còn dám nói mình. Chuyện như vậy cậu cũng làm được à? Kiều Lị vừa nói, một bên nhanh chóng bỏ vali hành lý của mình vào tủ, cũng bắt đầu kiểm tra vật phẩm của mình. Để ở chỗ có thể nhìn thấy tránh bỏ sót. Nói lung tung, mình mới không như vậy. Vì An dùng sức dậm chân. Tiểu thư, cậu đừng dậm chân nữa đi, sàn nhà sẽ bị cậu dẫm ra một cái hồ á. Kiều Lị nói khiến các tiên viên hàng không khác phải bật cười. Làm ơn mở to mắt của cậu mà nhìn cho rõ, bằng vóc người yểu điệu của mình, muốn dẫm phá sàn nhà rất khó có được không? Vi An bày ra tư thế xinh đẹp nói. Dạ dạ dạ, bà cô của mình, vóc người của cậu thật là ốm ngây người, ốm đến cả mình cũng muốn đưa dẫn cậu. Kiều Lị nói xong, tay còn nâng cầm của cô. Quái, mình biết ngay cậu có khuynh hướng lét mà, nhưng xin lỗi, mình chỉ yêu đàn ông nhà mình mà thôi. Vô phúc tận hưởng tình yêu của cậu, Vi An cầm lên góc khăn che mặt, cố làm ra vẻ thẹn thùng, chọc ọi người cười to. Trời ạ, à, đủ rồi, hai người gác cậu, chúng mình nên đi ra cửa cabin ngành đón hai khách. Nữ tiếp viên hàn không tiểu lan và đội cười không khép miệng. Ừ, em Lan, chúng ta phải đi ngay. Kiều lị công thân thể, giống như bộ dáng cung nữ cổ đại đi bộ, bước nhẹ nhàng liên tục ra phòng chuẩn bị. Những người khác đi theo phía sau vẫn không có cách nào thu hồi nụ cười. Ben, cậu phải làm vậy sao? Nói chuyện là Raishel, hàng không ảnh Dương, tuổi đã hơn 40, đầu tóc hoa râm vóc người trung bình, là trợ thủ đắc lực của Benny ở ảnh Dương. Roy, đây là lệ thường của tôi. Nói chuyện đồng thời, Benny cầm một lon thuốc xịt nhuộn tóc đi tới phòng tắm, không tới mấy phút, nguyên gốc đầu tóc xoăn đỏ biến thành tóc nâu áo choàng tắm trên người đổi thành quần áo thoải mái màu đen, còn đem mấy bộ tây trang cất vào trong hành lý. Coi như cậu thích cải trang thị sát thái độ phục vụ khách hàng của nhân viên, cũng không cần uất ức chính mình đi ngồi khoang phổ thông đi. Ryan nhíu mày nói, Benny xem lại một chút, vóc người cao lớn che trúc tại chỗ ngồi hẹp. Trong khoang phổ thông không khổ cực sao? Chú ý, không phải khoang phổ thông, là khoang phổ thông hào hoa, Đừng quên, tất cả máy bay anh dương của chúng ta đều đi lộ tuyến Hà Hoa, các công ty hàng không khác, không có cách nào so sánh. Benny đầu cũng không ngừng lên, cải chính, trong lời nói có 10 phần tự tin. Phải phải, cậu nói đúng, nhưng là coi như khoang phổ thông Hà Hoa. Đối với cậu mà nói vẫn còn quá nhỏ, thưa dịp bây giờ còn thời gian, tôi giúp cậu gọi điện thoại đổi chỗ ngồi khác. Rai, right, đừng quên tôn chỉ phục vụ của công ty chúng ta, coi như ngồi khoang phổ thông Hà Hoa, cũng là khách hàng không anh dương. Không thế, bởi vì ngồi chỗ quá nhỏ mà không đi thị sát. Lại nói, khoang thương vụ, khoang hạng nhất phẩm chất phục vụ tốt là chuyện rất bình thường. Lần này trọng điểm của tôi là khoang phổ thông hào hoa. Thu thập xong, Benny cầm hành lý cùng với cặp công văn tùy thân hướng cửa đi. Ben, Fry còn muốn nói điều gì? Đúng rồi, Fry, chuyện trả phòng liền giao cho ông rồi. Còn nữa, nghiệp vụ Đài Loan bên này làm phiền ông quan tâm. Cần phải đạt được mục tiêu dự trù, Chuyện khác, cho tôi trở về từ châu Úc sau, lại cùng chat webcam nói. Bàn sao toàn bộ xong, anh cũng không quay đầu lại, mà rời đi, tiến về phía phi trường, mang theo một đầu tóc nâu, đeo kính đen, Benny mặt không thay đổi đi vào cabin. Vóc người cao lớn, khi thế không ai bị nổi. Vừa xuất hiện liền đưa tới không ít cái nhìn chăm chú của mọi người. Wow, cực phẩm đẹp trai, Vian che miệng phát ra tiếng kêu. Cẩn thận Vian, nước miếng đều muốn chảy hết ra. Kéo nhẹ ống tay áo của Vi An, Kiều Lị nhỏ rộng nhắc nhở, mặc dù cô cũng thích xem trai đẹp, nhưng không đến mức luống cuống. Biết, Vi An hướng cô nháy mắt, ngay sau đó nâng lên nụ cười, dùng tiếng Anh tiêu chuẩn hướng về anh mà nói. Tiên sinh, phiền toái xin cho tôi xem vé máy bay. Benny đối với phản ứng kinh ngạc của cô ấy đã sớm thành thói quen, vẫn duy trì vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt, đem vé máy bay đưa tới trong tay cô ấy. Benny tiên sinh, đây là khu E vị trí 23A gần cửa sổ, xin đi thẳng hướng bên này là được. Vị án liếc mắt nhìn tên phía trên, liền đem vé máy bay trả lại cho anh. Lúc này trên mặt cô trừ nụ cười mang tính nghề nghiệp, còn có thêm chút nhiệt tình, nếu không phải ngạ quy định. Cô còn muốn trực tiếp đưa người đến nơi. Nhìn anh lâu thêm mấy lần. Benny gật đầu nhẹ, liền đi tới vị trí của mình ngồi xuống, đeo kính đen mắt vàng, thỉnh thoảng chú ý thái độ phục vụ của tiếp viên hàng không thân thiết, lễ phép, lại không mất hào phóng. Rất tốt, mấy người nữ tiếp viên hàn không, thái độ đội đãi với khách lên máy bay, cơ hồ có thể làm mẫu được quảng cáo trên TV tốt nhất. Benny ở trong lòng vì bọn họ mà cho điểm. Benny Ray, Benny Ray. Sau khi tất cả hành khách cũng lên máy bay, Vian trong miệng còn lẩm bẩm. Đột nhiên cô nắm tay Kiều Lị. Benny Ray, Kiều Lị cậu có cảm giác hay không cái tên này rất quen? Có sao? cậu ngốc quá. Đại bóc của anh Dương chúng ta cũng kêu Benny Ray. Pian đánh một cái tên trên trán cô rồi nói. "Trung tên chúng họ đi, màu tóc lại không giống nhau, huống chi cậu cảm thấy đại bóc đi máy bay sẽ ngồi khoang phổ thông sao? Cô suy nghĩ một chút mới vào anh Dương tập huấn xác thực, có xem qua tên tuổi cùng hình tổng giám đốc, nhưng ấn tượng có chút mơ hồ, chỉ nhớ rõ anh có một đầu tóc đỏ trói mắt. Nói cũng phải, chỉ là kiều lị anh ta thật sự khóc đật trai, đúng không? Phải, anh ta rất tuấn tú, cũng rất khóc. Mấy người một lát vẫn không nên mượn cớ chạy đi tìm người ta. Cẩn thận bị chửi, nhìn dáng vẻ của anh ta rất dữ. Kiều lị đồng ý cách nói của cô ấy, nhưng không như cô ấy biểu hiện rõ ràng như vậy. Dĩ nhiên, mình cũng không phải là hoa si, đừng quên lời mình nói, trà đẹp chỉ có thể đứng xa mà nhìn, nhưng không thể chọc vào á. Vị An nhíu lại lố mũi nói. Nói tới chỗ này, cậu xem, trai đẹp đi bên cạnh vừa lúc ngồi với một nữ nhân Đài Loan diễm lệ. Hình ảnh thật là đẹp, giống như phát hiện ra tân đại lục. Cô ấy nhỏ rộng kêu lên. Ô, oh, cô xem một cái, cũng không có cảm giác đặc biệt hương phấn. Cũng, cũng. Cậu đoán đợi lát nữa trong mười mấy giờ bay, ai sẽ là người đến trước đây. Vị An hào hứng bừng bừng mà nói. Bà chị, thay vì ở nơi này mà đoán tới đoán lui, không bằng chúng mình nhanh chuẩn bị đi máy bay sắp cất cánh thật sự không có tâm tình cùng với cô ấy nói chuyện tào lao kiều lị bắt đầu giúp đỡ khách hàng cất hành lý dặn dò cả dây an toàn cho chắc chắn em gái dây an toàn phải thắt cho chắc kiều lị cúi người xuống hướng về một phía bé gái nhỏ giọng nói gì cha cháu gọi điện thoại được không cô gái nhỏ kéo ông tay áo kiều lị có chút hàm hồ nói em gái điện thoại ở chỗ này à Kiều Lị cúi người xuống, từ trong túi phía trước thành ghế lấy điện thoại ra, đưa cho cô bé. Mỗi lần gặp gỡ đứa trẻ có lễ phép, nụ cười của cô sẽ trở nên thân thiết hơn. Cảm ơn gì, vậy cho cháu thêm một ly nước trái cây được không? Dĩ nhiên có thể, chỉ là phải đợi lát nữa, chờ máy bay cất cánh. Dì liền lấy nước trái cây cho cháu nha. Kiều Lị cười nói. Tốt, cô bé nghe lời gật gật một cái. Cháu ngoan mạnh khỏe nha. Kiều Lị cười khanh khách, khẽ vuốt đầu của bé, có thể nói bị cô khéo léo hoàn toàn thu phục. Bên kia cách đó không xa, họ qua vài năm trung văn, nghe hơi hiểu được họ đối thoại Benny, đem một màn hình trong mắt, vẻ mặt không tự chủ được mà tha lòng. Ở thời điểm cô đi qua bên cạnh anh thì đặc biệt chú ý liếc mắt nhìn diện mạo và tên của cô. Kiều Lị, cái tên này chính xác rất thích hợp với cô. Thiên sinh, anh là người ở nơi nào ạ? À? Giọng nữ bên cạnh kéo cái lực chú ý của Benny, anh nghiêng đầu nhìn cô một cái, không có trả lời. Đối với những cô gái chủ động đến gần, anh đã sớm luyện thành bắn lãnh làm như không thấy. Tiên sinh, anh là người ở nơi nào? Tới Đài Loan chơi sao? Trai đẹp yếu tú như vậy khiến quan hệ xoàn động lòng không dứt. Rất muốn có một đoạn gặp gỡ lãng mạn ở lựa trình khá dài này, cho nên cô ta chưa từ bỏ ý định tiếp tục dùng anh Văn Lưu Lát hỏi. Phản ứng của anh là quay đầu đi, nhìn cảnh sát trận rãi di động ngoài cửa sổ, A, à, máy bay muốn cất cánh, anh có thể hay không khẩn trương à? Anh biết không, mỗi lần tôi đi máy bay thời điểm luôn thực khẩn trương, nhất là thời điểm cất cánh cùng hạ cánh. Quan hệ sàn vỗ vỗ ngực, giả bộ rất sợ hãi. Anh mất điếc tai ngơ, "Tiên sinh, anh tại sao đều không để ý tôi à? Anh không phải muốn khóc như vậy sao?" "Chúng ta phải bay đến châu Úc, hành trình dài như vậy, tâm sự cũng tốt mà." Quan hệ sàn nũng nịu nói. Anh tiếp tục trầm mặc, để cho cô một mình một vai hát kịch. Kiều Lị, cô gái kia một mực cùng khóc ca nói chuyện, nhưng mà anh ta có vẻ không có phản ứng gì. Trước khi cắt cánh, nữ tiếp viên hàng không trở về vị trí của mình, mà góc độ vì an ngồi, vừa lúc có thể thấy khóc ca cùng cô gái bên cạnh. Bà chị à, cậu cũng quá chú ý bọn họ đi. Kiều Lị thật bị cô ấy đánh bại rồi, từ lúc trai đẹp lên máy bay, cô vẫn nghe cô ấy nói chuyện không ngừng. Làm ơn, khó khi xuất hiện hình ảnh trai đẹp mỹ nữ, cậu kêu mình tại sao có thể không nói lại nói này cha đẹp cùng đại bóp chúng mình cùng tên cậu ạ à, cẩn thận mình nói với mã tử cậu hài lòng nhìn chăm chăm đàn ông chảy cả nước mã tử là bạn trai vi an hai người lui tới đã hơn ba năm hà hà anh ấy mới sẽ không để ý như vậy thì cậu nói đi tùy cậu đi nói vi an phất tay một cái bộ dáng hoàn toàn cầu thả phải ha có lòng tin như vậy chẳng lẽ mã tử cầu hôn với cậu rồi hả? Hắc hắc he he, một. Vị an bắt trước bộ dáng một phu nhân, vẻ mặt lại tiết lộ tin tức. Thất. Chuyện khi nào, làm sao cậu không nói với mình, thiệt thòi mình là bạn tốt. Kiều lị mặc dù ngoài miệng kháng nghị nhưng vẻ mặt vẫn rất cao hứng. Trời ạ, à, mình muốn xác định hồn kỳ rồi tuyên bố luôn. Cũng không phải cố ý không nói. Vì an cúi đầu khó có khi lộ ra thần sắc xấu hổ. Chúc mừng cậu, rốt cuộc có thể gả đi rồi. Kiều Lị không nhịn được nhạo báng cô ấy. Nè, làm gì nói thật hay giống mình muốn gả lắm vậy? Vi An không ngừng kháng nghị liên tục. Vốn chính là vậy, chẳng lẽ cậu lại không muốn gả? Kiều Lị cười nói. Đó là đương nhiên, nếu không phải mã tử liều chết cầu xin mình, mình mới không gật đầu. Vi An ngẩng đầu lên nói. Phải nha, Vậy chờ máy bay hạ cánh, mình sẽ hỏi mã tử để xác nhận, hy vọng nghe được không phải là cậu mở miệng nói muốn kết hôn trước. Kiều Lị che miệng cười nói. Mình mới không có chủ động. Hừ, được rồi, có lẽ là cậu ám hiệu trước vì an ở trong lòng bổ sung. Được rồi, đùa với cậu, đừng nóng giận. Kiều Lị nhìn màn hình phía trước, tức thì tài liệu phi hành nói cho cô biết máy bay đã ổn định tốc độ bay trên bầu trời. Tân hương tương lai đi làm việc, phù dâu yêu quý. Mời nghĩ kỹ muốn thế nào là giảm cơn giận của mình đi. Vì An hừ mũi nói, ngay sau đó cởi dây an toàn ra đứng dậy. Cậu thật là đúng sẽ là nhân cơ hội lừa gạt nha. Kiều Lị cười nói, trong lòng đã sớm tính toán muốn đưa thứ gì làm quà tặng kết hôn cho Vị An. Mặc kệ cậu đấy. Vì An làm mặt quỷ với cô. Mấy phút sau, Kiều Lị liền cùng với Vị An để xe thức ăn ra ngoài phục vụ. Đi qua bên cạnh Bennett, thì Vì An không nhịn được hướng cô nháy mắt. Thấy không, cô gái này một mực cùng cha đẹp nói chuyện, nhưng là cha đẹp cũng không để ý tới người. Ai? Quá đàn ông xuất sắc nhưng thật ra có thể làm bộ làm tịch đấy. Kiều Lị thấy được, nhưng cô cũng có thể tạm thời biểu lộ đồng tình, không thể nói cái gì. Tiên sinh, anh biết. Thật xin lỗi, tiểu thư xin hỏi cô muốn dùng cái gì? Nước trái cây, cà phê, trà, trên mặt có ai nấy? Kiều Lị ngắt lời cô hỏi. Cho tôi nước dưa hấu, Thủy chung không chiếm được đáp lại, lại bị người cắt đứt lời nói, quan hệ xoan sắp mặt khó coi, giọng nói càng thêm tăng cao. Tiểu thư rất xin lỗi, vừa lúc không có nước dưa hấu, có thể đổi những thứ nước trái cây khác được không? Kiều Lị khách khí hỏi. Cái gì? Anh Dương các người là chuyện gì xảy ra? Thậm chí nước dưa hấu đơn giản cũng không có. Khuôn mặt xinh đẹp đổ vỡ, quan hệ xoan vốn dã tức giận. Lúc này vừa lúc có thể phát huy. Thật xin lỗi, thật vô cùng xin lỗi, chúng tôi về sau nhất định sửa chữa. Kiều Lị không bị sắc mặt hung ác của cô mình hù dọa, như cũ cúi đầu nói xin lỗi. Nói xin lỗi hữu dụng không? Thật không nghĩ tới nước trái cây cũng không có. Công ty hàng không của các người thật là công ty hàng không mình thối nát nhất mà tôi đã từng gặp qua. Quan hệ soán tức giận đằng đằng nói, thanh âm của cô mình đưa tới chú ý quanh mình. Có người đã bắt đầu bàn luận xuân sao. Có lẽ không có chuyện bị tất cả nước trái cây là bọn họ sơ xuất, nhưng mà bởi vì như vậy đã nói công ty của họ thối nát, thật sự quá đáng. Cách mắt kính, Bennett không vui giận chừng cô. Mà Vi An một bên nghe không vô, chuẩn bị trở mặt, nhưng ngẩng đầu tiếp tục thu được ánh mắt của Kiều Lị, lập tức nhịn xuống. Thật xin lỗi, về ý kiến phê bình của cô, công ty tôi sẽ sửa. Có thể xin cô thay đổi những thứ nước trái cây khác được không? Chúng tôi có cam, ổi, nho, táo. Cô ta càng nổi giận, giọng của Kiều Lị càng cung kính. Dù sao liền coi cô ta như chó điên sửa loạn, không cần thiết cùng cô ta gây ra xung đột. Dù sao, cô là tiếp viên hàng không chuyên nghiệp. Giọng nói của cô càng khiến quan hệ xoan rất khó tiếp tục nổi giận. Hơn nữa, đã cảm nhận được chi trỏ xung quanh. Không thể làm gì khác hơn là hừ lạnh một tiếng nói. Cho tôi nước táo. Tốt, kiều lụy vội vàng rót một chén nước táo cho cô mình. Thở dài, cuối cùng giải quyết một nữ nhân điên sủ loạn. Cô ở trong lòng thở vào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên tiếp tục dùng anh văn hỏi. Bennett xin hỏi tiên sinh ngài uống chút gì? Cho tôi một ly nước. Vì phương pháp cô xử lý hòa bình, Bennett lộ ra nụ cười nói. Tốt, xin đợi. Nụ cười của anh khiến kiều lị hô hấp cứng lại, nhưng cô vẫn ổn định tâm tư. Vội vàng rót chén nước đưa tới trong tay anh. Má ơi, thật không hổ là cha đẹp. Tùy tiện cười một tiếng mà có thể câu hồn, thật là kinh khủng. Kiều lị trong lòng toát ra một chuỗi SOS, lại không dám nhìn anh lâu một cái, tiếp tục đẩy xe thức ăn phục vụ những hành khách khác, ngược lại, tức giận chưa tiêu, Quan hệ San nhìn thấy một màn này, hỏa khí lại lên. Sự khác biệt này không khỏi cũng quá lớn đi. Đối với cô nhìn mặt lạnh, đối với tiếp viên là khuôn mặt tươi cười. Tiếp viên hàng không đó coi là kia dễ hành kia cái tỏi ạ, à. vừa không so với cô xinh đẹp hơn, tại sao có thể lấy được nụ cười của anh mình? Cô mình quay đầu lại, nghĩ lần nữa hướng về Bennett. Thi triển sức quyến rũ của mình, không nghĩ tới thế, nhưng anh lại là đang cầm ly nước tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, này làm cô mình càng thêm giận đến nghiền răng. Mặc dù hành khách nữ kia không có gây khó khăn đổi nước trái cây nữa, nhưng cô mình còn hy vọng lần lữ trình này, cô mình sẽ không lại muốn gây chuyện khác nữa. Kiều Lị trong lòng suy nghĩ, trên mặt cũng không tiết lộ một chút ý định. Khi xe thức ăn đi qua chỗ cô bé thì nụ cười cô trở nên ngọt cao hơn. Em gái, cháu muốn uống nước trái cây gì đây? nơi này có nước cam, nước ổi, nước nho và nước táo. cảm ơn gì, cháu muốn nước cam ạ. tốt, kiều Lị rất nhanh rót một ly nước trái cây cho cô bé. gì? cô gái nhỏ tay cầm nước trái cây, một tay vẫy tay về phía cô nhỏ rộng kêu lên. thế nào? kiều Lị tự nhiên cúi người xuống, thanh âm cũng theo cô nhỏ đi. gì? tại sao mới vừa rồi gì kia dữ dội như vậy? không có nước dưa hấu, liên chọn cái khác đi ạ. Cô bé đơn thuần nói ra cảm giác của mình. Có thể gì kia rất muốn uống nước dưa hấu, nhưng là vừa lúc không có cho nên mới phải tức giận đi. Kiều Lị cũng dùng lý do đơn thuần nhất trả lời cô bé, không muốn giải thích quá phức tạp. À, nhưng là cháu thì cháu sẽ không tức giận ạ. song cháu rất ưa thích nước cam, nhưng nếu không có, cháu cũng có thể uống nước trái cây khác. Cô bé mở to ánh mắt rõ ràng nói. Sao nói trẻ con của cô bé khiến Kiều Lị cười. Em gái ngoan, dì rất thích cháu. Dì, cháu cũng vậy, rất ưa thích người, bởi vì người thật là xinh đẹp. Người lại rất tốt, tựa như nói chuyện ngang hàng, cô bé đáp lại rất nhanh. Cảm ơn em gái nhỏ khen ngợi, dì rất vui vẻ. Khẽ vuốt đầu cô bé, kiều lị cười nói. Tiểu đình, dì còn phải làm việc nhé, không thể quấy rầy gì nữa rồi. Mẹ cô bé lên tiếng cười nói. Dạ, nghe được lời nói của mẹ, tiểu đình lập tức ngồi xuống, ngoan ngoãn uống nước trái cây. Thì ra là em gọi tiểu đình, cô bé thật sự rất ngoan chị thấy biết cách dạy dỗ kiều lị cười khánh khách nói với mẹ cô bé đứa trẻ ngoan ngoãn lại đáng yêu như vậy là rất khó gặp công việc ba năm qua của cô gặp hơn phân nửa đều là những đứa trẻ bướng bỉnh không dứt thường để cho cô nhức đầu muốn chết nơi nào tiểu đình nguyên bản là rất hiểu chuyện Mà dù nói như thế người ngoài khen ngợi người làm mẹ trên mặt có rõ ràng kiêu ngạo chị muốn uống gì thế ạ à? cho tôi nước là tốt rồi cảm ơn xin lỗi không thể cùng chị tán gẫu nữa Kiều lị động tác lưu loát xót nước đưa tới, rất muốn cùng cô ấy tán gấu nữa. Nhưng ngại vì công việc, cô chỉ có thể dừng nói chuyện. Không sao, công việc tương đối quan trọng, cô gái mỉm cười nói. Kiều lị nhẹ gật đầu, tiếp tục công việc của mình. Tổng Giám đốc Châu Úc, chương 2 Đưa đồ uống xong, mới về đến phòng chuẩn bị. Vị An lập tức chen đến bên cạnh Kiều Lị oán trách. Làm ơn, cô gái kia bị bệnh thần kinh nhà, không có đàn ông tìm chúng mình chút giận. Hừ, cậu nói nhỏ thôi, đừng làm cho hành khách nghe được. Kiều Lị vội vàng ngăn cản Vi An. Thật là tức chết đi được, chúng mình làm sao lại như rùa đen rụt cổ để cho cô ta mắng. Vi An tức giận như cũ, mắng, nhưng thanh âm rõ ràng nhỏ xuống rất nhiều. Bà chị, coi như đối với khách khó chịu, chúng mình cũng chỉ có thể sờ sờ lô mũi, nuốt vào lòng, cũng không thể vì nhất thời tức giận đem chén cơm đổ đi mất kiều lị nhún vai cười nói nhưng mà cũng có chuyện hả lòng hả dạ bé nét tiên sinh cứ nhìn cười với cậu quả thực như đánh cho cô kia một cái tát ai bảo cô ta cứ muốn cùng anh ta trò chuyện vì an không chút nào khách khí che miệng cười nhạo nhưng mà chỉ cười với mình mà thôi nào có cái gì cô không đề cập tới cũng may nhắc tới kiều lị liền nghĩ đến cảm giác tìm đập ruộn lên kỳ đó Đúng, cũng chỉ cười với cậu. Không phải trai đẹp người ta có ý tứ với cậu chứ. Vi An cười đến mập mờ, mờ còn nhẹ để cùng một cái. Cậu nghĩ quá nhiều đi, cũng chỉ là mỉm cười bình thường, lại làm cho cậu nghĩ nhiều như vậy, kiều lị trên chán toát ra một hàng vạch đen. Không, không, không. Vị Benny khóc kha kia, từ lúc lên máy bay đến giờ nghiêm mặt, cho đến nãy mới xuất cuộc cười, hơn nữa còn cười với cậu. Nay còn không có ly kỳ hả? Nếu Benny khóc ca đối với cậu có cảm tình thật, cậu có nên suy tính về một cuộc tình ngoại quốc hay không? Vì An cười đến mắt nhèo lại, trong đầu bắt đầu hiện lên ảo tưởng màu hồng lung linh. Yêu ngoại quốc, coi như hết, cậu làm như yêu là ăn cơm, là nằm ngủ à? Nào có dễ dàng như vậy? Lại nói, cùng một số ngoại quốc nói yêu thương có gì tốt? Nói qua mấy lần không lớn không nhỏ yêu, kiêu lị đối với đàn ông đã không có gì mong đợi. Hiện tại cô chỉ muốn làm tốt công việc của chính mình. Ai yêu? Chị em yêu không chết à? Không cần đối với tình yêu thất vọng như vậy nha. Cõi đời này còn tồn tại đàn ông tốt. Nhìn nét mặt của cô, Vi An dùng biết cô đang suy nghĩ gì. Đàn ông tốt? Ha ha, đó không phải là chết hết rồi, cũng chỉ là còn chưa ra đời. Cô cười gượng ba tiếng hoàn toàn không đồng ý. Trước kia cô kết sao với bạn trai, thường là lui tới không tới một tháng, muốn đem cô lên giường đến cuối cùng bởi vì cô không chịu bà chia tay sau vài lần cô cũng không hy vọng rồi đàn ông thật là động vật suy tính nửa người dưới bà chị đàn ông tốt là cần dạy dỗ đấy nào có đàn ông trời xin liền là hoàn mỹ à vi an nói qua giải thích của mình đúng giống như mã tử chính là bị cậu dạy dỗ lâu dài thành đàn ông tốt đúng không nhưng lại không phải mỗi người đàn ông cũng được dạy shop kiều Lị chịu đựng không nổi xem thương cô Kiều Lị không cần nói sang chuyện khác đến chuyện của mình. Mình bây giờ là nói cho cậu. Benny khóc ca đó, nếu thật sự đối với cậu có hứng thú, ngàn vạn lần không được cự tuyệt nha. Thủ hồi nụ cười, Vi An nói thật, cô chân thành hy vọng rằng bằng hữu tốt nhất của mình có thể lấy được hạnh phúc. Phải ha, vậy anh mình cũng phải đối với mình có hứng thú mới được. Kiều Lị cong miệng, căn bản không tin anh chàng Benny kia sẽ đối tốt với cô có hứng thú mình có dự cảm nhất định sẽ. Vị An rất có tự tin nói, phải ha. Không muốn không tin, nếu anh ta là thật theo đuổi cậu, cậu liền kêu mình một tiếng sư phụ đi. Ha ha, Vị An cười nói. Tốt, anh ta nếu thật theo đuổi mình, mình muốn mời cậu ăn cơm đều được. Dù sao cũng không trở thành sự thực, Kiều Lị thuận miệng đồng ý nói. Tốt, đây chính là cậu nói. Vị An mừng rỡ. Đến thời gian bữa ăn, vì để phù hợp với sở thích của người phương đông khoang phổ thông hào hòa, hòa ánh dương chuẩn bị bữa ăn trung quốc món chính là sườn xào chua ngọt cùng thịt bò than nấu trà hai loại quá trình phân phát thuận lợi kiều lị vốn tưởng rằng có thể thở phào một cái ai ngờ không đến 10 phút chuông đèn phục vụ liền kêu lên là ai à vì an nhăn mặt lại mày mình đi xem một chút kiều lị từ phòng chuẩn bị đi ra ngoài ngẩng đầu nhìn vị phía trên đèn phục vụ không nhịn được thở dài ai là cô gái bên cạnh bên đây khóc ca nói vậy sẽ không có chuyện gì tốt mà dù nghĩ như vậy cô vẫn đi tới tiểu thư xin hỏi có chuyện gì tôi bấm đèn phục vụ cũng lâu như vậy làm sao đến bây giờ cô mới đến vừa thấy kiều lị quan hệ sàn cơ hồ lập tức phê bình rất xin lỗi xin hỏi có gì cần phục vụ sao kiều lị sự vững nụ cười nói các ngươi đây là bữa ăn gì có ăn chết đi được cũng dám lấy ra cho tôi ăn. Quan hệ xoan chỉ kém không có vỗ bản mắng chửi người mà thôi. Thật xin lỗi, bữa ăn của cô chính là sườn xào chua ngọt. Ta giúp cô đổi thịt bò than hầm trà được không? Kiều luyện liếc mắt nhìn món chính, như cũ khách kỳ nói. Nhưng trong lòng lại mắng thầm. Làm ơn, người nào không biết trên máy bay thức ăn đều nấu vì sống. Ăn ngon mới là lạ. Cô đây không phải là lượn xương cho trứng gà sao? Thịt bò than hầm trà, tôi xem không cần đi dù sao cũng không đồng dạng có ăn. Quan hệ sàn lít của một cái, bộ dáng rất kinh thường. Thật xin lỗi, chúng tôi không có cách nào cung cấp bữa ăn cô thích. Kiều lệ tình hình nhẫn nại, duy trì lễ phép. Lấy đi, lấy đi. Gì đó khó ăn thế này, nhìn liền trướng mắt. Quan hệ sàn cố ý vạch ra điện nói. Rất xin lỗi, kiều Lị không có câu nói thứ hai. Thu cái đĩa, nên cuối người chào rời đi. Mới vừa thấy chuyện phát sinh, Vi An thấy Kiều Lị đi vào phòng chuẩn bị, nên không thể chờ đợi mắng lên. Ghê tởm, cô ta muốn thế nào? Kiều nóng, ăn uống cũng phê bình, cô ta thế nào cũng không dứt khoát, không đi máy bay luôn đi. Vi An, coi như hết, thức ăn trên máy bay vốn là không tốt, cậu cũng không phải không biết. Kiều Lị mà dù mắng ở trong lòng, còn chưa muốn cùng cô ấy chấp nhận nhặt. Còn chưa muốn cùng cô ấy chấp nhận Làm ơn, cô ta căn bản là cố ý được không? trên máy bay tất cả gì đó đều nấu bằng tí sóng mình cũng không tin cô ta không biết cái gì cũng không muốn ăn mặc dù là cô không đi đối mặt nhưng cô chính là tức giận vì an đừng như vậy hành khách oán trách cũng không phải là lần đầu tiên coi như cô ta đang hát không phải tốt làm sao cô nói chuyện càng ngày càng không có giới hạn rồi Kiều Lị biết vì an đã bị phát bực rồi đúng nếu như cô ta đang hát vậy thật sự là ngũ âm không hoàn tới cực điểm bị cô nói như vậy hỏa khí của vị an cũng tương đối hòa hoãn xuống không tệ có thể nói dẫn. mình còn đang suy nghĩ nếu mình thế nào đây bị cô ta nói cũng không tức như vậy cái người này đừng xem ngược lại giận đến rơi chân đấy kiều lị cười nói còn nói sao mình là vị cậu bất bình dùng đó mình hiểu biết rõ cho nên mình mới muốn cậu đừng tức như vậy nữa cười lị cười mị mị nói những pháp giống như cậu vậy sớm muộn sẽ phải nội thương chỉ là như đã nói qua Kiều lệ tính khí xác thực so với một cô thật tốt. Kiều lị tính khí xác thực so với cô thật tốt hơn nhiều. Nhìn chuyện gì cũng rất rộng rãi, không giống cô trước kia có một lần, thật thiếu chút nữa cùng hành khách mắng nhau. Bà chị, mỗi lần gặp phải thời điểm úc khách, cậu đều giúp mình, đứng lên mắng thay mình, giúp mình ngờ ra tức giận trong lòng, vậy mà mình còn có cái gì tức giận? Muốn nhịn cũng là nín cười đi. Kiều Lị cười dẫn gõ một cái lên trán của cô ấy. À, mình bây giờ mới biết công lao của mình lớn như vậy. Nói đi, phải làm sao cảm tạ mình à? Phi An đôi tay chống eo, ngẩng đầu ra vẻ bộ sáng kiêu ngạo. Bà chị, chưa từng nghe qua đại ân không cần nói lời cảm ơn à. Thật à? Như vậy cũng muốn này nọ, Kiều Lị thật là phục cô. Nào có, mình chỉ nghe qua có kiều báo kiều, có ân báo ân. Phải ha, ngay trước ghi tạc trong lòng hôm nào tính với cậu kiều lị cố ý nói có thể cẩn thận cậu không phải nợ nần trực chất là tốt rồi cẩn thận đến hết đời còn không xong cậu sẽ phải đảm đương làm nhà hoàn của mình rồi y an cười nói đại tiểu thư cậu cho rằng thời gian đời sau sẽ thay hóa đến cổ đại sao còn nhà hoàn rồi đấy không chịu nổi kiều lị mau cười nghiêng ngửa ai nói sau này sẽ không có nhà hoàn hay sao nếu như không muốn làm nhà hoàn cũng có thể này để làm trâu làm ngựa cũng tốt lắm. Mình một chút cũng không ngại. Vi An đưa đầu nằm trên vai của cô. Muốn mình giúp cậu làm trâu làm ngựa, nghĩ hay quá nhỉ. Chỉ là nhìn xem thời gian, phải là thời điểm chúng mình làm trâu làm ngựa cho hành khách rồi. Kiều Lị xem một chút đồng hồ đeo tay, ý bảo cô dùng cơm đến lúc kết thúc. Đúng vậy, thật là bọn chúng mình đầy số khổ. Vi An cố làm lao lệ, chọc cho Kiều Lị cười một hồi hạ kính mắt xuống Benny, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của quan hệ xoan. Cầm dĩa ăn, quan hệ San ngồi một bên, ngược lại bởi vì bữa ăn trước thời gian đã bị mang đi mà không biết làm gì, hiện tại đang cầm một quyển tạp chí tùy ý xem. Nhưng tầm mắt lại đặt vào bữa ăn của Benny. Nhìn anh ta từ ngụm ăn bữa ăn trên máy bay, quan hệ San chân mày không khỏi nhíu lên, không nhịn được dùng anh văn mở miệng. Tiên sinh, bữa ăn này một chút cũng không cảm thấy khó ăn sao? làm như không nghe thấy. Benny trầm mặc như trước, tự mình ăn bữa ăn sau món điểm tâm ngọt. Trên thực tế, anh ta đối với thức ăn đi sống công ty nhà mình rất có tự tin. Đây chính là sau khi anh ta thành lập An Dương, đặc biệt tăng cường các bộ phận mục đích đúng lạc để cho hành khách khoang phổ thông hòa hoa cũng có thể được ăn thức ăn ngon mà cô lại dám đánh đổ thức ăn, còn lớn tiếng bắt bẻ. Tiên sinh, loại này tự như đồ nuôi heo, anh còn ăn sạch, không cảm thấy quá ớt ức sao? Quan hệ san không che đậy miệng phê bình. Nuôi heo. Benny biến sắc. Anh ta ăn đồ vậy, không phải chẳng khác gì là heo. Thật xin lỗi, tiên sinh tôi không phải có ý đó. Ý của tôi là... Quan hệ san cũng phát hiện mình có nói sai. Vội vàng đổi lời nói. Đáng tiếc đã không kịp rồi. Cầm miệng. Benny lần đầu tiên mở miệng nói với cô. Vừa lạnh lại vừa cứng. Tặng kèm cái nhìn chằm chằm lạnh lùng. Trước. Quan hệ san bị trừng lời cần nói không thốt lên được. Toàn thân không có tự chủ nổi da gà, đang ở tình thế lạnh đến cực điểm, thì vừa lúc cứu lị để xe thức ăn đi tới. Tiên sinh, xin lỗi, xin hỏi tôi có thể thụ dĩa rồi sao? Làm phiền cô, giống như thay đổi sắc mặt, Benny ngẩng người nhìn cứu lị, khóe miệng nâng lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Không khách khí, anh ta cười lại để cho lòng cứu lị, nhảy lọt vài lần, cầm đĩa trên tay càng thêm hơi run thì ra ánh mắt của anh ta là màu vàng rất đặc biệt hai người ngắn ngủm mấy giây tiếp xúc khiến quan hệ san một bên khó chịu ở trong lòng cô cố ý cầm cao tạp chí nữa buông mình xuống kêu lên một tiếng cả đĩa bị đèn rơi một phần đồ ăn rơi trên mặt đất một phần rớt trên chân cô ta cái người ngu ngốc này xem cô làm chuyện tốt quan hệ sàn lên tiếng mắng dọa người chỉ kém không có từ chỗ nhảy dựng lên rõ ràng là căn bản là ăn cướp còn la làng vi an cau mày muốn mở miệng trước một bước thật xin lỗi cô không có sao chứ kiều lị dẫn đầu nói xin lỗi còn lấy ra khăn tay tùy thân lau giúp của ta lại bị một trưởng đánh dụng người nào chấp thuận cô lau đấy ai biết cô lấy cái khăn gì lau ở trên người tôi lau loạn quan hệ xoan không khách ký quát hoàn toàn không sợ bị người xung quanh mình chế giễu đó là khăn tay sạch sẽ vi an lận lùng chen vào nói cô là ai chen miệng gì Quan Hệ San hùng hăng trừng mắt. Thật xin lỗi, có làm cô bị thương không? Kiều Lị thấy thế, vội vàng như giá lóc kéo về trên người mình. Hoàn hảo bữa ăn được ăn hết sạch. Nếu mà không làm rơi quần áo của cô ta, cô ta càng không có cớ nói cô. Làm bị thương thì không có. Chỉ là cô thấy được chưa? Váy của tôi dính nước sốt rồi. Quan hệ sàn chỉ vào điểm đen không tới 1cm trên vải lam. Xem cô muốn thương tôi như thế nào. Thật xin lỗi, Thật vô cùng xin lỗi, xin hỏi cô có mang theo vài thay thế không? Tôi có thể thử giúp cô rửa sạch sẽ. Kiều lị tính tình nhẫn nại đề nghị. Ai điểm nhỏ nhỏ như vậy cũng khó trách cô không nhìn thấy. Tốt, chỉ là chính tôi tự đi tìm, bởi vì hành lý tôi gửi vận chuyển rồi. Quan hệ san tay ôm ngực, cáo ngạo nói. Ách! Kiều lị đột nhiên đến đường cùng rồi. Này căn bản là làm người khác khó chịu. Hành lý mọi người cũng tập trung ở cabin cuối cùng. Tầng tầng lớp lớp, muốn tìm ra hành lý của cô ta, quả thực là mò tìm đáy biển sao. Nói, cô định xử lý như thế nào? Quan hệ san cười lạnh nhạt nói. Tiểu thư, nếu như cô không ngại, có thể xin cô trước thay váy của tôi, cho tôi đem váy của cô xử lý tốt, cô đổi trở lại, có thể không? Không có cách nào, mặc dù rất không nguyện ý, tiểu lị vẫn mở miệng nói. Lời của cô khiến lân cận người kinh ngạc, bao gồm cả Benny. Anh ta biết rất rõ có chút hành khách đi xác là rất khó dây dưa, rất khó trị, nhưng giống như tiếp viên hàng không này, từ đầu tới cuối không có lừa giận. Trên mặt còn mang nụ cười, thật rất ít thấy rồi. Benny đối đãi với kiêu lị, khát sầu ấn tượng, hơn nữa đối với cô bị uất ức cảm thấy không vui. Cái gì đều không cần giúp cô ta làm, Benny lên tiếng, cũng là dùng trung văn nói. Anh, quan hệ san bị đời nói của anh ta hù dọa, thì ra là anh ta nghe hiểu trung văn, còn có thể nói, này lúc trước nội dung cô phát giận, anh ta đang không phải rất rõ ràng. Cái nhận thức này để cho trên mặt cô ta hiện thần sắc khó chịu. Thiên sinh, kiều lị cũng bị anh ta hồ sợ, cô cái gì đều cũng không cần giúp cô ta làm. Đĩa là chính cô ta đổ, dọn dẹp đồ ăn trên đất, tiếp tục làm chuyện của cô. Đôi mắt cô, Benny âm thanh rõ ràng dịu dàng, nhưng trong lời nói lại như ra lệnh, làm cho người ta không có cách nào không nghe. Dạ, đáp lời chính là vì ăn. Động tác cô nhanh chóng ngồi xổm người xuống dọn dẹp đồ ăn, trong lòng rất mừng rỡ, rốt cuộc có người không nhìn nổi rồi, hơn nữa còn là vị này khóc ca mặt lại ấy. Nhìn bộ dạng, anh ta đối với Kiều Lị chân có cảm tình. Nay, Kiều Lị có chút chân chờ, cùng sững sờ. Đi đi, động tác của chúng ta quá chậm. Không tới một phút, Vi An đã thu thập xong, mở miệng thúc giục. Chậm, thế các cô thật là tránh ra. Quan hệ san nhằn mày, muốn ngăn cản lại bị cắt đứt. Cầm miệng. Benny lạnh lùng nói, anh ta đã không chịu nổi nữ nhân cố tình gây sự này. Nếu không phải muốn chuyến bay hoàn hảo, anh ta đã thật không muốn bại lộ thân phận. Anh ta thật muốn đổi chỗ. Tôi... Ánh mắt vàng rực lửa giận của anh để cho cô ta toàn thân lông mau dựng đứng. Cô tốt nhất ngồi ngoan ngoãn, đừng gây chuyện nữa, nếu không đừng trách tôi không khách khí với cô. Benny lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta. Anh... Anh là ai à? Tại sao lại quản tôi? Quan hệ san đè xuống sợ hãi trong lòng nói, nhưng giọng nói đã không có cường ngạnh như trước. Cô có thể thử nhìn mà xem. Bỏ lại những lời này, Benny nằm xuống thanh ghế, lần nữa đeo lên mắt kính, không nói gì thêm. Khi thế của anh ta lạnh lùng khiến quan hệ san không dám lỗ mãng. Cô ta đột nhiên cảm thấy mình giống như chọc tới người không nên dây vào. Đem tất cả đồ ăn hành khách xuống sông, thu vào trong phòng chuẩn bị, Kiều lị đối mắt với nụ cười đắc ý của vị an. Thấy không? Thấy không? Người ta thật giúp cậu ra mặt Di An cười đến mắt cũng hít thành một đường ngàn rồi Vậy thì thế nào Cậu làm gì thấy cười đáng sợ như vậy Kiều Lị không muốn suy đoán nhiều Đương nhiên là có Mình muốn nói anh ta thật sự có ý với cậu Di An kiên trì ý nghĩ của mình Làm ơn Người ta nói không chừng là bởi vì không chịu nổi nữ nhân kia Mới có thể mở miệng ngăn cô ta lại Nhưng mà anh ta mở miệng nói chuyện Thì cô thật đúng là giật mình Khi thế cường ngạnh này để cho cô khắc sâu ấn tượng. Bây giờ nghĩ lại nhịp tim còn tự chủ tăng nhanh. Mình mới chịu cầu xin cậu chớ dại dột. Anh ta rõ ràng chính là đau lòng cậu phải chịu uất ức mới mở, mở miệng. Vi An phản bác lời nói của cô. Vi An, cậu nghĩ quá nhiều rồi. Bà chị, người mới nghĩ ít đi. Người ta rõ ràng là có ý tứ với cậu. Cậu còn như đa điểu, cái gì cũng không muốn. Vi An thật sự muốn gõ đầu của cô, có thể nhìn hay không gõ tỉnh thần kinh của cô. Tỉ muội mình không phải là muốn thành hoa si à? Kiều lị lắc đầu nói. Cô một chút cũng không muốn giống nữ nhân bên cạnh khóc ca bị đuổi đãi lạnh lùng. Vấn đề là, hiện tại là nhân gia đối với người có ý tứ. Cậu sợ cái gì à? Sốc, chính là sợ. Kiều lị bày ra thái độ nếu không cậu nghĩ như thế nào. Được rồi, được rồi. Không nói với cậu cái này. Vi An buồn ra, dù sao khóc ca này nếu quả thực thật sự đối với cô có hứng thú, tự nhiên sẽ tìm đến cô. Cô ở chỗ này cấp cái gì? Nghe đến đó, Kiều Lị có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Có lúc bạn tốt cấp gáp cưới hỏi, để cho cô thật sự khó có thể chống đỡ. Chỉ là như đã nói qua, thì ra khóc ca cũng sẽ nói trung văn. Còn nói được rất tiêu chuẩn, anh ta vừa mới mở miệng thì cậu không thể bị hù được. Vị An chủ đề còn vòng quanh anh ta. Dĩ nhiên bị giật mình, không nghĩ tới anh ta mở lời. Còn là nói trung văn, Kiều Lị chụp vuốt ngực nói. Mình nghĩ lúc trước cậu bị gây khó dễ, anh ta hẳn nghe lọt được khó trách anh ta sẽ giúp cậu giải vây nếu nói là anh ta đối với Kiều Lị không có hứng thú cô thật không tin vì An vừa cười cậu không phải muốn cười đến quỷ dị như vậy Kiều Lị biết cô ấy lại muốn nói cái gì rồi tốt rồi chuyện phát triển như thế nào nhất định sẽ như mình nghĩ nhất định sẽ như mình đã nghĩ cậu chuẩn bị mời mình ăn bữa tiệc lớn đi Vị An cũng không có quên lời lúc trước cô nói Cậu nghĩ quá nhiều Kiều lị như cũ kiên trì ý nghĩ của mình Đúng, cậu cứ tiếp tục làm đà điều tốt lắm Vị An trong lòng thì thầm Có lẽ là Benny uy hiếp hiệu quả Sau đó bất kể là đưa bữa ăn Đưa báo Quan hệ son không có gây thêm bất kỳ khó khăn cho cô nữa Điều này làm cho Kiều lị thở phào nhẹ nhõm Ngược lại vị Benny khóc ca kia Trong khi phần lớn hành khách ngủ say Vẫn mở ngọn đèn nhỏ nhìn văn kiện đây cũng là điều khiến Kiều Lị cảm thấy ngạc nhiên. Ánh đèn lờ mờ như vậy, anh ta vẫn đang làm việc. Quay đầu lại xem một chút, Vi An đã ngủ, đây là thói quen chạy đường dài của họ. Đang lúc mọi người ngủ say thì cũng muốn lưu một người tỉnh để người có tình trạng đột phát. Nhanh chóng kiểm duyệt văn kiện trong tay, Benny cầm bút máy, nhanh chóng kiểm duyệt văn kiện trong tay. Benny cầm bút máy, như lát tiêu xuất vấn đề cùng ký tên. Anh ta là cố ý chọn lúc cô gái bên cạnh ngủ mới công tác, một mặt vì điều chỉnh trên lệch, một mặt là không muốn bại lộ thân phận bởi vì văn kiện trên đầu điền in dấu hiệu hàng không ánh dương rất dễ đưa tới chú ý. Bất ngờ trong đầu của anh ta hiện lên bộ dạng kiều lị, mang theo nụ cười cùng nữ nhân bên cạnh sàn co. Cô mỗi một lần hưởng ứng, đối đều làm cho anh khát sâu ấn tượng, coi như cô hiện tại không có mặt đối với anh, anh vẫn có thể nhớ rõ nụ cười của cô. Anh nhìn ra được nụ cười kia là nghề nghiệp hóa, bởi vì nụ cười còn chưa đạt tới đáy mắt, thậm chí còn có chút đèn nén hòa khí, nhưng cô đối đãi hành khách xác thực có tính nhẫn nại mười phần. Dĩ nhiên, muốn ở ảnh dương làm việc cũng như thứ này đều là điều kiện kiên quyết, nhưng cô đối đãi đứa trẻ là một loại thái độ khác. Cô tự hồ đối với đứa trẻ rất bất đồng, thượng như sao sớm, cô chẳng những bớt thời gian cùng cô bé nói chuyện phiếm, còn đưa đùa chơi nhỏ, khiến cô bé vui vẻ không thôi. Nhưng là cô cũng chỉ có một mặt thệ thùng, khi ở thời điểm đối mặt với anh, Benny không có bỏ qua khi thỉnh thoảng bọn họ nhìn nhau thì cô đáy mắt lóe vẻ ngượng ngùng trên mặt nổi lên nhàn nhạt, nhạt đỏ ửng thân thái mê người như vậy để cho anh nhìn không trước mắt trong lòng tự hồ có một góc khuất bị chạm đến tiên sinh ngài cần dùng chút gì sao kiều lụy đi tới không đường nhỏ giọng hỏi mà dù đã biết anh nghe hiểu trung văn nhìn tóc anh cũng màu sắc đôi mắt cô vẫn theo thói quen dùng anh văn thăm hỏi cho tôi một ly whisky Benny ngẩng đầu che kín văn kiện, không để lại dấu vết nói. Dạ, xin đợi lát. Kiều Lị không phát hiện động tác của anh, tự mình đi sát rượu. Chỉ chốc lát sau, cô liền đem rượu đưa tới trong tay anh. Cảm ơn. Benny gật đầu nói. Lúc này đã sớm đem văn kiện bỏ vào trong bao công văn. Đã trễ thế này, ngài thế nào không như những người khác nghỉ ngơi thật tốt. Không nhịn được tò mò, Kiều Lị mở miệng nói. Còn có việc phải thừa dịp xử lý tốt. Benny thản nhiên nói. À, vậy ngài đang vội tôi không quấy dày ngài công tác không có hỏi nhiều nữa Kiều lị liền rời đi lưu lại benny còn quay đầu nhìn chăm chú vào bóng lưng của cô thật lâu không thu tầm mắt tổng giám đốc châu úc chương ba trải qua chuyến bay đường dài bọn họ rốt cục bình an đến được sân bay tuyết lê châu úc lúc này kiều lị cùng với tất cả tiếp viên đã ở vị trí cửa cabin chuẩn bị đưa hành khách xuống. Trong lúc mọi người vội vàng xách hành lý theo hướng cửa cabin, đi đến thì chuyện xảy ra. Cái tiểu quỷ này, người làm gì? Trong đám người vang lên giọng nữ nổi trội. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy tiếng một đạo thanh thúy tiếng bàn tay. Kiều lệnh nghe được âm thanh, vội vàng cùng Vi An xuyên qua đám người, đi tới nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy quan hệ soàn cực kỳ tức giận, nhìn chăm chăm tiểu đình. Mà trên mặt tiểu đình sưng đỏ cả tàng lớn, đang nhào vào trong ngực mẹ khóc. Thật xin lỗi, xin hỏi xảy ra chuyện gì? Kiều Lị vừa mở miệng trước hết nói xin lỗi. Tiểu quỷ này cư nhân đạp bẩn giày cao gót tôi. Cô có biết hay không, đôi giày này đắt bao nhiêu, tốt hơn mấy vạn. Quan hệ sàn chỉ vào một phần nhỏ hắc ấn trên giày cao gót chân trái. Dì, cháu không phải cố ý dẫm lên chân của dì, cháu cầm dùng đồ cho mẹ, không cẩn thận lùi về phía sau một bước mới có thể dẫm lên. Tiểu đình một bên khóc, một bên giải thích. Đứa bé không phải cố ý, cô làm gì thế động thủ đánh người. Mẹ tiểu đình đau lòng vuốt ve gương mặt sưng đỏ của tiểu đình. Đúng, không phải cố ý, làm hư rời cô bồi thường nổi sao. Quan hệ sàn khinh miệt nói. Trên thực tế, cô đang một bụng tức giận không chỗ phát, cô chưa bao giờ uất ức như vậy. trừ bỏ bị đàn ông cự tuyệt, lên gây khó khăn cho tiếp viên hàng không cũng bị đàn ông quấy nhiễu. Cái này bảo cô ta dằn nổi cơn giận này như thế nào? hiện nay vừa đúng lúc có thể lấy cớ để phát tiết. Chỉ là dơ bẩn một phần nhỏ, dùng giấy lau lau là tốt, làm sao cô đánh người? Mẹ tiểu đình cầu mày nói, không nghĩ tới lần này du lịch còn chưa bắt đầu, nên gặp gỡ không thể người như vậy. Nói này nói cái gì? Dây dơ bẩn lau một cái có thể sạch, nhưng nếu như dính vào lau không hết gì đó làm thế nào? Quan hệ sàn thái độ cường ngạnh, chính là không chịu thừa nhận mình chuyện bé xé ra to. Bây giờ là như thế nào? Tại sao cô nhất định phải làm to như vậy Kiều Lị thấy trên chán toát ra ba đường tuyến Nhìn lại một chút hành khách quanh mình Chứ Benny ngồi tại chỗ Cùng một chút người xem náo nhiệt Đại đa số hành khách cũng đã xuống Cô không phải lau Làm sao biết lau không hết Mẹ tiểu đình nói Cô nào lau, cô sao Dù sao cô sẽ không tự mình động thủ Quan hệ sàn bày ra thái độ cao ngạo Ai cũng không cần giúp cô ta lau Benny nghiêm mặt Dùng trung văn rõ ràng nói Anh lên tiếng để mọi người sương sốt Cô có muốn xuống máy bay không? Anh nhìn chăm chăm cô ta nói Tôi... Quan hệ sàn bị khí thế lạnh lùng của anh hù dọa Nói Vậy thì mau cút Không cần ngăn trở người khác làm việc Benny không cách khí đuổi người Anh... Anh tại sao gọi tôi cút? Anh là ai à? Ẩn nhẫn quá lâu Quan hệ xoán rút cuộc đè xuống sợ hãi trong lòng, mở miệng hỏi ngược lại. Đùa gì thế, chỉ là bộ dạng xinh xắn mà thôi. Tại sao cô bị anh hung hăng mắng? Tin tưởng tôi, tôi tuyệt đối có đủ tư cách muốn cô cút. Benny lạnh lùng nói, quyết định muốn đem cô ta liệt vào danh sách cự tuyệt lùi tới. Anh Dương không cần hành cách ác độc như vậy để gia tăng doanh thu. Anh... Cô, đưa cô ta xuống máy bay. Benny chỉ vào kiều lị ra lệnh cô không nên đuổi hành khách xuống máy bay, nhưng khi thế anh quá mạnh mẽ, khiến Kiều Lị không cách nào kháng cự. Tiểu... Tiểu Thư mời... Quan Tiểu Thư mời chuẩn bị xuống máy bay. Bắt được cơ hội, Vị An dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cho. Lập tức thay Kiều Lị mở miệng đuổi người. Các người... Tôi chính là hành khách khoang này, các người lại dám đuổi tôi xuống máy bay. Quan hệ xoan không thể tin được tình huống bây giờ. Cảm nhận được ánh mắt mọi người lạnh nhạt, Quan hệ sàn mặc dù hết sức tức giận Lại không có cách nào phát tác Chỉ có thể tức giận bỏ lại một câu Tốt, rất tốt Các người quy nhiên đuổi tôi xuống máy bay Tôi sẽ khiếu nại với cấp trên của các người Nói xong Cô ta liền đẩy mọi người ra giận chân rời đi Kỳ thật hành khách không có kích hay để xem Cũng rối rít rời đi Chỉ còn lại Kiều Lị, Vi An, Benny Còn có mẹ con của Tiểu Đình Thiên sinh, cảm ơn anh đã giúp một tay giải vây Mẹ tiểu đình chân thành cảm tạ. Tiểu đình cùng chú nói cảm ơn. Chú, cảm ơn chú. Tiểu đình nghe lời mở miệng nói. Trong thanh âm đã không có khóc. Hóc mắt cũng không còn rừng rừng nữa. Tiểu đình, cháu có đau hay không? Có muốn hay không gì cầm đá thoa cho cháu? Kiều lị ngồi xổm người xuống nhìn thẳng cô bé nói. Vâng. Tiểu đình gật đầu một cái. Vậy cháu ở chỗ này chờ gì nhé? Kiều lị lập tức đến phòng chuẩn bị. Dùng khăn vuông bọc một ít đá. Đợi cô trở ra thì Benny đã không thấy. Tiểu đình này, cái này rất lạnh đó. Cô ngồi xổm người xuống, đem khăn vuông khẽ đặt ở trên gò bá cô bé. Ai lại biết có thể xảy ra chuyện như vậy. Tuy nói, thái độ cô gái kia rất đáng đánh đòn, nhưng đuổi người ta xuống máy bay liền thật sự. Nhất định cô ta sẽ kiện lên cấp trên anh Dương. Đến lúc đó cô cùng với Vi An không bị sa thải mới là lạ. Nhưng là, vậy thì như thế nào đây? Chuyện cũng đã xảy ra. Nghĩ thì nghĩ, khi đối mặt với tiểu đình thì sắc mặt của cô cũng không tiết lộ nửa điểm. Dì, con cảm ơn người ạ. Tiểu đình lễ phép nói. Không khách khí. Vi An, vị tiên sinh kia đâu rồi? Kiều lĩnh ngẩng đầu lên nói. Anh ta đi rồi, đi rất vội vàng. Vi An nhún vai nói. Xin phép chúng tôi cũng nên xuống, không làm chế nãi thời gian của các cô. Mẹ tiểu đình cảm thấy nói xin lỗi. Nói gì vậy, tiểu đình không có việc gì mới phải. Kiều lĩnh cười nói. Tiểu Đình cùng gì nói hẹn gặp lại. Tiểu Đình nghe lời mẹ nói. Tiểu Đình gặp lại con sau nhé. Kiều Lị phát tay nói với hai mẹ con hẹn gặp lại. Thấy hai mẹ con đi ra cabin, Vi An nhẹ một hơi nói: Hô, suốt cực đưa mọi người đi rồi. Đúng nha, nhanh làm việc đi. Chúng ta nhanh lên một chút còn sửa sang lại mới có thời gian nghỉ ngơi. Kiều Lị bắt đầu dọn dẹp chỗ ngồi bị anh khách làm loạn. Nói cũng phải. Trước công việc quan trọng hơn, có lời gì tối nay lại nói. Ra khỏi cabin, Benny làm xong thủ tục xuất cảnh, liền trực tiếp đi đến quầy công ty hàng không, chỉ cùng cán bộ của công ty hội họp ở ngoài, cũng coi là xử lý một chuyện. Trong dữ liệu, xa xa anh nhìn thấy kẻ gây chuyện, đang trước quầy đại náo. Các ngươi là công ty hàng không cái gì? Cứ nhiên khiến tiếp viên hàng không đuổi tôi xuống máy bay. Quan hệ sàn thở phì phò ở quầy vỗ bản kháng nghị. Cái gì? Tiểu thư, công ty chúng tôi sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Cô xác định sao? Một nhân viên tóc vàng trong đó sừng sốt kinh ngạc hỏi Nói nhảm Không có tôi sẽ tới nói với các người sao Thôi nói với các người vô dụng Gọi chủ quản các người ra ngoài Quan hệ san lần nữa vỗ bàn Có bản lãnh cô theo tôi nói Benny lại lùng lên tiếng Lại là anh Quan hệ san về mặt kinh ngạc Là tôi Benny đi tới quầy sung giọng nói không cho phản đối nói Đem danh sách hành khách chuyến bay Z305 Vừa mới tới chỗ Úc cho tôi Thiên sinh tôi Chúng tôi không thể làm như vậy Anh đột ngột yêu cầu Khiến nhân viên giữ sờ kinh động Được, vậy có thể kêu người phụ trách chuyện này ra ngoài không Benny mắt đeo kính ra lệnh Chuyện gì, thế nào mà ồn ào như vậy Sau quầy cửa, đột nhiên mở ra Phó lý Mai phụ trách hàng không Ánh dương khu vực châu Úc bên trong đi ra Mai Benny nhìn chằm chằm hắn nói Mai ngước mắt lên nhìn anh Một giây kế tiếp đột nhiên tuần ra Tổng giám đốc, ngài trở lại quản lý cao cấp của công ty đều biết tổng giám đốc hôm nay sẽ từ Đài Loan trở về châu Úc, nhưng không biết là sẽ đi chuyến bay nào. Mà hắn vẫn đợi ở chỗ này chính là vì ngành đón anh. Cái gì, tổng giám đốc? Quan hệ sàn biểu tình không chỉ kinh ngạc mà còn nhiều hơn kinh ngạc. Đem danh sách hành khách chuyến bay Z305 mới đến châu Úc cho tôi. Benny không nhìn quan hệ sàn một cái, mặt không thay đổi hướng Mai ra lệnh. Vâng, Mai vội vàng tìm kiếm danh sách hành khách đưa cho anh. Benny nhận lấy trực tiếp lật xem danh khách khoang phổ thông hào hoa. Nhìn động tác của anh, quan hệ san không rõ chân tướng trong lòng giật mình. Mai, thấy rõ ràng mặt vị quan hệ san tiểu thư này, sau đó hướng tất cả cứ điểm ban bố tin tức. Về sau cự tuyệt để cho cô ta ngồi máy bay ảnh dương, tìm đến tên của cô ta, Benny ngay lập tức ra lệnh. Vâng, Mai không dám hỏi nhiều, lập tức gật đầu đồng ý. Anh không thể làm như vậy, quan hệ san không thể tin to giọng kháng nghị. Tôi nói rồi, tôi có quyền làm như vậy. Benny lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta. Anh... Anh không sợ tôi hướng truyền thông ban bố tin tức sao, nói các ngươi không đối xử tử tế với hành khách. Quan hệ sàn đè xuống hoảng hốt, cố gắng uy hiếp anh. Cô cũng có thể hướng truyền thông ban bố tin tức, tốt nhất là có bản lĩnh hướng toàn cầu ban bố. Anh dương chúng ta không cần một hành khách ác độc tới gia tăng tỷ suất. Benny lạnh lùng mà nói xong liền vòng qua quầy đi vào trong cửa, không để ý tới cô ta ở phía sau dẫn đến sơ chân. Tổng giám đốc, ngài còn có chỉ thị gì? Mai vội vàng đi theo vào cửa, hắn biết tổng giám đốc có chuyện còn chưa bàn giao toàn bộ. Trên chuyến bay J305, có tiếp viên hàng không tên là Kiều Lị, khi hành khách gây khó khăn xử lý được rất tốt, đáng được thưởng. Tự cậu nhìn mà làm, Benny quay đầu lại nói, về chuyện phần thưởng, hắn cũng không muốn nhúng tay quá nhiều. Dạ, tôi hiểu rõ rồi. Đoạn thời gian tôi không có ở đây, công ty có chuyện gì hay không, Sở Châu Úc được một tuần lễ, mặc dù mỗi ngày đều có liên lạc cùng tổng công ty, nhưng Hàn vẫn muốn nghe một chút cấp dưới nói gì. Tình trạng công ty tất cả bình thường. Anh gật đầu một cái, lại tiếp tục hỏi, tình huống đặt vé nửa năm sau có còn ý kiến hành khách sửa sang lại như thế nào? Đã chuẩn bị không có sai biệt lắm rồi. Chúng tôi sẽ đợi, không có việc gì tôi về công ty. Benny không hề nữa, làm dừng lại. Dạ, tôi cho người tới đón ngài. Mai cùng kính nói. Trình Lý Trông bên trong buồng máy bay, Kiều Lị cùng với Vi An kéo vali nhỏ chuẩn bị đến check in khách sạn. Ngoài phía trường, tính toán nghỉ ngơi thật tốt. Chờ có tinh thần trở lại liền đi dạo tuyết lên một cái. Ai ai? Kiều Lị, cậu có cảm giác hay không? Benny khóc ca nói tới nói lui rất cường ngạnh. Nhất là thời điểm dạy dỗ cô gái kia, khi thế rất dọa người. Vi An buồn bực thật lâu, vẫn là không nhịn được lối kéo của cô nói. Đúng, khi thế của anh ta thật dọa người, chân chính dọa người là không là anh ta mà là chúng ta đi. Đừng quên thân phận tiếp viên hàng không của chúng ta, Cứ nhiên nghe theo lời nói của một đàn ông không quen biết, đem hành khách đuổi ra cabin. Cậu không phải cảm thấy đây mới là chuyện chúng ta nên thảo luận sao? Kiều Lị đang còn suy nghĩ, có muốn hay không viết đơn xin từ chức trước đây. Cũng đúng, lấy trình độ gây chuyện của cô gái kia, nếu không có tố cáo chúng ta mới có quỷ rồi đấy. Chỉ là chuyện cũng đã xảy ra rồi, chúng ta còn có thể thế nào? Cùng lắm thì đổi sang một hãng hàng không khác Vị An nhún vai nói vẻ mặt hoàn toàn nhẹ nhõm Không có lo lắng việc bị sa thải Đúng, chỉ sợ sự thích của chúng ta bị đồng nghiệp chuyên gia Chúng ta muốn đổi một công ty hàng không khác Cũng không có cơ hội Suy nghĩ một chút, cô cũng thật lớn mật Cứ nhiên đồng ý đuổi người xuống máy bay Kiều lị thật ra cũng không hối hận Chỉ cảm thấy buồn cười Không có kém, cùng lắm chỉ là gà làm vợ người Rửa tay nấu canh Vì An thấy rất tốt Đúng vậy, cậu rửa tay nấu canh Vậy mình đây, đáng thương, mau lần trung du rồi, kêu lụy cố giả bộ buồn bã, có người chính là không giống nhau. Không cần vì chén cơm mà lo lắng, cái gì trung du? Bà chị, ý tứ chính là dân thất nghiệp, trung hoa dân quốc du. Chật, đề này cũng không hiểu. Du dân thất nghiệp, không muốn làm du dân thất nghiệp còn không nhanh lên một chút, tìm phiếu cơm dài hạn chẳng phải được sao? Cậu xem, dõi mắt cả phi trường, còn có nhiều trai đẹp mà nhanh lên một chút, chọn một cái đi. À không phải, Phi An nói đùa tự như chỉ vào nơi nhập cảnh phi trường, đột nhiên dừng lại. Sao thế? Kiều Lị theo ánh mắt của cô ấy nhìn sang, chỉ thấy Benny khóc ca vừa mới gặp ở trên máy bay từ một đầu khác xuất hiện. Bên cạnh còn đi theo mấy người, một người trong đó họ đều biết là Phó Lý Mai, quản lý hàng không Anh Dương khu vực châu Úc. Trời ạ, anh ta làm sao sẽ cùng đại ca bóp bên này ở chung một chỗ? phi An kinh ngạc che miệng nói nhìn bọn họ đi tới ngưỡng cửa. Benny khóc ca nhanh lên xe rồi. Vi An vội vàng lôi kéo Kiêu Lị đi theo. Mới vừa ra khỏi cửa, đã thấy Mai vừa cúi người chào vừa đáp lễ giúp anh ta mở cửa, trong miệng còn nói, Tổng Giám Đốc, ngài đi thông tả. Tổng Giám Đốc, mình có nghe lầm hay không à? Trong miệng Mai kêu là Tổng Giám Đốc, chẳng lẽ? Anh không phải cùng Tổng Giám Đốc công ty trùng tên trùng họ, mà bọn họ căn bản là cùng một người. Vi An hổ sợ. Tổng Giám Đốc, Kiều Lị cũng cả người ngủ ngay tại chỗ. Ngay cả xe rời đi, Phó Lý Mai cũng đi trở về phía trường, nàng đều còn tại chỗ. Chị em, cậu có nghe Mai nói hay không? Thật không nghĩ tới anh ta là tổng giám đốc của chúng ta. Khó trách tên giống nhau như đúc. Vi An vừa đi vừa nói, bởi vì trên đời trừ người lãnh đạo trực tiếp, không còn người nào có thể để phó quản lý bình thường cao ngạo, cuối người chào rồi. Vẫn còn kinh ngạc, Kiều lị, căn bản, không thốt nên lời. Làm sao có thể? Anh ta tại sao có thể là tổng giám đốc được? Chị em, hồi hồn, cô thật ngu nha. Từ khi biết Benny khóc ca là tổng giám đốc công ty, cô không nói nên lời. Hả? Kiều lịnh đột nhiên hồi hồn nhìn cô ấy. Này bà chị, cậu vừa nghĩ cái gì đấy? Cho dù có hiểu biết rõ Benny là khóc ca hay là đại bóc của chúng ta, cậu cũng không cần phải ngu lâu như vậy đi. Vì An xem đồng hồ đeo tay một chút, tinh tinh toán toán, cô ngẩn người đại khái gần 10 phút rồi. Không có, mình chỉ là cảm thấy đại bóc công ty chúng ta làm sao sẽ ngồi khoang phổ thông đây nghĩ như thế nào cũng không thể tin được. Những người kia ở vị trí cao cấp của tổng bộ không phải nên ngồi khoang hạng nhất sao? Đúng nha, mình cũng cảm thấy vậy đấy, rất thần kỳ. Anh giữ cuộc tại sao muốn ngồi khoang phổ thông? Không phải là công ty chuẩn bị phá sản chứ? Vì An đầu tiên nghĩ tới là kinh doanh công ty có vấn đề. Thần kinh nhà, điều này sao có thể? Công ty hàng không lớn như vậy, cậu cho rằng nói phá sản là phá sản được à? Kiều lị căn bản không tin, huống chi cô xem qua tạp chí viết, anh Dương nhưng là công ty hàng không toàn cầu, có thu nhập qua thế lãi dòng nhiều nhất. Này cũng đúng vì An suy nghĩ một chút, không đồng ý cách nói của cô. Vậy anh ta ngồi khoang phổ thông, không phải là đến thị sát tình hình công tác của chúng ta chứ? Ách, chắc là như vậy không sai. Không nghĩ ra cách đáp án nào hợp lý hơn rồi, kêu lị có chút biểu lộ không được tự nhiên. Nghĩ đến cả lựa trình đều có người đang chú ý nhất cử nhất động của chính mình, lại cảm thấy là lạ, lạ. Chật! thật kinh khủng, không nghĩ tới đại bóc của công ty chúng ta. Người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng, trước những người có địa vị thấp chạy tới ngồi khoang phổ thông. Mình làm việc lâu như vậy, còn chưa nghe nói qua là có loại chuyện này. Vì An cảm giác không thể tin được. Mình cũng vậy, chưa hề nghe nói qua. À, chờ một chút, nếu như Benny khóc ca thật sự là đến thị sát tình hình công tác của chúng ta, vậy chúng ta căn bản không cần lo lắng sẽ bị sa thải sao? Vì An đột nhiên nghĩ đến. À, cô ấy đang nói cái gì, Kiều Lị còn không kịp phản ứng. Mình nói, chúng ta căn bản không cần lo lắng sẽ bị sa thải. Cậu suy nghĩ một chút đi, đuổi người xuống máy bay, bay là ý tứ của Đại Bốc, chúng ta chỉ tuân theo mà thôi, làm sao có thể chịu phạt. Lại nói, mình vẫn cảm thấy Đại Bốc đối với cậu rất có hào cảm, chúc mừng nha. Bị kim chỉ chủ lớn như vậy coi trọng. Bị kim chủ lớn như vậy coi trọng, Vi An đề tài vòng tới vòng lui, lại đi vòng qua trên người cô. Làm ơn, Cậu nên nói hưu nói vượn cái gì Như vậy cũng có thể nói Kiều lị giữa khóc sửa cười nói Mình mới không có nói bậy Cậu xem đại bóc sẽ tái xuất Vì An tràn đầy tự tin nói Mình tin cậu mới là lạ Lại nói chỉ ở nơi này ba ngày Có thể có cơ hội gì Kiều lị cũng chưa muốn ôm bất kỳ hy vọng nào Để tránh thất vọng quá lớn Tốt cậu có thể không tin Nếu đại bóc thật xuất hiện liền kêu mình là cô tiên đi cô từ trước đến giờ đều tin tưởng duyên phận đến cái gì cũng có thể xảy ra đúng nếu là anh ấy xuất hiện thật đừng bảo là cô tiên mình gọi cậu là bà cô cũng cũng được tôi lụy trả lời qua loa đối với tình yêu cô từ trước đến giờ đều bị động càng không tin vừa thấy đại yêu mặc dù thật sự cô đối với anh khát xấu ấn tượng nhìn thấy nụ cười của anh tim đập rộn lên nhưng cô tin tưởng mấy ngày nữa tất cả tâm tình cũng sẽ biến mất đây chính là lời cậu nói Chương 4 Phòng làm việc Tổng Giám đốc Công ty Hàng không Ánh Dương Benny đang bàn bạc hợp đồng vận chuyển hàng hóa cùng đại diện bên phía Nga. Wright sinh 700.000 đô la trong 3 năm. Thật sự là quá ít. Chính phủ nước tôi hy vọng trong vòng 3 năm sẽ có được 1 tỷ đô la. Hả? Không có đặt bàn không thể vào ăn cơm. Cô hỏi lại lần nữa. Đúng vậy, rất xin lỗi. Chúng tôi chỉ tiếp khách đã đặt bàn. Nữ phục vụ tóc vàng nhìn cô một cái, nghĩ cô nhất định cũng chỉ là một khách hàng bình thường. Căn bản cũng không biết đây là nhà hàng cao cấp số 1 số 2 ở Sydney này. Không phải người bình thường có thể tùy tiện xa vào. À, vậy cũng tốt. Cô vốn muốn phòng túng xa xỉ một lần, nếu không thể đi vào ăn cơm. Vậy coi như xong, đem tiền cất cũng tốt. Nghĩ như vậy, Kiều Lị không nghĩ nhiều, xoay người rời đi. Muốn đi nơi nào ăn cái gì đây? Trong lòng cô còn đang suy nghĩ, cầm đầu lên lại chạm mặt với benny sẽ không trùng hợp như vậy chứ sửng sốt lại hai giây cư lị mới nghĩ đến trước tiên phải chào hỏi tổng giám đốc ngài khỏe chứ thì ra cô đã biết thân phận của anh rồi chẳng biết tại sao nghe cô gọi là anh là tổng giám đốc tim của anh lại liền chầm xuống thấy anh không nói lời nào cư lị cũng không biết như thế nào cho phải vậy tôi đi trước ờ đợi đã nào cô cũng dùng cơm sao không chút nghĩ ngợi Benny sải một bước ngăn đường của cô. Còn chưa có. Cô lắc đầu một cái, đột nhiên nghĩ đến mình từ trong nhà ăn đi ra, lại mở miệng nói. Vốn là tôi muốn ăn ở chỗ này, nhưng phục vụ phụ nói trước phải đặt bàn mới có thể dùng bữa, cho nên tôi liền đi. Tôi đang muốn đi tìm một nhà hàng khác đây. Không cần làm phiền rồi, cùng nhau ăn cơm đi. Benny không muốn để cô đi, quay đầu lại hướng non giờ nói. Tắt ra tiên sinh, anh không để ý cô ấy đi cùng chứ? Dĩ nhiên không, có mỹ nữ xa nhập Tôi vui lòng còn không kịp nào giờ nhìn ra được, Benny tự hồ Rất để ý vị tiểu thư trước mặt này Cho nên sẽ không cự tuyệt yêu cầu của anh Đi thôi Benny không để kiều lị cự tuyệt Nên mang cô đi vào phòng ăn Lần nữa đi vào phòng ăn Nữ phục vụ thấy cô cùng tổng giám đốc của hàng không Anh Dương Ở cùng một chỗ Thì trong mắt có kinh ngạc Nhưng vẫn không dám chậm trễ Benny tiên sinh, ngài khỏe chứ Nữ phục vụ vội vàng dẫn bọn họ đi tới vị trí dành riêng cho Benny. Địa điểm có bình phong cùng bốn hoa cản trở nên rất kín đáo. Ngồi đi. Benny tự mình kéo ghế để Kiều Lị ngồi xuống. Cảm ơn Tổng Giám Đốc, thành thật mà nói. Kiều Lị, thục thụ sủng như kinh. Không nghĩ tới mình cư nhiên có cơ hội, khiến người lãnh đạo trực tiếp tự mình phục vụ cô. Ba người ngồi vào chỗ của mình xong, phục vụ lập tức đưa menu bọc vàng tinh xảo. Muốn ăn cái gì? Benny hỏi Kiều Lị lại nhìn cô lần nữa trong đầu của anh hiện lên cảm giác không nói ra lời. Bởi vì cô xuất hiện mà nhịp tim đập liên hồi, giống như lần đầu biết yêu ở trung học. Anh nghĩ, ngay từ lúc trên máy bay, anh đối với cô vừa thấy trung tình đi. Trang phục của cô hiện tại với trên máy bay khác nhau rất lớn, từ đồng phục thành quần áo bình thường, vốn là tóc được bồi cao sửa buông xuống, làm cho người tôi cảm nhận một loại chất khí dịu dàng lại tràn đầy sức sống. Chỉ là biểu hiện của cô, cho anh biết cô đã phòng bị với anh, điểm này để cho anh tương đối không vui anh một chút cũng không muốn làm cho cô bài xích anh ách có thể xin tổng giám đốc giúp tôi một chút được không cô khép lại menu ngại ngùng hỏi thật là mất mặt mới nãy làm sao lại có thể nghĩ tới nơi này dùng cơm mặc dù anh văn của cô rất tốt nhưng nửa điểm pháp văn cũng không hiểu cố tình mà ra nhà hàng menu tất cả đều là pháp văn thật xấu hổ Nazar tiên sinh đây benny gật đầu một cái anh quá hỏi Nazar ngồi bên cạnh Red tiên sinh xin nhường ngài trước. Nazar trong lòng sớm có chú ý, nhưng căn cứ vào lễ nghi chủ khách, anh vẫn nhường anh chọn món ăn trước. Benny nhìn xuống nội dung menu, rất nhanh chọn mấy món ăn, sau đó Nazar mới mở miệng chọn, kêu lịch ngồi ở giữa hai người, nhìn bộ sáng Benny gọi thức ăn, trong lòng nghĩ tới, trừ Trung Văn, Pháp Văn, anh ta rất cuộc còn có thể nói mấy loại ngôn ngữ đây. Lần nữa gặp mặt, tóc của anh đã biến thành màu nâu đỏ trói mắt, y phục cũng từ trang phục bình dị đổi thành Tây Trang giá trị xa xỉ, làm cho cô cảm thấy giữa bọn họ thật lớn có khoảng cách, trời cùng đất chênh lệch. Nazar giờ tiên sinh, tôi giới thiệu với anh, vị này là tiếp viên hàng không của hàng không Ánh Dương, khu vực châu Á gọi là Kiều Lị. Kiều Lị, đây là Nazar làm việc tại cơ quan ngoại giao Nga. Benny giới thiệu hai người với nhau. Nazar giờ tiên sinh, ngài khỏe chứ? Căn cứ vào lễ nghi quốc tế, Kiều Lị được tài chủ động chào. Kiều Lị tiểu thư, thật là xinh đẹp, không biết cô là người quốc gia nào, Nazar đưa tay cầm tay cô một chút, ngay sau đó buông ra. Tôi đến từ Đài Loan. Cô cười nói. À, tôi biết rõ. Nghe nói kinh tế của các cô rất phát đạt. Nazar nói. Đúng vậy, bất kể nghe là khách khí. Nghe được một người đường đường là nhân viên cơ quan ngoại giao Nga, khen ngợi Đài Loan, khóe miệng kiều lị dương phải cao hơn, có loại cảm giác Đài Loan vẻ vang. Các cô gái Đài Loan đều giống như cô, rất đẹp phải không? Nazar liên tiếp khen ngợi vẻ đẹp của cô, mặc dù tuổi trên 50, ở trước mặt mỹ nữ anh sẽ không keo kiệt mà ca ngợi. Nazar tiên sinh, ngài quá khen, so với tôi cô gái Đài Loan xinh đẹp còn có rất nhiều, Kiều Lị cười khánh khách nói. Phải không, vậy hôm nào tôi nên đến Đài Loan xem một chút? Hoan nghênh Nazar tiên sinh đến với Đài Loan chơi, đến lúc đó có thể làm phiền cô dẫn tôi đi đến thăm các nơi một chút. Vâng, đó là điều dĩ nhiên ạ, nếu như ngài sớm thông báo, tôi nhất định sẽ theo cùng. So với Benny, Kiều Lị thích lão nhân tóc hoa dâm này hơn. Anh cho cô một loại cảm giác cha còn rất thân, rất hiền lành. Thấy bọn họ hai cứ hàn huyền như vậy, Benny không khỏi nhăn mày. Cô cho anh ta là người tàng hình sao, cư nhiên cùng người khác trò chuyện hàng say như vậy. Đã ra tiên sinh bận rộn như vậy, sợ rằng không có thời gian đến Đài Loan đi. Anh đột nhiên hỏi ra, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, anh biết mình phản ứng quá mức. Đúng vậy, bình thường thực sự tôi phải xử lý rất nhiều việc, nhưng nếu rảnh rỗi thì cũng sẽ mang theo vợ con đến các nơi trên thế giới để du lịch. Sướng sốt một chút ngay sau đó nơ rơi hiểu ra ý tứ trong lời nói của anh. Vì vậy mở miệng nói. Vậy ngài cùng người nhà tình cảm nhất định rất tốt còn có thể mang theo bọn họ du lịch. Kiều Lị cười cười nói tiếp. Trong lòng tại vì một câu nói của Benny mà không giả thích được. Cảm thấy kinh ngạc. Anh có ý gì đây? Sẽ không ghen đi. Cái ý nghĩ này thoáng qua trong đầu. Ngay sau đó bị cô vứt đi. Điều này sao có thể? Đang trong lúc kiêu lị phản bác ý nghĩ của mình thì phục vụ đã đưa rượu đỏ và món ăn đến. Là giờ tiên sinh, tôi kính ngài một ly trước, chúc mừng chúng ta tương lai hợp tác vui vẻ. Benny khóe miệng khẽ nhách, nâng chèn hưởng tới anh, cố gắng che giấu sự thất thố của mình. Anh thế nào vậy? Cứ nhiên như một ông chồng ghen tuông, làm cho người tôi khó coi. Hợp tác vui vẻ. Là giờ lắc nhẹ ly rượu đỏ khiến mùi thơm lan tỏa bốn phía nhìn sang phía kiều lị nói ừ rượu này rất thơm kiều lị tôi cũng vậy chúc cô vĩnh viễn xinh đẹp như vậy tôi cũng vậy chúc ngài và mọi chuyện thuận lợi kiều lị nói khoe tiên sinh tôi thật sự hâm mộ vì cậu có nhân viên rất tốt ta không bỏ qua benny các mắt vàng kia đã muốn phóng hỏa nếu như anh không có đàn sai benny ray tự hồ có ý thích với kiều lị nhìn bộ dáng ghen của anh ta anh thật sự muốn nói với anh anh không cần lo lắng quá mức đối với lão già này mà nói Kiều Lụy giống như nữ nhi của anh hơn. Dĩ nhiên cô là đặc biệt. Benny không chút nào không dám nói. Đặc biệt. Kiều Lụy có má không khỏi ửng hồng. Anh cảm thấy cô rất đặc biệt. Nhân viên đặc biệt như vậy. Không biết Ray tiên sinh có biết trân trọng hay không đây? Nào giờ có điều ngụ ý nói. Này không cần nào giờ tiên sinh mở miệng. Tôi tự có tính toán. Benny hiểu được ý tứ của anh. Nhưng không muốn nói quá nhiều. Dù sao đây là chuyện riêng cái gì cũng là cái gì à? bọn họ bây giờ đang nói ở tiếng nước nào? tại sao cô nghe không hiểu? Khiu lị cấp trên của cô rất lợi hại. Ta giờ cười cười nghiêng đầu nói với cô. đúng, tôi rất cao hứng có thể làm việc ở Ánh Dương. đề tài đột nhiên đi vòng qua trên đầu cô. Khiu lị trực giác trả lời. hả? nói như vậy Ánh Dương phước lợi rất tốt, đúng vậy anh dương chẳng những có phúc lợi rất tốt nhân viên hàng năm đều có một tháng nghỉ phép mà không bị trừ tiền lương tìm khắp cả ngày hàng không có công ty hàng không lớn nào vậy nhìn các rơi tiền sinh đối đãi với nhân viên bên trên cũng là rất có phong độ quốc gia chúng tôi nên học tập tốt mới đúng nan giờ cười nói ngài quá khen tôi cũng chỉ nghĩ là đãi ngộ nhân viên tốt mới có thể thu hút nhân viên tận tâm bên này khách sáo nói nhưng trong lòng nghĩ phải chưa đi nhiều cái lợi này cô đối với ấn tượng cá nhân anh như thế nào đúng rồi rennie sinh như trong hợp đồng vậy lúc nào thì bên nga sẽ thành lập nơi làm việc nãy giờ không hề nhằm vào cứu nữa đem vấn đề tới trên chiến sự trong vòng một tháng tôi liền sẽ phái người qua cũng sẽ ở nga mở rộng chi nhánh của anh dương vậy thì thật là quá tốt nói vậy đến lúc đó nhất định sẽ đưa tới oanh động anh dương hàng không đến cũng kéo theo cơ hội gia tăng việc làm cho người nga có thể nói một lần không đếm hết Nghĩ tới đây, nazar Dơ trên mặt cười vui vẻ. Đến lúc đó có cơ hội, kính xin Na Dơ tiên sinh đến nơi làm việc xem một chút. Nhất định, nhất định, bọn họ nói chuyện, kiều lị một chút cũng chen miệng vào không lọt, chỉ có thể ở một bên an tĩnh cười theo, hoặc là cúi đầu thưởng thức thức ăn ngon. Thật không hổ là nhà hàng nổi tiếng, làm đồ ăn thật ngon. Tài nghệ mới mẻ phối hợp với hương liệu càng thêm tuyệt mỹ, cô vừa ăn vừa mỉm cười. Mà nó giờ phát hiện Benny tự hồ hữu ý vô ý, một mực cùng anh nói chuyện chính là không để cho anh cùng kiều lị mới có cơ hội đối thoại điều này làm cho anh cảm thấy buồn cười nhưng cũng không có phá bữa ăn kết thúc ba người bọn họ đi ra khỏi cửa anh mới có cơ hội nói kiều lị tương lai có cơ hội cô có thể đến nga chơi tôi sẽ giới thiệu người nhà của tôi cho cô biết vâng tôi có nghỉ đông lúc ấy nhất định sẽ đi bái phỏng đến lúc đó nào giờ tiên sinh cũng đừng chia tôi phiền toái kiều lị khách khí nói vậy cô nhất định là phiền toái xinh đẹp nhất Nazar cười nói, dĩ nhiên, anh cũng không quên, còn có người sẽ bởi vì anh nói mà mất hứng. Ray tiên sinh, cảm ơn cậu đã chờ đãi, hy vọng có cơ hội có thể mời cậu đi tới Nga làm khách. Nhất định, nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ đi. Benny giống như muốn chứng minh cái gì. liền ôm vai kiều lị, ám hiệu mười phần. Vậy thì thật là quá tốt, nhất định phải tới. Nazar cười to, dĩ nhiên hiểu ý thứ của anh. Bàn tay ấm áp phủ lên vai kiều lị, cô nên lập tức tránh anh ra mới đúng. Nhưng ở trước mặt Nazar tiên sinh, làm như vậy không tốt. Nghĩ như vậy cô không dám nhúc nhích, chỉ có thể cứng nhắc tại chỗ. Na giờ tiên sinh, kế tiếp còn có hành trình gì, tôi sẽ cho tài xế đưa ngài đi. Benny nói đây là một điều tất nhiên. Benny bảo người hầu cửa mở xe, cái kia liền phiền tái cậu vậy. Na ngồi vào chỗ ngồi phía sau, lại phát hiện anh không có lên xe. Khoe tiên sinh. Tôi còn có chút việc cho nên xin giờ tiên sinh đi trước. Nói xong Benny liền ý bảo tài xế lái xe, Lưu lại Anh cùng với Kiều Lị hai người đứng tại chỗ. Cái đó... Chờ xe đi xa, Kiều Lị mới có cơ hội từ trong tay của anh lui xa. Nhưng là mới mở miệng nói chuyện thì đã bị cắt đứt. Cô bây giờ muốn đi đâu? Benny không có ôm vai cô nữa. Tổng giám đốc tôi... Tôi muốn đi mua quà tặng. Cô lúng túng nói. Gọi tôi là Benny. Nghe xưng hô này sắc mặt anh trở nên lạnh lùng hơn. Tổng giám đốc cái này không hợp. Gọi tôi là Benny. Giọng nói của anh đề cao thêm như ra lệnh. Ben, Benny, được rồi. Nếu như anh kiên trì như vậy, cô là nhân viên cũng đành phải nghe lời thôi. Cô muốn đi nơi nào mua quà tặng? Anh hỏi lại. Tôi còn chưa quyết định. Tổng uh, Benny, ngài không phải về công ty sao? Cô thật sự không hiểu nổi anh đang nghĩ gì nữa. Tối nay trở về. Anh có loại cảm giác như đang thúc giục anh ở lại, cho dù ở công ty có đồng văn kiện gấp đôi đang chờ anh. À vậy hiện tại thì anh muốn làm gì cô ngẩng đầu nhìn anh nghĩ trong chốc lát rồi lại cảm thấy lúng túng đi thôi tôi cùng cô đi mua đồ anh nói xong bàn tay lại ôm lên vai của cô này này không tốt làm đâu ngài không phải rất bận sao lại tới thân thể kiều lị rất tự nhiên dừng lại công ty bách hóa này cô đi dạo qua chưa anh chỉ vào một công ty bách hóa, không có ý định trả lời vấn đề của cô, cũng không để cho cô tránh thoát tay của mình. Đi dạo rồi. Tốt, chung quanh đây còn có một cái khác. Benny không nói hai lời, lôi kéo cô đi. Cô có quyền cự tuyệt sao? Chỉ là sợ là không có chứ. Cứ như vậy, Kiều lệ bị lôi kéo đi qua mấy con phố, đi tới một công ty bách hóa lớn. Cô muốn mua quà tặng dạng gì? Muốn đưa cho người nào? Thật ra thì Benny chưa bao giờ có kinh nghiệm cùng phụ nữ đi dạo phố, cho dù muốn đưa quà tặng cho phụ nữ cũng là thư ký đi đặt hàng. Tôi muốn mua quà tặng kết hôn cho bạn, về phần muốn chọn quà gì, tôi còn chưa quyết định. Anh thật không có cần làm việc sao? Vậy thì chúng ta cứ chậm chậm đi dạo. Nhưng là... Cô mới mở miệng, điện thoại di động trên người anh đột nhiên vang lên. Đợi đã nào? Anh đã làm dấu với cô, sau đó từ trong túi áo vét lấy ra một chiếc điện thoại khéo léo tin xảo đè xuống phím cô. Chuyện gì? Tổng giám đốc, tôi tới thông báo cho ngài, 2 giờ chiều ngài có hội nghị nghiệp vụ cần chủ trì, bên tai chuyển đến âm thanh thư ký. Đã gần 2 giờ rưỡi, còn không thấy anh trở lại, cô đặc biệt gọi điện thoại để nhắc nhở. Hội nghị này là do Tổng thư ký Lý thay tôi chủ trì, hội nghị sau khi kết thúc đem nội dung trình bày cho tôi. Còn nữa, hôm nay tôi sẽ không về công ty, tất cả hành trình toàn bộ hoãn lại. Benny bèn giao toàn bộ xong, lập tức tắt điện thoại di động, kết thúc trò chuyện không thể nào cứ nhiên đem công việc hoãn lại kiều lị ở một bên quả thật không thể tin được đi thôi benny tiếp tục lôi kéo cô đi cô cảm thấy cái này như thế nào anh dừng trước một cửa hàng chuyên kinh doanh châu báu chỉ vào một cái dây chuyền kim cương nói nữ nhân viên bán hàng thấy có khách hàng tới cửa lập tức mặt mày hớn hở chào hỏi tiên sinh ánh mắt thật là tốt sợi dây chuyền này kiểu sáng độc nhất vô nhị xin lỗi chúng tôi chỉ xem một chút hướng về phụ nữ bán hàng cười Kêu Lê vội vàng kéo Benny rời đi Đùa gì thế Nhìn một cái cũng biết dây chuyền kia đắt đến chết người Tối thiểu cũng hơn mấy tháng tiền lương của cô Benny không hiểu Không có gì tôi không thích cái dây chuyền kia Cô lắc đầu qua một cái Tôi không còn muốn xem những thứ khác Qua bên kia xem một chút đi nào Benny lại chỉ vào một cửa hàng mỹ phẩm khác Nói Kiều Lị nghĩ một chút Lắc đầu nói Vì An chỉ dùng cố định một loại mỹ phẩm Chúng ta đi trên lầu xem một chút Anh có nhớ không Vi An cũng là tiếp viên hàng không ảnh Dương, đồng nghiệp cùng chuyến bay là tiếp viên hàng không vẫn muốn giúp cô ra mặt sao? Benny gật đầu mang theo cô lên thang cuốn. Lên trên lầu 2, phóng mắt nhìn tất cả đều là trang sức hàng hiệu, kiều lị ý nghĩ đi dạo cũng không có, lại lôi kéo anh hướng ra lầu 3, lầu 4 để chạy. Đi qua khu áo quần trang sức, bọn họ đi tới khu dụng cụ gia dụng, lần này cô ngừng lại, bắt đầu dọc theo đường đi, tất cả khu triển lãm chăn màn cuối đêm, nếu không chính là lật xem mục lục của cửa hàng kinh doanh. Cô cùng những người phụ nữ khác lật rất bất đồng, mặc dù không có kinh nghiệm cùng phụ nữ đi dạo phố, nhưng từ trong miệng nhiều người biết phụ nữ đi dạo phố hơn phần nửa, yêu mua quần áo trang sức đeo. Nhưng cô đi qua đi lại những thứ này bởi vì đang giúp người khác chọn quà tặng sao, cô bình thường đều đi dạo phố như vậy sao? Anh đột nhiên mở miệng hỏi. Hả? Kiều lị sừng sốt một chút, không hiểu làm ý tứ của anh. Đi dạo phố như vậy có cái gì không đúng sao Giống như vậy xem qua rất nhanh Benny chỉ vào vị trí của bọn họ Từ cầu thang đi lên không đến 10 phút Bọn họ đã đi hơn phân nửa cửa hàng bán rồi Không có ạ à. Thật ra tôi không phải rất ưa thích đi dạo phố Mỗi lần đi ra ngoài dạo phố Không phải đi cùng bạn Chính là nhất định phải mua đồ mới đi dạo phố Kiều lị ngượng ngùng nói Vậy sao con gái không phải đều thích đi dạo phố Mua quần áo sao Tại sao cô cùng các cô ấy không giống nhau anh không đem câu cuối cùng hỏi ra lời. À, có thể là tôi cảm thấy đi dạo phố rất lãng phí thời gian, tôi tình nguyện đem thời gian đó để đọc sách, nếu không thì ngồi ở trong quán cà phê, uống một ly giết thời gian cũng tốt. Nói đơn giản, tôi lười phải đi bộ, Kiều Lị nghĩ như vậy. Cho nên cô rất ít mua quần áo đồ trang sức các loại. Nếu như so sánh với bạn bè của tôi thì coi là rất ít đi, giống như nếu tôi muốn mua y phục. Trước hết nghĩ kỹ tôi mua kiểu dáng gì chứ không phải tùy tiện đi dạo, cho nên khi đi dạo phố rất ngắn, Kiều Lị cười nói, như vậy hiện tại trong lòng cô đã có mục tiêu muốn mua gì rồi hả? Anh chú ý đến cô cũng không có đồ trang sức, nhìn lại một chút trên người của cô cũng không có mang bất kỳ đồ trang sức. Cũng không giống phụ nữ khác, trên người tối thiểu có một dây chuyền. Không có, bởi vì bạn tôi tạm thời mới nói muốn kết hôn, cho nên còn chưa nghĩ đến muốn mua cái gì. Cô ngượng ngùng nói, thật xin lỗi, là lãng phí thời gian theo tôi đi dạo lung tung, anh xác định không cần về trước. Cô còn chưa nói hết đã bị cắt đứt tôi không có cảm thấy lãng phí. Cô khách sáo khiến Benny sưng mặt lên. Thật xin lỗi, Kiều Lị bị sắc mặt của anh hù dọa, chưa xác nói xin lỗi. Lại nghe cô nói xin lỗi, Benny sắc mặt càng trầm hơn. À, Kiều Lị nhất thời lúng túng không biết như thế nào cho phải. Trời ạ, à, bây giờ là như thế nào đây? Cô cũng nói xin lỗi rồi. Đi thôi, chúng ta tiếp tục. Phát hiện phản ứng của mình quá mức, Benny chủ động đánh vỡ trầm mặc, Rất tay của cô đi anh không nổi giận sao nhìn khuôn mặt anh anh tuấn kiều lị cảm thấy tính tình của anh quả thật rất được lúc thì như bạo phát một lát lại giống như người không có việc gì cùng ở trên máy bay lại lạnh khóc quả thật chênh lệch cách xa vạn dặm cô cảm thấy cái này như thế nào benny tùy ý chỉ vào một chiếc đèn bàn tạo hình của điển nói kiều Lệ liếc mắt nhìn liền lắc đầu nói "Bian an không thích kiểu của điển đó vậy ta đi tìm cái khác tổng giám đốc châu úc chương 5 Đi dạo qua một vòng tầng 4 Kiều Lị vẫn không có tìm được quà tặng thích hợp Không thể làm gì khác hơn Đó là cùng Benny đi tới khu đồng hồ Trang sức ở tầng 5 Cô cảm thấy cái này như thế nào Khi bọn họ đi qua một tủ trưng bày Thì Benny dừng lại Chỉ vào một cái đồng hồ cô muốn xem Nhìn qua trông rất đặc biệt Kiều Lị kêu lên Nữ nhân viên bán hàng mỉm cười nói Quý khách có thích không ạ Tôi có thể lấy ra cho hai người xem cẩn thận Benny gật đầu cười nhẹ ý bảo cô ta một tủ ra. Tiên sinh và tiểu thư, đồng hồ này thiết kế đặc biệt nhất là sông tâm kết, đại biểu ý tứ tâm tâm tương liên. Các vị nhìn xem, cái này có thể tách ra mang, cũng có thể kết hợp với nhau thành một loại tạo hình đặc biệt. Nữ nhân viên bán hàng cẩn thận giới thiệu, đồng hồ này trải qua xử lý đặc biệt, không thấm nước, mặt ngoài không bởi vì một va chạm nhỏ mà bị chày. Ngoài ra đồng hồ còn thiết kế theo kiểu cảm biến dung. Thật sự rất đặc biệt. Kiều Lị rất động lòng, nhưng lại không tiện mở miệng. Cái này bao nhiêu tiền? Benny thấy cô không ngừng vuốt dây đồng hồ, giống như rất thích, vì vậy ngẩng đầu lên hỏi nhân viên bán hàng. Dạ, đồng hồ này định giá là 3.500 đô. Cái gì? Kiều Lị nghe sững sờ, tương đương gần 9 vạn tiền Đài Loan. Cô nghe xong há hốc miệng, nhưng Benny lại mở miệng trước cô một bước. Gói lại cho tôi. Nghe giá như vậy, anh chân mày cũng không nhíu lấy một cái. Hả? Anh đang nói gì? Cô căn bản không có nhiều tiền như vậy. Kiều Lị suýt nữa đứng không vững, mà nhân viên bán hàng căn bản không để cho cô cơ hội mở miệng. Đang cầm đồng hồ chuẩn bị tính tiền. Tiên sinh, xin hỏi là cả thẻ hay là tiền mặt ạ? Nhân viên bán hàng nhận định kim chủ là Benny, cho nên cũng không thèm nhìn tới Kiều Lị một cái. Chờ, Kiều Lị mở miệng thêm lần nữa, lại thấy Benny đã móc ra thẻ vàng, đưa cho nhân viên bán hàng. Tiên sinh, xin chờ một chút ạ. Nhân viên bán hàng liền đi tính tiền. Anh tại sao lại muốn mua? Đây là tôi muốn tặng cho bạn, hơn nữa tôi cũng không có đói muốn mua. Kiều lị không nhịn được lôi kéo tay áo Benny, nhỏ giọng quán trách. Cô rất thích chiếc đồng hồ đó. Không đợi cô nói, Benny hỏi ngược lại. Tôi thích, nhưng tôi muốn mua tặng bạn tôi, làm sao có thể để anh trả tiền? cô mới không để cho anh nói sang chuyện khác. Vậy coi như là chúng ta cùng nhau đưa, Benny ý cường, nhờ chúng ta muốn cùng cô quan hệ gần hơn. Vậy làm sao có thể? Kiều Lị ngẩn ra, bọn họ lại không có danh phận gì, anh làm sao sẽ cùng dùng cái từ chúng ta này? Tại sao không thể chứ? Anh là cấp trên của tôi, cô ấp ủng nói. Cô rất chán ghét tôi sao? Anh gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Không phải như vậy, tôi không có chán ghét anh. Kiều Lị có chút cấp cáp thanh âm tự giác phóng đại. Benny cười, quyết định không chiếu chọc cô nữa, nhỏ giọng nói, vậy coi như tôi đây cấp trên, đưa cho cô quà tặng kết hôn, vậy cô chọn một phần quà tặng khác đi. Lúc này nhân viên bán hàng cũng cầm hộp đồng hồ, cùng thẻ tiến dụng trở lại. Benny rất nhanh ký tên của mình, đi thôi, chúng ta lại đi chọn quà, cảm ơn hai người đã ghé thăm. Hoàn thành một cuộc mua bán, nhân viên bán hàng mặt mày hớn hở. Kiều liệu hoàn toàn không có dự âm xen vào Không thể làm gì khác hơn Đó là theo anh tiếp tục đi dạo Cô cảm thấy cái đó như thế nào Hoàn toàn coi như không có việc gì Benny lại chỉ vào một tác phẩm nghệ thuật tạo hình cao nhã Bước nhanh đi tới Cho dù cảm thấy ánh mắt của anh rất tốt Chọn gì đó cũng rất đẹp Cô cũng không dám dừng lại nữa Bởi vì cô sợ anh lại mua này nọ Như vậy thật sự là quá kỳ quá rồi Ánh mắt của cô khiến Benny cảm thấy buồn cười Lại chỉ vào một cái khăn lụa nhiều tầng màu sắc nghiêng người bên cô hỏi nhỏ căn lụa này như thế nào có đẹp không cô như cũ lắc đầu một cái hơi thở của anh tới gần để cho hô hấp của cô cứng lại tim đập rộn lên sau mỗi khi benny chỉ vào một vật kiều lị phản ứng đều là lắc đầu cũng không thấy cô dừng lại bất kỳ cửa hàng nào rốt cuộc anh không nhịn được mở miệng hỏi thế này là thế nào không có gì cô vội vã lắc đầu nói trên thực tế trong lòng của cô đã tính toán Ngày mai sẽ trở lại đi dạo lần nữa Hoặc là mua quà tặng kết hôn cho Vi An Qua kênh mua sắm Bởi vì khi có anh bên cạnh Cô rất khó chuyên tâm đi dạo phố Anh gần sát để cho cô thật cần trương Có loại kích động muốn chạy trốn Mà trên người anh phát tán mùi lông não Càng thêm quấy nhiễu Suy nghĩ của cô Suy nghĩ của anh cảm giác thật quá mạnh mẽ Thật không có Benny căn bản không tin Nét mặt của cô rõ dàng nói cho anh biết có chuyện Được rồi là có chuyện Kiều Lị ngừng đầu lên nói Chuyện gì vậy? Anh có thể hay không đồng ý tôi Không cần bỏ tiền giúp tôi mua quà tặng Nhìn anh kiên trì như vậy Kiều Lị cũng đành phải che giấu nguyên nhân chân chính Chọn một cái tương đối không quan trọng mà nói Có thể Nguyên lai like là nguyên nhân này Benny rất khoát đồng ý Cô thật rất kỳ lạ Trực tiếp mở miệng hy vọng anh không trả tiền Không giống phụ nữ bình thường Luôn tranh thủ cơ hội chiếm tiện nghi Vậy chúng ta đi ra bên kia xem một chút Cô âm thầm thở dài, nghĩ thầm mua đồ nhanh lên một chút, có vẻ tốt hơn. Benny không có ý kiến, đi theo cô đi tới cửa hàng kinh doanh đồ trang sức. Đi dạo, Kiều Lị chú ý tới trong tủ trưng bày một món đồ sứ hình thiên sứ. Tiểu thư xin chào, cô có thấy vừa ý không ạ? Nhân viên bán hàng cười khanh khách tới chào hỏi. Làm viên cô lệch cho tôi cái thiên sứ này cho tôi xem được không? Cô cười nói, dĩ nhiên là có thể rồi, Nhân viên bán hàng mở quầy thủy tinh ra, Lên món đồ sứ cao ước chừng 10cm cho cô xem. Tiểu thư, cô không phải muốn dùng vì nó là sản phẩm trang sức đơn thuần đó chứ? Thật ra thì nó còn có thể dùng đựng đồ vật. Đựng đồ vật ư? Kiều Lị không hiểu làm ý của cô ta. Là như vậy, cô xem thiên sứ này là hai tay giao nhau. Đây là phần đặc biệt, vô lúc có thể để chiếc nhẫn. Nhân viên bán hàng giúp chiếc nhẫn trên tay làm vật thí nghiệm. Thật hay, còn rất tiện lợi. Kiều Lụy cảm thấy cái thiết kế này rất tuyệt. Không sai, hơn nữa cái thiên sứ này biểu tình thật đáng yêu. Hai tay giao nhau lại có cảm giác chúc phúc. Mình dùng hoặc tặng quà cũng rất thích hợp. Nhân viên bán hàng tiếp tục giới thiệu. Vậy cái này giá bao nhiêu tiền? Thiên sứ khéo léo lại bộ sáng đáng yêu. Thiên sứ khéo léo lại bộ sáng đáng yêu. Cô càng xem càng yêu thích không buông tay. Kiều Lụy rất nhanh quyết định muốn mua. Cái này là 50 đô Úc. Tốt, vậy tôi cao thẻ để trả tiền. Cô lập tức lấy thẻ tín dụng ra, làm viên cô giúp tôi gói lại. Cái này tôi muốn đưa tặng. Vâng, xin chờ tôi một chút. Mấy phút sau, nhân viên phục vụ đem quà tặng đã gói kỹ đưa cho cô. Tôi giúp cô cầm, Benny cầm lấy gói quà trên tay cô. Cô còn muốn đi dạo tiếp được không? Không cần, hôm nay tôi chỉ muốn mua quà cho Vy An mà thôi. Cô lắc đầu, suy tư làm thế nào mà mở miệng nói muốn đi. Vậy thì chúng ta đi lên tầng uống chút đồ uống đi. Không nói thêm gì, Benny dắt tay cô, liền hướng thang máy đi tới. Ben, Benny. Kiều lị do dự mở miệng. Hả, sao vậy? Anh lên tiếng, nhưng bước chân không ngừng. À, không có gì. Lời đến khóe miệng, chẳng biết tại sao, Kiều lị không dám nói ra muốn rời đi, vì vậy cứ để anh kéo vào trong thang máy. Kết quả, cô cùng Benny ngồi quán cà phê trong công ty bách hóa uống cà phê. Cùng tôi ở chung một chỗ, rất không tự nhiên sao? Hai người ngồi đối mặt nhau, Benny phát hiện cô vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Không phải cúi đầu, chính là nhìn những nơi khác. À, không có. Tâm tình hoảng hốt, cô có cảm giác bị người ta nhìn thấu. Kiều lị, nét mặt của cô sẽ không gạt người. Benny không khách khí phơi bày lời nói dối của cô. À, sao cơ? Bị anh nói như vậy, cô bỗng nhiên đỏ mặt. Bởi vì tôi là cấp trên của cô sao? Anh cười hỏi theo chữ xác mà suy đoán Trầm mặc thật lâu Cô mới gật đầu một cái Thân phận của tôi để cho cô khó xử vậy sao Thấy cô gật đầu Benny lại hỏi Cảm giác rất kỳ quái Cô nửa cúi đầu nói Ở trên máy bay cô còn không biết thân phận của tôi Thì cô sẽ như thế sao Cô lắc đầu Vậy thì đúng rồi Bỏ đi thân phận của tôi Bất đồng nhất giữa chúng ta chỉ là giới tính mà thôi Không phải sao Benny thử thay đổi ý tưởng của cô Nhưng là anh là ông chủ của tôi. Đây là sự thật, cô không có biện pháp nào coi thường, có quy định cấp trên không thể cung cấp giới lui tới sao? Không phải. Chẳng lẽ nói chuyện với tôi thật sự khó chịu như vậy? Benny cố ý nhíu mày, Thành âm buồn bực nói. Có lúc thủ đoạn đồ bỡn nào đó là điểm cần thiết. Dạ, không có. Tôi rất vui lòng khi được nói chuyện với anh. Thấy anh cau mày, kêu lị vội vàng nói. Không phải thì thiện ứng phó tôi. Anh muốn lời hứa của cô thật mà cô theo phản xạ bật thốt lên được rồi người ta ở nơi chỗ uống tìm người nói chuyện là chuyện bình thường cô tự nhủ như vậy một lát bắt đầu thăm dò chuyện của cô không thích leo núi đi mỗi lần leo núi luôn thở hồn hển thở không ra hơi kiều lị nghiêng đầu suy nghĩ một chút mới lên tiếng chỉ có như vậy vậy cô thích gì cũng như những người bình thường đọc sách xem phim cùng bạn bè uống trà điểm này cô không cần nghĩ cũng có thể trả lời cô thật sống như không thích vận động benny phát hiện Cô nói đều là những hoạt động ít phải vận động. Là có chút, bất quá tôi thích bơi lội, kiều lị đặc biệt cường điệu, cô có chút lười nhưng còn không đến mức cái gì cũng không động. Trừ bơi lội, cô còn thích hoạt động gì? Nhìn về mặt cô nghiêm túc, Benny thiếu chút nữa bật cười. Hình như là không có. Cô suy nghĩ một chút, muốn làm muốn nói chơi bóng rổ, nhưng là mấy năm không có đánh, rất khó để mà nói thích. Vì vậy sửa lời nói. Thế con anh, anh thích gì? không thích cái gì tôi trừ công việc vẫn là công việc có lẽ tôi nên nói hứng thú của tôi là chạy tới chạy đuôi các nơi trên thế giới đây là lời nói thật anh quanh năm suốt tháng sống ở Sydney có thể không tới một phần ba hơn phân nửa thời gian ở các nơi trên thế giới thị sát nghiệp vụ Benny lộ ra nụ cười khổ đây chính là sự nghiệp càng làm càng lớn tổn thất càng nặng vậy cũng không tệ có thể làm việc cũng có thể nhìn xung quanh không biết nên thế nào an ủi Cưu lị chỉ có thể gượng cười đúng nhưng trên thực tế cơ hội anh nhìn ngắm xung quanh cũng không có chỉ là đi tới đi lui giữa công ty và thị trường đúng rồi cô vào ảnh dương lúc nào cô vào ảnh dương lúc nào bên đi hỏi những vấn đề khác không muốn tiếp tục đề tài này hơn 3 năm thế trước khi vào ảnh dương thì cô làm việc gì không có tôi vừa tốt nghiệp đại học tới thi tiếp viên hàng không công việc trước kia cũng chỉ mang tính chất làm thêm mà thôi anh cười nói, cô thật là khiến người khác phải mở mắt mà nhìn, hơn nữa việc xử lý chuyện kia rất tốt. Chuyện kia? À, anh nói là sự kiện trên máy bay kia sao? Cô lập tức nghĩ đến anh nói người phụ nữ tìm cô gây phiền toái ở trên máy bay. Anh gật đầu một cái, tiếp tục tán dương, cô rất có tính nhẫn nại. Đâu có, thành thật mà nói, tôi lên lén ở trong lòng mắng cô ta nhiều lần rồi. Kiều lị cúi khom người, nhỏ giọng mà nói ra, bộ dáng có vẻ rất ngượng ngùng. Ít nhất cô cũng không có ngay trước mặt cãi lại với cô ta. Người bình thường có thể không có tính khí tốt như cô. Về điểm này, cô đáng giá được phần thưởng. Benny cười nói, anh thật sự nói tôi tốt quá. Cũng không có để ý theo lời anh, nói phần thưởng là có ý gì. Cô nghĩ muốn thưởng gì? Dạ, không cần đâu, tôi chỉ làm chuyện thuộc bổn phận của mình mà thôi. Cũng không phải chuyện gì đặc biệt. Cô có chút bị hồ dọa, vội vàng khoát tay cự tuyệt. Được rồi, cô đã nói như vậy, tôi cũng không miễn cưỡng, tuy nói như vậy, nhưng trên thực tế anh đối với cô đã có tính toán riêng. Chiều theo thời gian làm việc, tiếp viên hàng không tròn 3 năm, thông qua nhận xét trực tiếp của cấp trên, thành tích ưu tú sẽ được tăng lương. Mặc dù cô còn chưa đến, nhưng có thể đặt cách. Benny, tôi có thể hỏi anh một chuyện được không? Ờ, có chuyện gì vậy? Tại sao ngày đó anh lại ngồi khoang phổ thông? Cái nghi vấn này ở trong lòng kiều lị đã tồn tại lâu rồi. À, là vừa dịp bởi vì khoang hạng nhất và khoang tương nhân không có vị trí. Benny cố ý giấu giếm nguyên nhân thực sự, không muốn làm cho cô có cảm giác bị giám thị. Vậy tại sao muốn đem tóc nhuộm thành màu nâu? Cô không hiểu. Bởi vì tôi chỉ muốn bình yên ngồi máy bay, không muốn làm cho tiếp viên hàng không nhận ra tôi là ai, gây rối loạn thái độ phục vụ hành khách, hiểu không? Đơn giản mà nói chính là thị sát. Nói cũng phải, nếu là chúng tôi biết đại bóc ngồi trong phạm vi chúng tôi phục vụ, chắc chắn sẽ rất khẩn trương. Kiều Lị đồng ý điều anh nói. Cho nên, cô không cảm thấy cách làm của tôi có lỗi chứ? Benny cười nói. Dạ không ạ. Cô lắc đầu. Đúng rồi, chứ lần này không có chỗ ngồi trống. Anh trước kia có ngồi qua khoang phổ thông sao? Không có. Đây là lần đầu tiên tôi ngồi khoang phổ thông hào hoa. Không nghĩ tới lại ngoài ý muốn, để cho anh phát hiện sự tồn tại của cô. Benny đưa tay ngang mặt bàn, cầm tay của cô. Vậy anh không cảm thấy chỗ ngồi khoang phổ thông rất nhỏ sao? Bị bàn tay ấm áp của anh cầm, nhất thời giống như có luồng điện xuyên qua thấu tay. Làm cô khẽ đỏ mặt, nhưng mà một chút cũng không muốn rút tay về. Thỉnh thoảng ngồi một chút cũng không tồi. Anh cười nói, vậy còn cô, ở Anh Dương làm việc lâu như vậy, có vấn đề gì hay không? Bây giờ là muốn thảo luận độ hài lòng của tôi đối với công tác hay là muốn tôi nói công ty thật là hư? Kiều Lị cười nói. Cô muốn hiểu sao cũng được. À, tôi chỉ dẫn thôi. Tôi đối với công tác rất hài lòng. Đối với công ty cũng không có gì oán trách. Cô không phải khách sáo. Mà là nói thật, có thể ưu đãi cho nhân viên giống như công ty Anh Dương vậy, không nhiều lắm. Thật sao? Cô dùng sức gật đầu một cái. Benny còn muốn tiếp tục tán gẫu, điện thoại di động lại đột nhiên vang lên. Xin lỗi, tôi nhận điện thoại. Anh đứng dậy đi tới một bên. Kiều Lệ quay đầu nhìn phía bên ngoài. Mặc dù đã gần đến 7 giờ, bầu trời bên ngoài vẫn rất sáng. Chợt cô cảm thấy nói chuyện giữa bọn họ giống như vẫn còn vòng quanh cô, giống như anh đang hỏi thăm chuyện của cô. Thật chẳng lẽ vì An nói đúng, anh có cảm tình với cô? Nghĩ tới mặt cô bắt đầu ửng hồng. Sao vậy? Đỏ mặt thành như vậy? Kết thúc trò chuyện, Benny trở lại liền nhìn bộ sáng cô bứt rứt khó chịu. Ờ, dạ không có, không có. Kiều Lý vội vàng lắc đầu Anh thì sao, công ty có chuyện phải không? Làm sao cô nghĩ là công ty có chuyện Mà không phải bạn bè gọi Benny hỏi ngược lại À không có, tôi chỉ nghĩ bình thường anh bận rộn như vậy Nên rất ít cùng bạn bè liên lạc Cô nói Cô cảm thấy tôi không có bạn bè sao? À không phải, tôi không có ý này Cô vừa vội đỏ mặt Chớ khẩn trương, tôi chỉ nói đùa thôi Benny cười xòa tóc cô Động tác này khiến Kiều Lị có cảm giác bình thường Chỉ là cô tự nói với mình Cô sẽ nghĩ quá nhiều Đi thôi Cô đoán đứng rồi Công ty có chút việc tôi phải trở về xử lý một chút Benny rưỡi tay hướng cô Mà cô cũng không cần chần chờ chút nào liền đem tay để vào trong tay anh dường như vốn nên như thế Bọn họ đi tới cửa công ty bách hóa Cùng lên taxi Benny đưa Kiều Lị trở lại khách sạn rồi mới về công ty Bước vào khách sạn Kiều Lị trực tiếp lên lầu đến phòng Vi An bấm chuông cửa Vi an còn không có ra cửa ăn cơm đi ơ ờ, tiểu thư cậu trở lại rồi mình còn tưởng rằng cậu chuẩn bị muốn thể nghiệm cuộc sống về đêm ở sydney đấy vy an vừa mở cửa nhìn thấy người nên lập tức khạt ra nhạo báng thật là thừa dịp sáng sớm là thời điểm cô cô đang ngủ đi ra cửa hơn nữa còn chơi đến buổi tối mới trở về làm ơn cái gì thể nghiệm cuộc sống về đêm ở sydney chứ đồ thần kinh kiểu lụy gõ gõ chán của cô ấy đi vào cậu đi shopping à? Vi An chú ý tới túi giấy công ty bách hóa trong tay cô. Đúng vậy, phải đi shopping, hơn nữa còn là shopping quà tặng cậu kết hôn. Kiều Lị xoay người đem túi giấy giao cho cô. Thật sự là muốn tặng mình sao? Chị em cậu thật sự quá tốt, mình yêu cậu. Vi An hưng phấn nhận lấy túi, ôm lấy cô nhảy không ngừng. Bà chị, cậu lại yêu quà tặng thôi, Kiều Lị cười nói. Nói gì vậy? Chúng ta là chị em tình thâm, Vi An thân thiết nắm tay cô, cùng nhau ngồi ở bếp giường. Phải, chị em tình thâm. Cô bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Nè, cậu rất qua la đó. Vi An dùng sức đánh cô. Đại tiểu thư của tôi, thay vì cùng mình tranh luận qua lại, không bằng tới mở quà đi. Kiều Liễu vuốt cánh tay bị thương nói. Cậu tặng mình cái gì? Vi An ngồi thẳng người, đem một hộp giấy màu hồng trong túi giấy lấy ra, giống như đứa bé vui vẻ, mở ra chẳng phải là biết sao Vi An nghe đem bao mở ra Wow, một thiên sứ thật đáng yêu Vi An không nhịn được che miệng kêu lên Nó không chỉ là trang sức phẩm Nó Nó nhưng thật ra còn có thể đựng đồ trang sức đó Kiều Lị cười nói Đựng trang sức sao Đúng vậy, cậu xem hai tay giao nhau này Vô lúc có thể đựng nhẫn kết hôn Của hai người sau này Vi An rút chiếc nhẫn của mình ra làm thí nghiệm Thật vậy, Cô ca hứng ôm lấy Kiều Lị Cảm ơn cậu, mình rất thích Lại mở ra cái này xem một chút Kiều Lị đem túi giấy khác Buộc băng gấm màu đỏ, hộp xà đen lấy ra Đây là... Vì An nhận lấy, mở ra băng gấm Mở ra nắp hộp vừa nhìn Càng thêm kinh ngạc Đây là đồng hồ, đây là đồng hồ Làm sao cậu sẽ mua quà tặng quý như vậy? Đồng hồ này nhìn một cái cũng biết là giá trị xa xỉ Cô nhân đầu lông mày không thể tin được kiều lị vì cô xài nhiều tiền như vậy chị em tốt chớ dại dột cậu nghĩ mình sẽ mua nổi đồ giá trị vậy sao kiều lị cười nói cậu đừng nói với mình đây là đồng hồ rẻ tiền cô đánh chết đều không tin dĩ nhiên không phải thật ra thì đồng hồ này không phải là của mình mua kiều lị cười thần bí tiết lộ vậy là ai cậu nói nhanh một chút vi an lay lay tay của cô nóng lòng hỏi mình nghĩ cậu đại khái nằm mộng cũng sẽ không nghĩ đến lại là anh ta đưa cho cậu. Cô tiếp tục thừa nước đục thả câu. Suốt cục là ai hở Làm gì không nói một lần cho xong? Cô cố làm ra vẻ thần bí khiến Vi An rất muốn đánh người. Đồng hồ là của đại bóc đưa. Biết chơi nữa, Kiều Lị vội vàng thu hồi sáng vẻ, coi trò, vui tâm tình đàng hoàng nói với cô ấy. Đại bóc của chúng ta ư? Vi An sử sốt một chút, mắt trận rãi híp lại. Đại bóc, cậu không phải muốn nói là cho mình biết quà tặng này là của Benny khóc ca mua chứ? À, cậu đoán đúng rồi. Cái gì cơ? Thật sự là của Benny khóc ca đưa. Kiều Lụy gật đầu một cái. Có trách cậu tới giờ mới về, Nguyên Lai là người hầu khóc ca ở chung một chỗ nha. Nói đi, hai người các cậu gặp nhau lúc nào? Vừa đi nơi nào hẹn hò? Trên mặt Vian mở nụ cười thoạt nhìn rất mập mờ. Thần kinh, hẹn hò nơi nào chứ? Cũng chỉ là lúc đi ăn trưa gặp nhau ở trước cửa nhà hàng mà thôi. Khi đó Benny còn đi cùng nơi giờ tiến sinh ở bên quan ngoại giao Nga bởi vì công ty chúng ta sắp cùng Nga ký hợp đồng vận chuyển. Kiểu luyện liếc của ấy một cái rồi nói Benny, sách 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 lúc nào thì hai người cũng thân mật như vậy cậu đã gọi anh ấy là Benny rồi sao? Vì An không bỏ qua trọng điểm trong một chuỗi già giải thích của cô. Làm ơn, gọi tên vốn chính là chuyện thường xảy ra đối với người ngoại quốc cậu làm gì mà ngạc nhiên vậy? Kiều lụy quay đầu đi chỗ khác Làm bộ như không thèm để ý Vậy sao Chị em cậu cũng không cần giả bộ nữa Rõ ràng đối với người ta có ý tứ Làm gì còn giả bộ Không đúng Phải nói là hai người cũng đối với đối phương có ý tứ Vi An cười mãi không thôi Nè Không cần kêu Cậu nhìn mình cậu có dám thể cậu nhìn thấy Benny khóc ca Thì không có cảm giác mặt hồng tim đẹp sao Vi An đi trước một bước Cầm lấy tay cô nói Mình... mình nào có Cô ấp úng trả lời, hai má lại đỏ ửng lên. Thần ái, cậu thật sự sẽ không nói láo. Nói láo mặt liền hồng, cậu đừng nói. Mặt của cô càng đỏ hơn. Làm gì mà xấu hổ chứ? Các cậu anh có tình, em có ý, ở chung một chỗ là vừa vặn. Chỉ là mình vẫn không muốn cảm tạ cậu bởi vì Benny khóc ca sẽ tặng quà mình đều là nhờ vinh dự của cậu. Nói loạn, kiều lụy theo chữ xác mà phản ứng. Mình mới không có nói loạn, cậu nghĩ có nhân viên nào có thể vô duyên vô cớ bắt cấp trên tặng quà chứ còn là đồ quý như vậy hay sao cũng không phải ăn nó quá rảnh rỗi vì an cảm thấy buồn cười cậu rốt cuộc muốn nói cái gì kiều lị cảm thấy lời nói của cô ấy có ý gì đó tựa như mình nói benny khóc ca đối với cậu rất cờ hứng thú cậu không phải sẽ không có cảm giác chứ có có rồi cô nghĩ một chút cả quá trình đi chung với nhau hôm nay đang hoàng thừa nhận nói mình biết hai người chửi cùng nhau ăn cơm chọn quà tặng còn đi đâu vậy? Vi An tò mò hỏi. Cũng không có đi chỗ nào, chọn xong quà tặng đi uống cà phê thôi. Này, không tệ lắm, vậy hàn huyên cái gì? Cứ như vậy thôi sao? Không có cùng ăn bữa tối dưới nến ư? Theo cô xem, Benny khóc ca cũng sẽ không để cứu lị trở lại sớm như vậy, nếu như anh ta thật muốn theo đuổi. Không có, anh nhấn nhận được điện thoại của công ty, đưa mình trở lại trước rồi đi. Cô nhún vai nói. Thì ra là như vậy, vậy cậu yên tâm, anh ấy nhất định sẽ hẹn cậu đi ra ngoài nữa. Vi An bảo đảm nói. Cười yên tâm cái gì? Mình không có lo lắng, ở đâu ra mà yên tâm? Trời ạ, à, mình đoán trong lòng cậu sẽ thấp thỏm, muốn nói anh ấy có thể hay không, sớm nở tối tàn không thấy tăm hơi, mới an ủi cậu như vậy đấy. Cô cười nói, cảm ơn cậu, mình mới không nghĩ như vậy chứ. Tuy nói như thế, nhưng Kiều Lệ lại bị ảnh hưởng của cô ấy Trong đầu trồi lên một cái ý nghĩ Sau này họ phải trở về Đài Loan rồi Cô còn có thể gặp lại được anh sao Nghĩ tới đây Tâm tình của cô không hiểu trầm trọng à yeah, chính là sợ Kiều Lệ bày ra thái độ nếu không cậu nghĩ như thế nào Được rồi được rồi Không nói với cậu cái này Vì an buồn ra Dù sao khóc ca này nếu quả thực thật sự đối với cô có hứng thú Tự nhiên sẽ tìm đến cô Cô ở chỗ này cấp cái gì? Nghe đến đó, Kiều Lị có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Có lúc bạn tốt cấp gáp cưới hỏi, để cho cô thật sự khó có thể chống đỡ. Chỉ là như đã nói qua, thì ra khóc ca cũng sẽ nói trung văn. Còn nói được rất tiêu chuẩn, anh ta vừa mới mở miệng thì cậu không thể bị hù được. Vị An chủ đề còn vòng quanh anh ta. Dĩ nhiên bị giật mình, không nghĩ tới anh ta mở lời. Còn là nói trung văn, Kiều Lị chụp vuốt ngực nói. Mình nghĩ Lúc trước cậu bị gây khó dễ Anh ta hẳn nghe lọt được Khó trách anh ta sẽ giúp cậu giải gây Nếu nói là anh ta đối với Kiều Lị Không có hứng thú Cô thật không tin Vì An vừa cười Cậu không phải muốn cười đến quỷ dị như vậy Kiều Lị biết cô ấy lại muốn nói cái gì rồi Tốt Rồi chuyện phát triển như thế nào Nhất định sẽ như mình nghĩ Nhất định sẽ như mình đã nghĩ Cậu chuẩn bị mời mình ăn bữa thực lớn đi Vị An cũng không có quên lời lúc trước cô nói Cậu nghĩ quá nhiều Kiều Lị như cũ kiên trì ý nghĩ của mình Đúng, cậu cứ tiếp tục làm đà điều tốt lắm Vị An trong lòng thì thầm Có lẽ là Benny uy hiếp hiệu quả Sau đó bất kể là đưa bữa ăn Đưa báo Quan hệ san không có gây thêm bất kỳ khó khăn cho cô nữa Điều này làm cho Kiều Lị thở phào nhẹ nhõm Ngược lại vị Benny khóc ca kia Trong khi phần lớn hành khách ngủ say Vẫn mở ngọn đèn nhỏ nhìn văn kiện đây cũng là điều khiến Kiều Lị cảm thấy ngạc nhiên. Ánh đèn lờ mờ như vậy, anh ta vẫn đang làm việc. Quay đầu lại xem một chút, vì An đã ngủ, đây là thói quen chạy đường dài của họ. Đang lúc mọi người ngủ say thì cũng muốn lưu một người tỉnh để người có tình trạng đột phát. Nhanh chóng kiểm duyệt văn kiện trong tay, Benny cầm bút máy, nhanh chóng kiểm duyệt văn kiện trong tay. Benny cầm bút máy, lưu lát tiêu xuất vấn đề cùng ký tên. Anh ta là cố ý chọn lúc cô gái bên cạnh ngủ với công tác một mặt vì điều chỉnh trên lệch, một mặt là không muốn bại lộ thân phận bởi vì văn kiện trên đầu điền in dấu hiệu hàng không ánh dương rất dễ đưa tới chú ý. Bất ngờ trong đầu của anh ta hiện lên bộ dạng kiều lị, mang theo nụ cười cùng nữ nhân bên cạnh sàn co. Cô mỗi một lần hưởng ứng, đối đều làm cho anh khát sâu ấn tượng, coi như cô hiện tại không có mặt đối với anh, anh vẫn có thể nhớ rõ nụ cười của cô. Anh nhìn ra được nụ cười kia là nghề nghiệp hóa, bởi vì nụ cười còn chưa đạt tới đáy mắt, thậm chí còn có chút đèn nén hòa khí, nhưng cô đối đãi hành khách xác thực có tính nhẫn nại mười phần. Dĩ nhiên, muốn ở ảnh dương làm việc cũng như thứ này đều là điều kiện kiên quyết, nhưng cô đối đãi đứa trẻ là một loại thái độ khác. Cô tự hồ đối với đứa trẻ rất bất đồng, thượng như sao sớm. Cô chẳng những bớt thời gian cùng cô bé nói chuyện phiếm, còn đưa đồ chơi nhỏ, khiến cô bé vui vẻ không thôi. Nhưng là cô cũng chỉ có một mặt thệ thùng, khi ở thời điểm đối mặt với anh, Benny không có bỏ qua khi thỉnh thoảng bọn họ nhìn nhau thì cô đáy mắt lóe vẻ ngượng ngùng trên mặt nổi lên nhàn nhạt, nhạt đỏ ửng thân thái mê người như vậy để cho anh nhìn không trước mắt trong lòng tự hồ có một góc khuất bị chạm đến Tiến sinh ngài cần dùng chút gì sao kiều lị đi tới không đừng nhỏ giọng hỏi mặc dù đã biết anh nghe hiểu trung văn nhìn tóc anh cũng màu sắc đôi mắt cô vẫn theo thói quen dùng anh văn thăm hỏi cho tôi một ly whisky Benny ngẩng đầu che kín văn kiện, không để lại dấu vết nói. Dạ, xin đợi lát. Kiều Lị không phát hiện động tác của anh, tự mình đi sát rượu. Chỉ chốc lát sau, cô liền đem rượu đưa tới trong tay anh. Cảm ơn. Benny gật đầu nói. Lúc này đã sớm đem văn kiện bỏ vào trong bao công văn. Đã trễ thế này, ngài thế nào không như những người khác nghỉ ngơi thật tốt. Không nhịn được tò mò, Kiều Lị mở miệng nói. Còn có việc phải thừa dịp xử lý tốt. Benny thản nhiên nói. À, vậy ngài đang vội tôi không quấy giây ngài công tác không có hỏi nhiều nữa Kiều lị liền rời đi lưu lại benny còn quay đầu nhìn chăm chú vào bóng lưng của cô thật lâu không thu tầm mắt tổng giám đốc châu Úc chương ba trải qua chuyến bay đường dài bọn họ rất cục bình an đến được sân bay tuyết lê châu úc lúc này kiều lị cùng với tất cả tiếp viên đã ở vị trí cửa cabin chuẩn bị đưa hành khách xuống. Trong lúc mọi người vội vàng xách hành lý theo hướng cửa cabin, đi đến thì chuyện xảy ra. Cái tiểu quỷ này, người làm gì? Trong đám người vang lên giọng nữ nổi trội. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy tiếng một đạo thanh thúy tiếng bàn tay. Kiều lệnh nghe được âm thanh, vội vàng cùng vi an xuyên qua đám người, đi tới nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy quan hệ xoan cực kỳ tức giận, nhìn chăm chăm tiểu đình. Mà trên mặt tiểu đình sưng đỏ cả tàng lớn, đang nhào vào trong ngực mẹ khóc. Thật xin lỗi, xin hỏi xảy ra chuyện gì? Kiều Lị vừa mở miệng trước hết nói xin lỗi. Tiểu quỷ này cư nhân đạp bẩn giày cao gót tôi. Cô có biết hay không, đôi giày này đắt bao nhiêu, Tốt hơn mấy vạn. Quan hệ sàn chỉ vào một phần nhỏ hắc ấn trên giày cao gót trên trái. Dì, cháu không phải cố ý dẫm lên chân của dì, cháu cầm dùng đôi cho mẹ. Không cẩn thận lui về phía sau một bước mới có thể dẫm lên. Tiểu đình một bên khóc, một bên giải thích. Đứa bé không phải cố ý, cô làm gì thế động thủ đánh người. Mẹ tiểu đình đau lòng vuốt ve gương mặt sưng đỏ của tiểu đình. Đúng, không phải cố ý, làm hư rời cô bồi thường nổi sao. Quan hệ sàn khỉ miệt nói. Trên thực tế, cô đang một bụng tức giận không chỗ phát, cô chưa bao giờ uất ức như vậy. trừ bỏ bị đàn ông cự tuyệt, Liên gây khó khăn cho tiếp viên hàng không cũng bị đàn ông quấy nhiễu. Cái này bảo cô ta dằn nổi cơn giận này như thế nào, hiện nay vừa đúng lúc có thể lấy cớ để phát tiết chỉ là dơ bẩn một phần nhỏ dùng giấy lau lau là tốt làm sao cô đánh người mẹ tiểu đình cầu mày nói không nghĩ tới lần này du lịch còn chưa bắt đầu nên gặp gỡ không thể người như vậy nói này nói cái gì giấy dơ bẩn lau một cái có thể sạch nhưng nếu như dính vào lau không hết gì đó làm thế nào quan hệ sàn thái độ cường ngạnh chính là không chịu thừa nhận mình chuyện bé xé ra to bây giờ là như thế nào Tại sao cô nhất định phải làm to như vậy? Kiều Lị thấy trên chán toát ra ba đường tuyến, nhìn lại một chút hành khách quanh mình. Chứ Benny ngồi tại chỗ, cùng một chút người xem náo nhiệt. Đại đa số hành khách cũng đã xuống. Cô không phải lau, làm sao biết lau không hết? Mẹ tiểu đình nói. Cô nào lau, cô sao? Dù sao cô sẽ không tự mình động thủ. Quan hệ sàn bày ra thái độ cao ngạo. Ai cũng không cần giúp cô ta lau. Benny nghiêm mặt. Dùng trung văn rõ ràng nói Anh lên tiếng để mọi người sương sốt Cô có muốn xuống máy bay không? Anh nhìn chăm rầm cô ta nói Tôi... Quan hệ sàn bị khí thế lạnh lùng của anh hù dọa Nói Vậy thì mau cút Không cần ngăn trở người khác làm việc Benny không cách khí đuổi người Anh... Anh tại sao gọi tôi cút? Anh là ai à? Ẩn nhẫn quá lâu quan hệ xoán rút cuộc đè xuống sợ hãi trong lòng mở miệng hỏi ngược lại đùa gì thế chỉ là bộ dạng xinh xắn mà thôi tại sao cô bị anh hung hăng mắng tin tưởng tôi tôi tuyệt đối có đủ tư cách muốn cô cút benny lạnh lùng nói quyết định muốn đem cô ta liệt vào danh sách cự tuyệt lùi tới ánh dương không cần hành khách ác độc như vậy để gia tăng doanh thu anh cô đưa cô ta xuống máy bay benny chỉ vào kiều lị ra lệnh cô không nên đuổi hành khách xuống máy bay, nhưng khi thế anh quá mạnh mẽ, khiến kiều lị không cách nào kháng cự. Tiểu, tiểu thư mời. Quan tiểu thư mời chuẩn bị xuống máy bay. Bắt được cơ hội, vị an dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cho. Lập tức thay kiều lị mở miệng đuổi người. Các người, tôi chính là hành khách khoang này, các người lại dám đuổi tôi xuống máy bay. Quan hệ san không thể tin được tình huống bây giờ. Cảm nhận được ánh mắt mọi người lạnh nhạt, Quan hệ sàn mặc dù hết sức tức giận, lại không có cách nào phát tác, chỉ có thể tức giận bỏ lại một câu. Tốt, rất tốt, các người quy nhiên đuổi tôi xuống máy bay, tôi sẽ khiếu nại với cấp trên của các người. Nói xong, cô ta liền đẩy mọi người ra, giận chân rời đi, kỳ thật hành khách không có kích hay để xem, cũng rồi rít rời đi, chỉ còn lại Kiều Lị, Vi An, Benny, còn có mẹ con của Tiểu Đình. Tiên sinh, cảm ơn anh đã giúp một tay giải vây. Mẹ tiểu đình chân thành cảm tạ Tiểu đình cùng chú nói cảm ơn Chú, cảm ơn chú Tiểu đình nghe lời mở miệng nói Trong thanh âm đã không có khóc Hóc mắt cũng không còn rừng rừng nữa Tiểu đình, cháu có đau hay không? Có muốn hay không gì cầm đá thoa cho cháu Kiều lị ngồi xổm người xuống nhìn thẳng cô bé nói Vâng Tiểu đình gật đầu một cái Vậy cháu ở chỗ này chờ gì nhé? Kiều lị lập tức đến phòng chuẩn bị Dùng khăn vuông bọc một ít đá đợi cô trở ra thì Benny đã không thấy. Tiểu đình này, cái này rất lạnh đó. Cô ngồi xổm người xuống, đem khăn vuông khẽ đặt ở trên gò bá của bé. Ai lại biết có thể xảy ra chuyện như vậy? Tuy nói, thái độ cô gái kia rất đáng đánh đòn, nhưng đuổi người ta xuống máy bay liền thật sự. Nhất định cô ta sẽ kiện lên cấp trên anh Dương, đến lúc đó cô cùng với Vi An không bị sa thải mới là lạ. Nhưng là, vậy thì như thế nào đây? Chuyện cũng đã xảy ra. Nghĩ thì nghĩ, khi đối mặt với tiểu đình thì sắc mặt của cô cũng không tiết lộ nửa điểm. Dì, con cảm ơn người ạ. Tiểu đình lễ phép nói. Không khách khí. Vi An, bị tiên sinh kia đâu rồi? Kiều Lịnh ngẩng đầu lên nói. Anh ta đi rồi, đi rất vội vàng. Vi An nhún vai nói. Xin phép chúng tôi cũng nên xuống, không làm chế nãi thời gian của các cô. Mẹ tiểu đình cảm thấy nói xin lỗi. Nói gì vậy, tiểu đình không có việc gì mới phải. Kiều Lịnh cười nói. Tiểu Đình, cùng gì nói hẹn gặp lại. Tiểu Đình nghe lời mẹ nói. Tiểu Đình gặp lại con sao nhé? Kiều Lị phất tay nói với hai mẹ con hẹn gặp lại. Thấy hai mẹ con đi ra cabin, Vi An nhẹ một hơi nói. Hô, suốt cực đưa mọi người đi rồi. Đúng nha, nhanh làm việc đi, chúng ta nhanh lên một chút còn sửa sang lại, mới có thời gian nghỉ ngơi. Kiều Lị bắt đầu dọn dẹp chỗ ngồi bị anh khách làm loạn. Nói cũng phải. Trước công việc quan trọng hơn, có lời gì tối nay lại nói ra khỏi cabin, Benny làm xong thủ tục xuất cảnh, liền trực tiếp đi đến quầy công ty hàng không, trừ cùng cán bộ của công ty hội họp ở ngoài, cũng coi là xử lý một chuyện. Trong dữ liệu, xa xa anh nhìn thấy kẻ gây chuyện, đang trước quầy đại náo. Các ngươi là công ty hàng không cái gì? Cứ nhiên khiến tiếp viên hàng không đuổi tôi xuống máy bay. Quan hệ sàn thở phì phò ở quầy vỗ bản kháng nghị. Cái gì? Tiểu thư, công ty chúng tôi sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Cô xác định sao? Một nhân viên tóc vàng trong đó sừng sốt kinh ngạc hỏi, nói nhảm. Không có tôi sẽ tới nói với các người sao? Thôi, nói với các người vô dụng. Gọi chủ quản các người ra ngoài. Quan hệ san lần nữa vỗ bàn. Có bàn lãnh cô theo tôi nói, Benny lại lùng lên tiếng. Lại là anh. Quan hệ san về mặt kinh ngạc. Là tôi. Benny đi tới quầy, sung giọng nói không cho phản đối nói. Đèn danh sách hành khách chuyến bay C305 vừa mới tới châu Úc cho tôi. Thiên sinh, tôi... Chúng tôi không thể làm như vậy Anh đột ngột yêu cầu Khiến nhân viên giữ sở kinh động Được, vậy có thể kêu người phụ trách chuyện này ra ngoài không Benny mắt đeo kính ra lệnh Chuyện gì, thế nào mà ồn ào như vậy Sau quầy cửa, đột nhiên mở ra Phó lý Mai phụ trách hàng không Ánh dương khu vực châu Úc bên trong đi ra Mai Benny nhìn chằm chằm hắn nói Mai ngước mắt lên nhìn anh Một giây kế tiếp đột nhiên tuần ra Tổng giám đốc ngài trở lại Quản lý cao cấp của công ty đều biết tổng giám đốc hôm nay sẽ từ Đài Loan trở về châu Úc, nhưng không biết là sẽ đi chuyến bay nào. Mà hắn vẫn đợi ở chỗ này chính là vì ngành đón anh. Cái gì, tổng giám đốc? Quan hệ sàn biểu tình không chỉ kinh ngạc mà còn nhiều hơn kinh ngạc. Đem danh sách hành khách chuyến bay Z305 mới đến châu Úc cho tôi. Benny không nhìn quan hệ sàn một cái, mặt không thay đổi hướng Mai ra lệnh. Vâng, Mai vội vàng tìm kiếm danh sách hành khách đưa cho anh. Benny nhận lấy trực tiếp lật xem danh khách khoang phổ thông hào hoa. Nhìn động tác của anh, quan hệ san không rõ chân tướng trong lòng giật mình. Mai, thấy rõ ràng mặt vị quan hệ san tiểu thư này, sau đó hướng tất cả cứ điểm ban bố tin tức. Về sau cự tuyệt để cho cô ta ngồi máy bay ảnh dương, tìm đến tên của cô ta, Benny ngay lập tức ra lệnh. Vâng, Mai không dám hỏi nhiều, lập tức gật đầu đồng ý. Anh không thể làm như vậy, quan hệ san không thể tin toàn giọng kháng nghị. Tôi nói rồi, tôi có quyền làm như vậy, Benny lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta. Anh... Anh không sợ tôi hướng truyền thông ban bố tin tức sao, nói các người không đối xử tử tế với hành khách. Quan hệ sàn đè xuống hoảng hốt, cố gắng uy hiếp anh. Cô cũng có thể hướng truyền thông ban bố tin tức, tốt nhất là có bản lĩnh hướng toàn cầu ban bố. Anh dương chúng ta không cần một hành khách ác độc tới gia tăng tỷ suất. Benny lạnh lùng mà nói xong liền vòng qua quầy đi vào trong cửa, không để ý tới cô ta ở phía sau dẫn đến sơ chân. Tổng giám đốc, ngài còn có chỉ thị gì? Mai vội vàng đi theo vào cửa. Hắn biết tổng giám đốc có chuyện còn chưa bàn giao toàn bộ. Trên chuyến bay J305, có tiếp viên hàng không tên là Kiều Lị. Khi hành khách gây khó khăn xử lý được rất tốt, đáng được thưởng. Tự cậu nhìn mà làm, Benny quay đầu lại nói. Về chuyện phần thưởng, hắn cũng không muốn nhúng tay quá nhiều. Dạ, tôi hiểu rõ rồi. Đoạn thời gian tôi không có ở đây, công ty có chuyện gì hay không, Sở cho Úc được một tuần lễ, Mà dù mỗi ngày đều có liên lạc cùng tổng công ty, nhưng hắn vẫn muốn nghe một chút cấp dưới nói gì. Tình trạng công ty tất cả bình thường. Anh gật đầu một cái, lại tiếp tục hỏi, tình huống đặt vé nửa năm sau có còn ý kiến hành khách sửa sang lại như thế nào? Đã chuẩn bị không có sai biệt lắm rồi, chúng tôi sẽ đợi, không có việc gì tôi về công ty. Benny không hề nữa, làm dừng lại, dạ tôi cho người tới đón ngài, Mai cùng kính nói. Trình Lý Trông bên trong buồng máy bay, Kiều Lị cùng với Vi An kéo vali nhỏ chuẩn bị đến check in khách sạn. Ngoài phía trường, tính toán nghỉ ngơi thật tốt. Chờ có tinh thần trở lại liền đi dạo tuyết lên một cái. Ai ai? Kiều Lị, cậu có cảm giác hay không? Benny khóc ca nói tới nói lui rất cường ngạnh. Nhất là thời điểm dạy dỗ cô gái kia, khi thế rất dọa người. Vi An buồn bực thật lâu, vẫn là không nhịn được lối kéo cô nói. Đúng, khi thế của anh ta thật dọa người, chân chính dọa người là... Không là anh ta mà là chúng ta đi đừng quên thân phận tiếp viên hàng không của chúng ta. Cư nhiên nghe theo lời nói của một đàn ông không quen biết, đem hành khách đuổi ra cabin. cậu không phải cảm thấy đây mới là chuyện chúng ta nên thảo luận sao? Kiều Lệ đang còn suy nghĩ, không muốn hay không viết đơn xin từ chức trước đây. Cũng đúng, lấy trình độ gây chuyện của cô gái kia, nếu không có tố cáo chúng ta mới có quỷ rồi đấy. chỉ là chuyện cũng đã xảy ra rồi, chúng ta còn có thể thế nào? Cùng lắm thì đổi sang một hãng hàng không khác. Phi An nhún vai nói, vẻ mặt hoàn toàn nhẹ nhõm, không có lo lắng viện bị sa thải. Đúng, chỉ sợ sự thích của chúng ta bị đồng nghiệp chuyên gia, chúng ta muốn đổi một công ty hàng không khác cũng không có cơ hội. Suy nghĩ một chút, cô cũng thật lớn mật, cư nhiên đồng ý đuổi người xuống máy bay. Kiều Lị thật ra cũng không hối hận, chỉ cảm thấy buồn cười. Không có kém, cùng lắm chỉ là gà làm vợ người, rửa tay nấu canh, Phi An thấy rất tốt. Đúng vậy, cậu rửa tay nấu canh, vậy mình đây, đáng thương, mau lần chung du rồi lụy cố giả bộ buồn bã có người chính là không giống nhau không cần vì chén cơm mà lo lắng cái gì chung du bà chị ý tứ chính là dân thất nghiệp trung hoa dân quốc du chậc đề này cũng không hiểu du dân thất nghiệp không muốn làm du dân thất nghiệp còn không nhanh lên một chút tìm phiếu cơm dài hạn chẳng phải được sao cậu xem dõi mắt cả phi trường còn có nhiều trai đẹp mà nhanh lên một chút chọn một cái đi à không phải Phi An nói đùa tựa như chỉ vào nơi nhập cảnh phi trường Đột nhiên dừng lại Sao thế? Kiều Lị theo ánh mắt của cô ấy nhìn sang Chỉ thấy Benny khóc ca vừa mới gặp Ở trên máy bay từ một đầu khác xuất hiện Bên cạnh còn đi theo mấy người Một người trong đó họ đều biết là Phó Lý Mai, quản lý hàng không Anh Dương, khu vực châu Úc Trời ạ, anh ta làm sao sẽ cùng đại ca bóp Bên này ở chung một chỗ Phi An kinh ngạc che miệng nói Nhìn bọn họ đi tới ngưỡng cửa Benny khóc ca nhanh lên xe rồi. Vi An vội vàng lôi kéo Kiều Lị đi theo. Mới vừa ra khỏi cửa, đã thấy Mai vừa cúi người chào vừa đáp lễ giúp anh ta mở cửa, trong miệng còn nói, Tổng Giám Đốc, ngài đi thông tả. Tổng Giám Đốc, mình có nghe lầm hay không à? Trong miệng Mai kêu là Tổng Giám Đốc, chẳng lẽ? Anh không phải cùng Tổng Giám Đốc công ty trùng tên Trung họ, mà bọn họ căn bản là cùng một người. Vi An hồ sợ. Tổng Giám Đốc, Kiều Lị cũng cả người ngủ ngay tại chỗ. Ngay cả xe rời đi, Phó Lý Mai cũng đi trở về phía trường, nàng đều còn tại chỗ. Chị em, cậu có nghe Mai nói hay không? Thật không nghĩ tới anh ta là tổng giám đốc của chúng ta. Khó trách tên giống nhau như đúc. Vi An vừa đi vừa nói, bởi vì trên đời trừ người lãnh đạo trực tiếp, không còn người nào có thể để phó quản lý bình thường cao ngạo, cuối người chào rồi. Vẫn còn kinh ngạc, kiêu lị căn bản không thốt nên lời. Làm sao có thể, anh ta tại sao có thể là tổng giám đốc được Chị em hồi hồn Cô thật ngu nha Từ khi biết Benny khóc ca là tổng giám đốc công ty Cô không nói nên lời Hả kiều Lịnh đột nhiên hồi hồn nhìn cô ấy Này bà chị cậu vừa nghĩ cái gì đấy Cho dù có hiểu biết rõ Benny là khóc ca hay là đại bóc của chúng ta Cậu cũng không cần phải ngu lâu như vậy đi Vì an xem đồng hồ đeo tay một chút Tinh tính toán toán Cô ngẩn người đại khái gần 10 phút rồi không có mình chỉ là cảm thấy đại bóc công ty chúng ta làm sao sẽ ngồi khoang phổ thông đây nghĩ như thế nào cũng không thể tin được những người kia ở vị trí cao cấp của tổng bộ không phải nên ngồi khoang hạng nhất sao đúng nha mình cũng cảm thấy vậy đấy rất thần kỳ anh rốt cuộc tại sao muốn ngồi khoang phổ thông không phải là công ty chuẩn bị phá sản chứ vì an đầu tiên nghĩ tới là kinh doanh công ty có vấn đề thần kinh nhỉ à, điều này sao có thể công ty hàng không lớn như vậy cậu cho rằng nói phá sản là phá sản được à? Kiều lị căn bản không tin, huống chi cô xem qua tạp chí viết, Anh Dương nhưng là công ty hàng không toàn cầu, có thu nhập qua thế lãi dòng nhiều nhất. Này cũng đúng vì An suy nghĩ một chút, không đồng ý cách nói của cô. Vậy anh ta ngồi khoang phổ thông, không phải là đến thị sát tình hình công tác của chúng ta chứ? Ách, chắc là như vậy không sai. Không nghĩ ra cách đáp án nào hợp lý hơn rồi, Kiều Lị có chút biểu lộ không được tự nhiên, nghĩ đến cả lữ trình đều có người đang chú ý nhất cử nhất động của chính mình, lại cảm thấy là lạ, lạ. Chật, thật kinh khủng, không nghĩ tới đại bác của công ty chúng ta. Người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng, trước những người có địa vị thấp chạy tới ngồi khoang phổ thông. Mình làm việc lâu như vậy, còn chưa nghe nói qua là có loại chuyện này. Vì An cảm giác không thể tin được. Mình cũng vậy, chưa hề nghe nói qua. À chờ một chút, nếu như Benny khóc ca thật sự là đến thị sát tình hình công tác của chúng ta, và chúng ta căn bản không cần lo lắng sẽ bị sa thải sao? Vi An đột nhiên nghĩ đến. À, cô ấy đang nói cái gì? Kiều Lị còn không kịp phản ứng. Mình nói, chúng ta căn bản không cần lo lắng sẽ bị sa thải. Cậu suy nghĩ một chút đi, đuổi người xuống máy bay, bay là ý tứ của đại bốc, chúng ta chỉ tuân theo mà thôi, làm sao có thể chịu phạt. Lại nói, mình vẫn cảm thấy đại bốc đối với cậu rất có hào cảm chúc mừng nha. Bị kim chỉ chủ lớn như vậy coi trọng. Bị kim chủ lớn như vậy coi trọng, Vi An đề tài vòng tới vòng lui, lại đi vòng qua trên người cô. Làm ơn, cậu đây nói hưu nói vượn cái gì, như vậy cũng có thể nói. Kiều lị sửa khóc sửa cười nói. Mình mới không có nói vậy cậu xem, đại bóc sẽ tái xuất, Vi An tràn đầy tự tin nói. Mình tin cậu mới là lạ, lại nói chỉ ở nơi này ba ngày, có thể có cơ hội gì? Kiều Lị cũng chưa muốn ôm bất kỳ hy vọng nào để tránh thất vọng quá lớn. Tốt, cậu có thể không tin. Nếu đại bác thật xuất hiện, liền kêu mình là cô tiên đi. Cô từ trước đến giờ đều tin tưởng duyên phận đến, cái gì cũng có thể xảy ra. Đúng, nếu là anh ấy xuất hiện thật, đừng bảo là cô tiên, mình gọi cậu là bà cô cũng cũng được. Kiều Lị trả lời qua loa, đối với tình yêu, cô từ trước đến giờ đều bị động, càng không tin vừa thấy đại yêu. Mặc dù thật sự cô đối với anh rất xấu ấn tượng, Nhìn thấy nụ cười của anh, tim đập rộn lên, nhưng cô tin tưởng mấy ngày nữa, tất cả tâm tình cũng sẽ biến mất. Đây chính là lời cậu nói. Chương 4, phòng làm việc tổng giám đốc công ty hàng không ánh dương. Benny đang bàn bạc hợp đồng vận chuyển hàng hóa cùng đại diện bên phía Nga, rate tin 700.000 đô la trong 3 năm. Thật sự là quá ít, chính phủ nước tôi hy vọng trong vòng 3 năm sẽ có được 1 tỷ đô la. Hả? Không có đặt bàn không thể vào ăn cơm. Cô hỏi lại lần nữa. Đúng vậy, rất xin lỗi. Chúng tôi chỉ tiếp khách đã đặt bàn. Nữ phục vụ tóc vàng nhìn cô một cái. Nghĩ cô nhất định cũng chỉ là một khách hàng bình thường. Căn bản cũng không biết đây là nhà hàng cao cấp số 1 số 2 ở Sydney này. Không phải người bình thường có thể tùy tiện xa vào. À, vậy cũng tốt. Cô vốn muốn phòng túng xa xỉ một lần. Nếu không thể đi vào ăn cơm, vậy coi như xong, đem tiền cất cũng tốt nghĩ như vậy, kiều lị không nghĩ nhiều, xoay người rời đi. muốn đi nơi nào ăn cái gì đây? trong lòng cô còn đang suy nghĩ, ngẩng đầu lên lại chạm mặt với Benny. sẽ không trùng hợp như vậy chứ? sừng sốt lại hai giây, kiều lị mới nghĩ đến trước tiên phải chào hỏi. tổng giám đốc, ngài khỏe chứ? thì ra cô đã biết thân phận của anh rồi. chẳng biết tại sao, nghe cô gọi anh là tổng giám đốc, tim của anh lại liền chầm xuống. thấy anh không nói lời nào kiêu lị cũng không biết như thế nào cho phải vậy tôi đi trước ờ à, đợi đã nào cô cũng dùng cơm sao không chút nghĩ ngợi benny sải một bước ngăn đường của cô còn chưa có cô lắc đầu một cái đột nhiên nghĩ đến mình từ trong nhà ăn đi ra lại mở miệng nói vốn là tôi muốn ăn ở chỗ này nhưng phục vụ phụ nói trước phải đặt bàn mới có thể dùng bữa cho nên tôi liền đi tôi đang muốn đi tìm một nhà hàng khác đây không cần làm phiền rồi cùng nhau ăn cơm đi Benny không muốn để cô đi, quay đầu lại hướng Nazer nói. Đã ra tiên sinh, anh không để ý cô ấy đi cùng chứ? Dĩ nhiên không, có mỹ nữ gia nhập, tôi vui lòng còn không kịp. Nazer nhìn ra được, Benny tự hồ rất để ý vị tiểu thư trước mặt này, cho nên sẽ không cự tuyệt yêu cầu của anh. Đi thôi. Benny không để kiểu lị cự tuyệt, nên mang cô đi vào phòng ăn. Lần nữa đi vào phòng ăn, nữ phục vụ thấy cô cùng tổng giám đốc của hàng không Anh Dương, ở cùng một chỗ thì trong mắt có kinh ngạc nhưng vẫn không dám chậm trễ chế. Benny tiên sinh ngài khỏe chứ? Nữ phục vụ vội vàng dẫn bọn họ đi tới vị trí dành riêng cho Benny. Địa điểm có bình phong cùng bốn hoa cản trở nên rất kín đáo. Ngồi đi, Benny tự mình kéo ghế để kiều lị ngồi xuống. Cảm ơn tổng giám đốc thành thật mà nói, kiều lị thục thụ sủng như kinh không nghĩ tới mình cư nhiên có cơ hội khiến người lãnh đạo trực tiếp tự mình phục vụ cô. Ba người ngồi vào chỗ của mình xong, phục vụ lập tức đưa menu bọc vàng tinh xảo. Muốn ăn cái gì? Benny hỏi cứu lị. Lại nhìn cô lần nữa trong đầu của anh hiện lên cảm giác không nói ra lời, bởi vì cô xuất hiện mà nhịp tim đập liên hồi, giống như lần đầu biết yêu ở trường học. Anh nghĩ, ngay từ lúc trên máy bay, anh nói với cô vừa thấy chung tình đi. Trang phục của cô hiện tại với trên máy bay khác nhau rất lớn, từ đồng phục thành quần áo bình thường, vốn là tóc được bồi cao sửa buông xuống, làm cho người tôi cảm nhận một loại chất khí dịu dàng lại tràn đầy sức sống. Chỉ là biểu hiện của cô, cho anh biết cô đã phòng bị với anh, điểm này để cho anh tương đối không vui, anh một chút cũng không muốn làm cho cô bài xích anh. Ách, có thể xin tổng giám đốc giúp tôi một chút được không? Cô khép lại menu ngại ngùng hỏi, thật là mất mặt. Mới nãy làm sao lại có thể nghĩ tới nơi này dùng cơm, mặc dù anh văn của cô rất tốt, nhưng nửa điểm pháp văn cũng không hiểu cố tình mà ra nhà hàng menu tất cả đều là pháp văn, thật xấu hổ. Nazar tiên sinh đây, Benny gật đầu một cái. Anh quá hỏi Nazar ngồi bên cạnh. Red tiên sinh, xin nhường ngài trước. Nazar trong lòng sớm có chú ý, nhưng căn cứ vào lễ nghi chủ khách, anh vẫn nhường anh chọn món ăn trước. Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện. Tổng giám đốc châu Úc Qua giọng đọc của NC Nấm Suka, chúc các bạn có những phút giây thật thư giãn và vui vẻ. Chương 1 phi trường quốc tế đào viên trung chính đại sảnh phi trường như thường ngày người đến người đi có người vội vã cũng có người vẻ mặt tràn đầy hưng phấn và mong đợi đột nhiên một hồi bước chân tạm nhàn từ xa đến gần chết chết không có việc gì chơi game kết quả chính là ngủ quên cửu lị kéo chiếc vali nhỏ trong tay bước nhanh xuyên qua đại sảnh phi trường trong miệng còn không ngừng lầm bẩm hỏng bét nhất định sẽ bị chị trần mắng chết có lúc cô thật muốn đánh chính mình, chắc đến già tật xấu ngủ nướng vẫn không đổi được. Dùng 10 cái đồng hồ báo thức cũng không dễ nổi. Cuối cùng vẫn là bị vi an, người cùng chuyến bay dùng đoạt mệnh liên hoàn gọi mới tỉnh dậy. Mang theo giày cao gót hai tấc, kiều lị liều mạng chạy nước rút, cuối cùng trong tiếng kinh hồ của kiểm soát viên trên mặt đất, vọt vào cửa lên máy bay số 18. Chạy thẳng tới máy bay hàng không Ánh Dương. Kiều lị lại là cô, Cô rất cục muốn trễ đến bao giờ mới thôi. Mới bước một bước vào cửa máy bay, liên truyền đến chàng pháo anh tạc. Lần này là tiếng tổ trưởng chuyến bay tiểu giao. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tổ trưởng. Kiều luyện liên tục không ngừng luôn miệng nói xin lỗi, vội vàng gia nhập vào đoàn nữ tiếp viên hàng không. Lần này cô lại viện cớ gì? Tiểu giao nhiều lại mắt phượng nói. Thật xin lỗi, lần sau tôi sẽ không tới trễ như vậy. Cô cúi đầu nói xin lỗi, không dám nói ra nguyên nhân chân chính để miễn bị mắng thảm hại hơn. Lần sau, cô còn dám nói lần sau. Cô làm việc như đứa trẻ đã bao lâu, thật là một chút ý thức trách nhiệm cũng không có. Ngay trước mặt tất cả các tiếp viên hàng không, tiểu giao hoàn toàn không nể tình, không cách khí mà mắng. Đối với việc đến trễ của cô, tiểu giao thấu hiểu hoàn toàn. Dù sao trừ cái tật xấu này, thái độ làm việc và tinh thần phục vụ của Kiều Lị là hạng nhất. Tôi biết rõ tôi sai lầm rồi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, đã làm mọi người phải phiền toái. Chứ nói xin lỗi, cô cũng chỉ nói xin lỗi. Cô thật là... Đối với việc cô nói lời xin lỗi lần nữa, Tiêu Giao cảm thấy không thể làm gì. Cô hôm nay phụ trách khoang phổ thông bộ phận khu E, đi chuẩn bị nhanh lên một chút, những người khác cũng thế. Dạ. Kiều Lị trả lời xong, vội vàng mang theo vali hành lý của mình. Kiều Lị, cậu cũng thật là... Mỗi lần ngủ nướng, đều muốn mình lôi cậu mấy lần mới có thể tỉnh. Bạn tốt Vi An cùng làm việc tại khoang phục vụ phổ thông, nhỏ rộng quán trách cảm ơn cậu nhé. Chờ chúng mình đến châu Úc, mình lại mua đồ cho cậu. Kiều Lị cười xoa xoa hai tay thập phần lấy lòng. Thôi đi, cậu giúp mình trả tiền phí điện thoại di động là được. Cậu có biết một tháng mình gọi điện thoại cho cậu hết bao nhiêu tiền không? Vì An bĩu môi nói. Làm cho, chúng mình là gọi cùng mạng, hơn nữa lại thêm ưu đãi hồng ngoại, có thể tốn bao nhiêu chứ? Rõ ràng chính là cậu tán gẫu cùng bạn trai quá lâu, tiền điện thoại mới tăng vọt, cậu còn dám nói mình. Chuyện như vậy cậu cũng làm được à? kiều lị vừa nói một bên nhanh chóng bỏ vali hành lý của mình vào tủ cũng bắt đầu kiểm tra vật phẩm của mình để ở chỗ có thể nhìn thấy tránh bỏ sót nói lung tung mình mới không như vậy vi an dùng sức dậm chân tiểu thư cậu đừng dậm chân nữa đi sàn nhà sẽ bị cậu dẫm ra một cái hồ á kiều lị nói khiến các tiếp viên hàng không khác phải bật cười làm ơn mở to mắt của cậu mà nhìn cho rõ bằng vóc người yếu điệu của mình muốn dẫm phá sàn nhà rất khó có được không Vi An bày ra tư thế xinh đẹp nói. Dạ dạ dạ, bà cô của mình. Vóc người của cậu thật là ốm ngây người. Ốm đến cả mình cũng muốn đưa dẫn cậu. Kiều Đị nói xong, tay còn nâng cầm của cô. Quái, mình biết ngay cậu có khuynh hướng lét mà. Nhưng xin lỗi, mình chỉ yêu đàn ông nhà mình mà thôi. Vô phúc tận hưởng tình yêu của cậu, Vi An cầm lên góc khăn che mặt, cố làm ra vẻ thẹn thùng, chọc ợi người cười to. Trời ạ, à, đủ rồi, hai người gác cậu chúng mình nên đi ra cửa cabin ngành đón hai khách. Nữ tiếp viên hàng không tiểu Lan và đội cười không khép miệng. Ừ, em Lan, chúng ta phải đi ngay. Kiều lị công thân thể, giống như bộ dáng cung nữ cổ đại đi bộ, bước nhẹ nhàng liên tục ra phòng chuẩn bị. Những người khác đi theo phía sau, vẫn không có cách nào thu hồi nụ cười. Ben, cậu phải làm vậy sao? Nói chuyện là Rysel hàng không Anh Dương, tuổi đã hơn 40, đầu tóc hoa dâm vóc người trung bình là trợ thủ đắc lực của Benny ở Ánh Dương. Right, đây là lệ thường của tôi. Nói chuyện đồng thời, Benny cầm một lon thuốc xịt nhuộn tóc đi tới phòng tắm. Không tới mấy phút, nguyên gốc đầu tóc xoăn đỏ biến thành tóc nâu, áo choàng tắm trên người đổi thành quần áo thoải mái màu đen, còn đem mấy bộ tây trang cất vào trong hành lý. Coi như cậu thích cải trang thị sát thái độ phục vụ khách hàng của nhân viên, cũng không cần uất ức chính mình đi ngồi khoang phổ thông đi. Royce right, nhíu mày nói, "Benny, xem lại một chút, vóc người cao lớn chen chúc tại chỗ ngồi hẹp, trong khoang phổ thông không khổ cực sao?" "Chú ý, không phải khoang phổ thông, là khoang phổ thông hào hoa. Đừng quên tất cả máy bay anh dương của chúng ta đều đi lộ tuyến hào hoa, các công ty hàng không khác không có cách nào so sánh." Benny đầu cũng không ngừng lên cả chính, trong lời nói có 10 phần tự tin, "Phải phải, cậu nói đúng." nhưng là coi như khoang phổ thông hào hoa. Đối với cậu mà nói vẫn còn quá nhỏ, thưa dịp bây giờ còn thời gian, tôi giúp cậu gọi điện thoại đổi chỗ ngồi khác. right, đừng quên tôn chỉ phục vụ của công ty chúng ta, coi như ngồi khoang phổ thông hào hoa cũng là khách hàng không ảnh dương, không thế, bởi vì ngồi chỗ quá nhỏ mà không đi thị sát. Lại nói, khoang thương vụ, khoang hãng nhất phẩm chất phục vụ tốt là chuyện rất bình thường, lần này trọng điểm của tôi là khoang phổ thông hào hoa. Thu thập xong, Benny cầm hành lý cùng với cặp công văn tùy thân hướng cửa đi. Ben, Fry còn muốn nói điều gì? Đúng rồi, Fry, chuyện trả phòng liền giao cho ông rồi. Còn nữa, nghiệp vụ Đài Loan bên này làm phiền ông quan tâm. Cần phải đạt được mục tiêu dự trù. Chuyện khác, cho tôi trở về từ châu Úc sau, lại cùng chat webcam nói. Bàn sao toàn bộ xong, anh cũng không quay đầu lại, mà rời đi, tiến về phía phi trường, mang theo một đầu tóc nâu, đeo kính đen, Benny mặt không thay đổi đi vào cabin. Vóc người cao lớn, khi thế không ai bị nổi. Vừa xuất hiện liền đưa tới không ít cái nhìn chăm chú của mọi người. Wow, cực phẩm đẹp trai, Vi An che miệng phát ra tiếng kêu. Cẩn thận Vi An, nước miếng đều muốn chảy hết ra. Kéo nhẹ ống tay áo của Vi An, Cêu Lị nhỏ rộng nhắc nhở. Mặc dù cô cũng thích xem trai đẹp, nhưng không đến mức luống cuống. Biết, Vi An hướng cô nháy mắt, ngay sau đó nâng lên nụ cười dùng tiếng Anh tiêu chuẩn hướng về anh mà nói. Tiên sinh, phiền toái xin cho tôi xem vé máy bay. Benny đối với phản ứng kinh ngạc của cô ấy đã sớm thành thói quen, vẫn duy trì vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt, đem vé máy bay đưa tới trong tay cô ấy. Benny tiên sinh, đây là khu E vị trí 23A gần cửa sổ, xin đi thẳng hướng bên này là được. Vì án liếc mắt nhìn tên phía trên, liền đem vé máy bay trả lại cho anh. Lúc này trên mặt cô chưa nụ cười mang tính nghề nghiệp, còn có thêm chút nhiệt tình nếu không phải ngạ quy định cô còn muốn trực tiếp đưa người đến nơi nhìn anh lâu thêm mấy lần benny gật đầu nhẹ liền đi tới vị trí của mình ngồi xuống đeo kính đen mắt vàng thỉnh thoảng chú ý thái độ phục vụ của tiếp viên hàng không thân thiết lễ phép lại không mất hào phóng rất tốt mấy người nữ tiếp viên hàng không thái độ đội đãi với khách lên máy bay cơ hồ có thể làm mẫu được quảng cáo trên tv tốt nhất Benny ở trong lòng vì bọn họ mà cho điểm. Benny Ray, Benny Ray. Sau khi tất cả hành khách cũng lên máy bay, Vian trong miệng còn lẩm bẩm, đột nhiên cô nắm tay Kiều Lị Benny Ray, Kiều Lị cậu có cảm giác hay không cái tên này rất quen. Có sao? Cậu ngốc quá. Đại bóc của An Dương chúng ta cũng kêu Benny Ray. Vian đánh một cái tên trên trán cô rồi nói, "Chung tên chung họ đi." màu tóc lại không giống nhau. Huống chi cậu cảm thấy đại bóc đi máy bay sẽ ngồi khoang phổ thông sao? Cô suy nghĩ một chút mới vào ảnh dương tập huấn xác thực, có xem qua tên tuổi cùng hình tổng giám đốc, nhưng ấn tượng có chút mơ hồ, chỉ nhớ rõ anh có một đầu tóc đỏ trói mắt. Nói cũng phải, chỉ là kiều lị anh ta thật sự khóc đật trai, đúng không? Phải, anh ta rất tuấn tú, cũng rất khóc, mấy người một lát vẫn không nên mượn cớ chạy đi tìm người ta cẩn thận bị chửi, nhìn dáng vẻ của anh ta rất dữ. Kiều Lị đồng ý cách nói của cô ấy, nhưng không như cô ấy biểu hiện rõ ràng như vậy. Dĩ nhiên, mình cũng không phải là hoa si, đừng quên lời mình nói, trai đẹp chỉ có thể đứng xa mà nhìn, nhưng không thể chọc vào á. Vì anh nhíu lại lố mũi nói. Nói tới chỗ này, cậu xem, trai đẹp đi bên cạnh vừa lúc ngồi với một nữ nhân Đài Loan diễm lệ, hình ảnh thật là đẹp, giống như phát hiện ra tần đại lục. Cô ấy nhỏ giọng kêu lên. Ô, oh, cô xem một cái, cũng không có cảm giác đặc biệt hứng phấn. Cũng, cũng, cậu đoán đợi lát nữa trong mười mấy giờ bay, ai sẽ là người đến trước đây? Vi An hào hứng bừng bừng mà nói. Bà chị, thay vì ở nơi này mà đoán tới đoán lui, không bằng chúng mình nhanh chuẩn bị đi. Máy bay sắp cất cánh, thật sự không có tâm tình cùng với cô ấy nói chuyện tào lao. Kiều Lị bắt đầu giúp đỡ khách hàng cất hành lý, dặn dò cả dây an toàn cho chắc chắn. Em gái, dây an toàn phải thắt cho chắc. Kiều Lị cúi người xuống hướng về một phía bé gái nhỏ giọng nói. Dì, cho cháu gọi điện thoại được không? Cô gái nhỏ kéo ông tay áo Kiều Lị có chút hàm hồ nói. Em gái, điện thoại ở chỗ này à? Kiều Lị cúi người xuống từ trong túi phía trước thành ghế lấy điện thoại ra, đưa cho cô bé. Mỗi lần gặp gỡ đứa trẻ có lễ phép, nụ cười của cô sẽ trở nên thân thiết hơn. Cảm ơn dì, vậy cho cháu thêm một ly nước trái cây được không? Dĩ nhiên có thể, chỉ là phải đợi lát nữa, chờ máy bay cất cánh. Xin liên lấy nước trái cây cho cháu nha. Kiều Lị cười nói. Tốt, cô bé nghe lời cật cật một cái. Cháu ngoan mạnh khỏe nha. Kiều Lị cười khanh khách, khẽ vuốt đầu của bé. Có thể nói bị cô khéo léo hoàn toàn thu phục. Bên kia cách đó không xa, học qua vài năm trung văn. Nghe hơi hiểu được họ đối thoại bên Benny, đem một màn hình trong mắt, vẻ mặt không tự chủ được mà tha lòng ở thời điểm cô đi qua bên cạnh anh thì đặc biệt chú ý liếc mắt nhìn diện mạo và tên của cô kiều lị cái tên này chính xác rất thích hợp với cô tiên sinh anh là người ở nơi nào ạ à? giọng nữ bên cạnh kéo cái lực chú ý của benny anh nghiêng đầu nhìn cô một cái không có trả lời đối với những cô gái chủ động đến gần anh đã sớm luyện thành bắn lãnh làm như không thấy tiên sinh anh là người ở nơi nào tới đài loan chơi sao trai đẹp ưu tú như vậy khiến quan hệ xoan động lòng không dứt rất muốn có một đoạn gặp gỡ lãng mạn ở lộ trình khá dài này, cho nên cô ta chưa từ bỏ ý định tiếp tục dùng anh Văn Lưu Lát hỏi. Phản ứng của anh là quay đầu đi, nhìn cảnh sát trận rãi di động ngoài cửa sổ. a à, máy bay muốn cắt cánh, anh có thể hay không khẩn trương à? Anh biết không, mỗi lần tôi đi máy bay thời điểm luôn thực khẩn trương, nhất là thời điểm cất cánh cùng hạ cánh. Quan hệ sàn vỗ vỗ ngực, giả bộ rất sợ hãi. Anh mắt điếc tai ngơ, Tiên sinh, anh tại sao đều không để ý tôi à? Anh không phải muốn khóc như vậy sao? Chúng ta phải bay đến châu Úc hành trình dài như vậy, tâm sự cũng tốt mà. Quan hệ xoán nũng nịu nói. Anh tiếp tục trầm mặc để cho cô một mình một vai hát kịch. Kiều lị, cô gái kia một mực cùng khóc ca nói chuyện, nhưng mà anh ta có vẻ không có phản ứng gì. Trước khi cách cánh, nữ tiếp viên hàn không trở về vị trí của mình, mà góc độ vì an ngồi, vừa lúc có thể thấy khốc ca cùng cô gái bên cạnh. Bà chị à, cậu cũng quá chú ý bọn họ đi. Kiều lị thật bị cô ấy đánh bại rồi, từ lúc trai đẹp lên máy bay, cô vẫn nghe cô ấy nói chuyện không ngừng. Làm ơn, khó khi xuất hiện hình ảnh trai đẹp mỹ nữ, cậu kêu mình tại sao có thể không nói. Lại nói, này trai đẹp, cùng đại bốc chúng mình cùng tên. Cậu ạ, à, cẩn thận mình nói với mã tử, cậu hài lòng, nhìn chăm chăm đàn ông chảy cả nước. Mã Tử là bạn trai Vi An, hai người lui tới đã hơn 3 năm. Hà hà, anh ấy mới sẽ không để ý như vậy, thì cậu nói đi. Tùy cậu đi nói. Vi An phất tay một cái, bộ dáng hoàn toàn cầu thả. Phải ha, có lòng tin như vậy, chẳng lẽ Mã Tử cầu hôn với cậu rồi hả? Hắc hắc he he, một. Vi An bắt trước bộ dáng một phu nhân, vẻ mặt lại tiết lộ tin tức. Thất. Chuyện khi nào, làm sao cậu không nói với mình, thiệt thòi mình là bạn tốt. Kiều Lị mặc dù ngoài miệng kháng nghị nhưng vẻ mặt vẫn rất cao hứng. Trời ạ, à, mình muốn xác định hôn kỳ rồi tuyên bố luôn. Cũng không phải cố ý không nói. Phi An cúi đầu khó có khi lộ ra thân xác xấu hổ. Chúc mừng cậu, rất cuộc có thể gả đi rồi. Kiều Lị không nhịn được nhạo báng cô ấy. Nè, làm gì nói thật hay giống mình muốn gả lắm vậy? Phi An không ngừng kháng nghị liên tục. Vốn chính là vậy, chẳng lẽ cậu lại không muốn gả? Kiều Lị cười nói, đó là đương nhiên, nếu không phải mã tử liều chết cầu xin mình, mình mới không gật đầu. Vi An ngẩng đầu lên nói, phải nha, vậy chờ máy bay hạ cánh, mình sẽ hỏi mã tử để xác nhận, hy vọng nghe được không phải là cậu mở miệng nói muốn kết hôn trước. Kiều Lị che miệng cười nói, mình mới không có chủ động, hừ, được rồi, có lẽ là cậu ám hiệu trước, Vi An ở trong lòng bổ sung. Được rồi, đùa với cậu, đừng nóng giận. Kiều Lị nhìn màn hình phía trước, tức thì tài liệu phi hành nói cho cô biết, máy bay đã ổn định tốc độ bay trên bầu trời. Tân Nương tương lai đi làm việc, phù dâu yêu quý, mời nghĩ kỹ muốn thế nào là giảm cơn giận của mình đi. Vì An hừ mũi nói, ngay sau đó cởi dây an toàn ra đứng dậy. Cậu thật là đúng sẽ là nhân cơ hội lừa gạt nhà. Kiều Lị cười nói, trong lòng đã sớm tính toán muốn đưa thứ gì làm quà tặng kết hôn cho Vi An mặc kệ cậu đấy Vi An làm mặt quỷ với cô Mấy phút sau Kiều Lị liền cùng với Vi An để xe thức ăn ra ngoài phục vụ Đi qua bên cạnh bên nét Thì Vi An không nhịn được hướng cô nháy mắt Thấy không Cô gái này một mực cùng trai đẹp nói chuyện Nhưng là trai đẹp cũng không để ý tới người Ai Quá đàn ông xuất sắc Nhưng thật ra có thể làm bộ làm tịch đấy Kiều Lị thấy được Nhưng cô cũng có thể tạm thời biểu lộ đồng tình Không thể nói cái gì tiên sinh, anh biết. Thật xin lỗi, tiểu thư xin hỏi cô muốn dùng cái gì? Nước trái cây, cà phê, trà, trên mặt có ai nấy? Kiều Lị ngắt lời cô hỏi. Cho tôi nước dưa hấu. Thủy Trung không chiếm được đáp lại, lại bị người cắt đứt lời nói, quan hệ xoán sắp mặt khó coi, giọng nói càng thêm tăng cao. Tiểu thư rất xin lỗi, vừa lúc không có nước dưa hấu, có thể đổi những thứ nước trái cây khác được không? Kiều Lị khách khí hỏi. Cái gì? Anh Dương các người là chuyện gì xảy ra? Thậm chí nước sữa hấu đơn giản cũng không có. Khuôn mặt xinh đẹp đổ vỡ, quan hệ xoan vốn dã tức giận. Lúc này vừa lúc có thể phát huy. Thật xin lỗi, thật vô cùng xin lỗi. Chúng tôi về sau nhất định sửa chữa. Kiều Lị không bị sắc mặt hung ác của cô mình hù dọa. Như cũ, cúi đầu nói xin lỗi. Nói xin lỗi hữu dụng không? Thật không nghĩ tới nước trái cây cũng không có. Công ty hàng không của các người thật là công ty hàng không mình thối nát nhất mà tôi đã từng gặp qua. Quan hệ soán tức giận đằng đằng nói, thanh âm của cô mình đưa tới chú ý quanh mình. Có người đã bắt đầu bàn luận xuân xao. Có lẽ không có chuẩn bị tất cả nước trái cây là bọn họ sơ xuất, nhưng mà bởi vì như vậy đã nói công ty của họ thối nát, thật sự quá đáng. Cách mắt kính, Bennett không vui giận chừng cô. Mà Vian một bên nghe không vô, chuẩn bị trở mặt, nhưng ngẩng đầu tiếp tục thu được ánh mắt của kiều lị, lập tức nhịn xuống. Thật xin lỗi, về ý kiến phê bình của cô, công ty tôi sẽ sửa. Có thể xin cô thay đổi những thứ nước trái cây khác được không? Chúng tôi có cam, ổi, nho, táo. Cô ta càng nổi giận, giọng của kiều lị càng cung kính. Dù sao liền coi cô ta như chó điên sửa loạn, không cần thiết cùng cô ta gây ra xung đột. Dù sao cô là tiếp viên hàng không chuyên nghiệp, giọng nói của cô càng khiến quan hệ xoan rất khó tiếp tục nổi giận. Hơn nữa, đã cảm nhận được chi trỏ xung quanh, không thể làm gì khác hơn là hừ lạnh một tiếng nói Cho tôi nước táo Tốt, kiều lụy vội vàng rót một chén nước táo cho cô mình Thở dài, cuối cùng giải quyết một nữ nhân điên sủ loạn Cô ở trong lòng thở vào nhẹ nhõm ngẩng đầu lên tiếp tục dùng anh văn hỏi Benet xin hỏi tiên sinh ngài uống chút gì Cho tôi một ly nước Vì phương pháp cô xử lý hòa bình Benet lộ ra nụ cười nói Tốt, xin đợi Nụ cười của anh khiến kiều lụy hô hấp cứng lại nhưng cô vẫn ổn định tâm tư vội vàng rót chén nước đưa tới trong tay anh má ơi thật không hổ là cha đẹp tùy tiện cười một tiếng mà có thể cầu hồn thật là kinh khủng kiều lị trong lòng toát ra một chuỗi sos lại không dám nhìn anh lâu một cái tiếp tục đẩy xe thức ăn phục vụ những hành khách khác ngược lại tức giận chưa tiêu quan hệ san nhìn thấy một màn này hỏa khí lại lên sự khác biệt này không khỏi cũng quá lớn đi đối với cô nhìn mặt lạnh đối với tiếp viên là khuôn mặt tươi cười tiếp viên hàng không đó coi là kia dễ hành kia cây tỏi ạ à. vừa không so với cô xinh đẹp hơn tại sao có thể lấy được nụ cười của anh mình cô mình quay đầu lại nghĩ lần nữa hướng về bên nét thi triển sức quyến rũ của mình không nghĩ tới thế nhưng anh lại là đang cầm ly nước tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ này làm cô mình càng thêm giận đến nghiền răng mặc dù hành khách nữ kia không có gây khó khăn đổi nước trái cây nữa nhưng cô mình còn hy vọng lần lữ trình này cô mình sẽ không lại muốn gây chuyện khác nữa kiều lị trong lòng suy nghĩ trên mặt cũng không tiết lộ một chút ý định khi xe thức ăn đi qua chỗ cô bé thì nụ cười cô trở nên ngọt cao hơn em gái cháu muốn uống nước trái cây gì đây nơi này có nước cam nước ổi nước nho và nước táo cảm ơn gì cháu muốn nước cam ạ tốt kiều lị rất nhanh rót một ly nước trái cây cho cô bé gì cô gái nhỏ tay cầm nước trái cây một tay vẫy tay về phía cô nhỏ rộng kêu lên thế nào kiều lị tự nhiên cúi người xuống thanh âm cũng theo cô nhỏ đi gì tại sao mới vừa rồi gì kia dữ dội như vậy không có nước dưa hấu liền chọn cái khác đi ạ à? cô bé đơn thuần nói ra cảm giác của mình có thể gì kia rất muốn uống nước dưa hấu nhưng là vừa lúc không có cho nên mới phải tức giận đi kiều lị cũng dùng lý do đơn thuần nhất trả lời cô bé không muốn giải thích quá phức tạp à nhưng là cháu thì cháu sẽ không tức giận ạ. Song cháu rất ưa thích nước cam, nhưng nếu không có, cháu cũng có thể uống nước trái cây khác. Cô bé mở to ánh mắt rõ ràng nói. Sao nói trẻ con của cô bé khiến Kiều Lị cười. Em gái ngoan, dì rất thích cháu. Dì, cháu cũng vậy, rất ưa thích người, bởi vì người thật là xinh đẹp. Người lại rất tốt, tựa như nói chuyện ngang hàng. Cô bé đáp lại rất nhanh. Cảm ơn em gái nhỏ khen ngợi, dì rất vui vẻ. Khẽ vuốt đầu cô bé, Kiều Lị cười nói tiểu đình gì còn phải làm việc nhé không thể quấy rầy gì nữa rồi mẹ cô bé lên tiếng cười nói dạ nghe được lời nói của mẹ tiểu đình lập tức ngồi xuống ngoan ngoãn uống nước trái cây thì ra là em gọi tiểu đình cô bé thật sự rất ngoan chị thấy biết cách dạy dỗ kiều lị cười khánh khách nói với mẹ cô bé đứa trẻ ngoan ngoãn lại đáng yêu như vậy là rất khó gặp công việc ba năm qua của cô gặp hơn phân nửa đều là những đứa trẻ bướng bỉnh không dứt thường để cho cô nhức đầu muốn chết Nơi nào, tiêu đình nguyên bản là rất hiểu chuyện. Mặc dù nói như thế, người ngoài khen ngợi người làm mẹ trên mặt có rõ ràng kiêu ngạo. Chị muốn uống gì thế ạ? À? Cho tôi nước là tốt rồi, cảm ơn. Xin lỗi, không thể cùng chị tán gẫu nữa. Kiều lị động tác lưu loát xót nước đưa tới, rất muốn cùng cô ấy tán gấu nữa. Nhưng ngại vì công việc, cô chỉ có thể dừng nói chuyện. Không sao, công việc tương đối quan trọng. Cô gái mỉm cười nói. Kiều Lị nhẹ gật đầu, tiếp tục công việc của mình. Tổng Giám đốc Châu Úc, chương Hai Đưa đồ uống xong, mới về đến phòng chuẩn bị. Vị An lập tức chen đến bên cạnh Kiều Lị, oán trách. Làm ơn, cô gái kia bị bệnh thần kinh nhà, không có đàn ông tìm chúng mình chút giận. Hừ, cậu nói nhỏ thôi, đừng làm cho hành khách nghe được. Kiều Lị vội vàng ngăn cản Vi An thật là tức chết đi được chúng mình làm sao lại như rùa đen rụt cổ để cho cô ta mắng vi an tức giận như cũ mắng nhưng thanh âm rõ ràng nhỏ xuống rất nhiều bà chị coi như đối với khách khó chịu chúng mình cũng chỉ có thể sờ sờ lỗ mũi nuốt vào lòng cũng không thể vì nhất thời tức giận đem chén cơm đổ đi mất kiều lị nhún vai cười nói nhưng mà cũng có chuyện hả lòng hả dạ bé nét tiên sinh cứ cư nhiên cười với cậu quả thực như đánh cho cô kia một cái tát Ai bảo cô ta cứ muốn cùng anh ta trò chuyện? Vì An không chút nào khách khí che miệng cười nhạo. Nhưng mà chỉ cười với mình mà thôi, nào có cái gì? Cô không đề cập tới cũng may, nhắc tới, Kiều Lị liền nghĩ đến cảm giác tìm đập rộn lên khi đó. Đúng, cũng chỉ cười với cậu, không phải trai đẹp người ta có ý tứ với cậu chứ. Vì An cười đến mập mờ, còn nhẹ để cô một cái. Cậu nghĩ quá nhiều đi, cũng chỉ là mỉm cười bình thường, lại làm cho cậu nghĩ nhiều như vậy, kiều lị trên chán toát ra một hàng vạch đen. Không, 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 vị Benny, khóc ca kia, từ lúc lên máy bay đến giờ nghiêm mặt, cho đến nãy mới xuất cuộc cười, hơn nữa còn cười với cậu, nay còn không có ly kỳ hả? Nếu Benny khóc ca đối với cậu có cảm tình thật, cậu có nên suy tính về một cuộc tình ngoại quốc hay không? vị An cười đến mắt nhèo lại, trong đầu bắt đầu hiện lên ảo tưởng màu hồng lung linh. Yêu ngoại quốc, coi như hết, Cậu làm như yêu là ăn cơm, là nằm ngủ à? Nào có dễ dàng như vậy? Lại nói, cùng một số ngoại quốc nói yêu thương có gì tốt. Nói qua mấy lần không lớn không nhỏ yêu, kiêu lị đối với đàn ông đã không có gì mong đợi. Hiện tại cô chỉ muốn làm tốt công việc của chính mình. Ai yêu? Chị em yêu không chết à? Không cần đối với tình yêu thất vọng như vậy nha. Có đời này còn tồn tại đàn ông tốt. Nhìn nét mặt của cô, Vi An dùng biết cô đang suy nghĩ gì. Đàn ông tốt. Ha ha, đó không phải là chết hết rồi, cũng chỉ là còn chưa ra đời. Cô cười gượng ba tiếng, hoàn toàn không đồng ý. Trước kia cô kết giao với bạn trai, thường là lui tới không tới một tháng, muốn đem cô lên giường, đến cuối cùng bởi vì cô không chịu mà chia tay. Sau vài lần cô cũng không hy vọng rồi, đàn ông thật là động vật suy tính nửa người dưới. Bà chị, đàn ông tốt là cần dạy dỗ đấy. Nào có đàn ông trời xin liền là hoàn mỹ à? Vi An nói qua giải thích của mình. Đúng, giống như mã tử chính là bị cậu dạy dỗ lâu dài thành đàn ông tốt đúng không? Nhưng lại không phải mỗi người đàn ông cũng được dạy. Sốp, Kiều Lị chịu đựng không nổi xem thường cô. Kiều Lị không cần nói sang chuyện khác đến chuyện của mình. Mình bây giờ là nói cho cậu. Benny khóc ca đó, nếu thật sự đối với cậu có hứng thú, ngàn vạn lần không được cự tuyệt nha thu hồi nụ cười. Vi An nói thật, cô chân thành hy vọng rằng bằng hữu tốt nhất của mình có thể lấy được hạnh phúc. Phải ha, vậy anh mình cũng phải đối với mình có hứng thú mới được. Kiều Lị cong miệng, căn bản không tin anh chàng Benny kia sẽ đối tốt với cô có hứng thú. Mình có dự cảm, nhất định sẽ. Vi An rất có tự tin nói, phải ha. Không muốn không tin, nếu anh ta là thật theo đuổi cậu, cậu liền kêu mình một tiếng sư phụ đi ha ha vy an cười nói tốt anh ta nếu thật theo đuổi mình mình muốn mời cậu ăn cơm đều được dù sao cũng không trở thành sự thực kiều Lị thuận miệng đồng ý nói tốt đây chính là cậu nói vy an mừng rỡ đến thời gian bữa ăn vì để phù hợp với sở thích của người phương đông khoang phổ thông hào hòa anh dương chuẩn bị bữa ăn trung quốc món chính là sườn xào chua ngọt cùng thịt bò thân nấu trà hai loại quá trình phân phát thuận lợi Kiều Lị vốn tưởng rằng có thể thở phào một cái. Ai ngờ không đến 10 phút, chuông đèn phục vụ liền kêu lên. Là ai à? Vi An nhăn mặt lại mày. Mình đi xem một chút. Kiều Lị từ phòng chuẩn bị đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn vị phía trên đèn phục vụ, không nhịn được thở dài. Ai? Là cô gái bên cạnh bên đây khóc ca, nói vậy sẽ không có chuyện gì tốt. Mặc dù nghĩ như vậy, cô vẫn đi tới. Tiểu thư, xin hỏi có chuyện gì? Tôi bấm đèn phục vụ cũng lâu như vậy. Làm sao đến bây giờ cô mới đến? Vừa thấy kiều lị, quan hệ san cơ hồ lập tức phê bình. Rất xin lỗi, xin hỏi có gì cần phục vụ sao? Kiều lị sự vững nụ cười nói. Các ngươi đây là bữa ăn gì? Khó ăn chết đi được. Cũng dám lấy ra cho tôi ăn. Quan hệ san chỉ kém không có vỗ bàn mắng chửi người mà thôi. Thật xin lỗi, bữa ăn của cô chính là sườn xào chua ngọt. Ta giúp cô đổi thịt bò than hầm trà được không? Kiều lệ liếc mắt nhìn món chính, như cũ khách kỳ nói, nhưng trong lòng lại mắng thầm. Làm ơn, người nào không biết trên máy bay thức ăn đều nấu vì sống, ăn ngon mới là lạ. Cô đây không phải là lượn xương cho trứng gà sao? Thịt bò than hầm trà, tôi xem không cần đi, dù sao cũng không đồng dạng có ăn. Quan hệ sàn lít của một cái, bộ dáng rất kinh thường. Thật xin lỗi, chúng tôi không có cách nào cung cấp bữa ăn cô thích. Kiều lệ tình hình nhẫn nại, duy trì lễ phép lấy đi, lấy đi. Gì đó khó ăn thế này, nhìn liền trước mắt. Quan hệ sàn cố ý vạch ra đĩa nói. Rất xin lỗi, Kiều lị không có câu nói thứ hai, thu cái đĩa, liền cúi người chào rời đi. Mới vừa thấy chuyện phát sinh, Vi An thấy Kiều lị đi vào phòng chuẩn bị, liền không thể chờ đợi mắng lên. Ghê tởm, cô ta muốn thế nào? Kiều nóng, ăn uống cũng phê bình cô ta thế nào cũng không dứt khoát không đi máy bay luôn đi. Vi An, coi như hết thức ăn trên máy bay vốn là không tốt, cậu cũng không phải không biết. Kiều Lị mặc dù mắng ở trong lòng, còn chưa muốn cùng cô ấy chấp nhận nhặt. Còn chưa muốn cùng cô ấy chấp nhận. Làm ơn, cô ta căn bản là cố ý được không? Trên máy bay, tất cả gì đó đều nấu bằng thịt sống, mình cũng không tin cô ta không biết, cái gì cũng không muốn ăn, mặc dù là cô không đi đối mặt, nhưng cô chính là tức giận. Vì An, đừng như vậy, hành khách oán trách cũng không phải là lần đầu tiên, coi như cô ta đang hát không phải tốt làm sao. Cô nói chuyện càng ngày càng không có giới hạn rồi. Kiều Lị biết Vi An đã bị phát bực rồi. Đúng, nếu như cô ta đang hát, vậy thật sự là ngũ âm không hoàn tới cực điểm. Bị cô nói như vậy, hòa khí của Vi An cũng tương đối hòa hoãn xuống. Không tệ, có thể nói giỡn, mình còn đang suy nghĩ. Nếu mình thế nào đây bị cô ta nói cũng không tức như vậy, cái người này đừng xem ngược lại giận đến rơi chân đấy. Kiều Lị cười nói, còn nói sao, mình là vị cậu bất bình dùng đó Mình hiểu biết rõ Cho nên mình mới muốn cậu đừng tức như vậy nữa Cười lị cười mị mị nói Những pháp giống như cậu vậy Sớm muộn sẽ phải nội thương Chỉ là như đã nói qua Kiều lị tính khí xác thực so với một cô thật tốt Kiều lị tính khí xác thực So với cô thật tốt hơn nhiều Nhìn chuyện gì cũng rất rộng rãi Không giống cô trước kia có một lần Thật thiếu chút nữa cùng hành khách mắng nhau Bà chị, Mỗi lần gặp phải thời điểm úc khách, cậu đều giúp mình đứng lên mắng thay mình, giúp mình nói ra tức giận trong lòng, vậy mà mình còn có cái gì tức giận? Muốn nhịn cũng là nín cười đi. Kiều Lị cười dẫn gõ một cái lên trán của cô ấy. À, mình bây giờ mới biết công lao của mình lớn như vậy. Nói đi, phải làm sao cảm tạ mình à? Phi An đôi tay chống eo, ngẩng đầu ra vẻ bộ sáng kiêu ngạo. Bà chị, chưa từng nghe qua đại ân không cần nói lời cảm ơn à. Thật à? như vậy cũng muốn này nọ, kiều lị thật là phục cô. Nào có, mình chỉ nghe qua có kiều báo kiều, có ân báo ân. Phải ha, ngay trước ghi tạc trong lòng hôm nào tính với cậu, kiều lị cố ý nói. Có thể, cẩn thận cậu không phải nợ nần trực chất là tốt rồi, cẩn thận đến hết đời còn không xong, cậu sẽ phải đảm đương làm nhà hoàn của mình rồi. Vì An cười nói, đại tiểu thư, cậu cho rằng thời gian đời sau sẽ thay hóa đến cổ đại sao? Còn nhà hoàn rồi đấy, không chịu nổi kiều lị màu cười nghiêng ngửa anh nói sau này sẽ không có nhà hoàn hay sao nếu như không muốn làm nhà hoàn cũng có thể nay để làm châu làm ngựa cũng tốt lắm mình một chút cũng không ngại vi an đưa đầu nằm trên vai của cô muốn mình giúp cậu làm châu làm ngựa nghĩ hay quá nhỉ chỉ là nhìn xem thời gian phải là thời điểm chúng mình làm châu làm ngựa cho hành khách rồi kiều lị xem một chút đồng hồ đều tay ý bảo cô dùng cơm đến lúc kết thúc Đúng vậy, thật là bọn chúng mình đầy số khổ. Phi An cố làm lao lệ, chọc cho kiều lị cười một hồi. Hạ kính mắt xuống Benny, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của quan hệ xoan. Cầm dĩ ăn, quan hệ xoan ngồi một bên, ngược lại bởi vì bữa ăn trước thời gian đã bị mang đi mà không biết làm gì, hiện tại đang cầm một quyển tạp chí tùy ý xem. Nhưng tầm mắt lại đặt vào bữa ăn của Benny. Nhìn anh ta từ ngụm ăn bữa ăn trên máy bay, quan hệ san chân mày không khỏi nhíu lên không nhịn được dùng anh văn mở miệng tiên sinh bữa ăn này một chút cũng không cảm thấy khó ăn sao làm như không nghe thấy benny trầm mặc như trước tự mình ăn bữa ăn sau món điểm tâm ngọt trên thực tế anh ta đối với thức ăn đi sống công ty nhà mình rất có tự tin đây chính là sau khi anh ta thành lập anh dương đặc biệt tăng cường các bộ phận mục đích đúng lạc để cho hành khách khoang phổ thông hòa hoa cũng có thể được ăn thức ăn ngon mà cô lại dám đánh đổ thức ăn còn lần tiếng bắt bẻ tiên sinh loại này tự như đồ nuôi heo anh còn ăn sạch không cảm thấy quá ớt ức, ức sao quan hệ san không che đậy miệng phê bình nuôi heo benny biến sắc anh ta ăn đồ vậy không phải chẳng khác gì là heo thật xin lỗi tiên sinh tôi không phải có ý đó ý của tôi là quan hệ san cũng phát hiện mình có nói sai vội vàng đổi lời nói đáng tiếc đã không kịp rồi cầm miệng benny lần đầu tiên mở miệng nói với cô vừa lạnh lại vừa cứng, tặng kèm cái nhìn chằm chằm lạnh lùng. Trước, quan hệ sàn bị trừng đời, cân nói không thốt lên được Toàn thân không có tự chủ nổi da gà, đang ở tình thế lạnh đến cực điểm, thì vừa lúc kiêu lị để xe thức ăn đi tới. Tiên sinh, xin lỗi, xin hỏi tôi có thể thu dĩa rồi sao? Làm phiền cô, giống như thay đổi sắc mặt, Benny ngẩn người nhìn cứu lị, khóe miệng nâng lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Không khách khí, anh ta cười lại để cho lòng cứu lị nhảy lọt vài lần, cầm đĩa trên tay càng thêm hơi run. Thì ra ánh mắt của anh ta là màu vàng, rất đặc biệt. Hai người ngắn ngủm mấy giây tiếp xúc, khiến quan hệ sai một bên khó chịu ở trong lòng. Cô cố ý cầm cao tạp chí, nữa buông mình xuống. Kêu lên một tiếng, cả đĩa bị đánh rơi. Một phần đồ ăn rơi trên mặt đất, một phần rớt trên chân cô ta. Cái người ngu ngốc này, xem cô làm chuyện tốt. Quan hệ sàn lên tiếng mắng dọa người, chị kém không có từ chỗ nhảy dựng lên. Rõ ràng là... Căn bản là ăn cướp còn la làng. Vì An cầu mày, muốn mở miệng trước một bước. Thật xin lỗi, cô không có sao chứ? Kiều Lị dẫn đầu nói xin lỗi, còn lấy ra khăn tay tùy thân lao giúp của ta, lại bị một trưởng đánh dụng. Người nào chấp thuận cô lao đấy? Ai biết cô lấy cái khăn gì lau? Ở trên người tôi lao loạn. Quan hệ xoan không khách khí quát, hoàn toàn không sợ bị người xung quanh mình chế giễu. Đó là khăn tay sạch sẽ, Vị An lạnh lùng chen vào nói. Cô là ai? Chen miệng gì? Quan hệ san hung hăng trừng mắt. Thật xin lỗi, có làm cô bị thương không? Kiều lị thấy thế, vội vàng như giá lóc kéo về trên người mình. Hoàn hảo bữa ăn được ăn hết sạch. Nếu mà không làm dơ quần áo của cô ta, cô ta càng không có cớ nói cô. Làm bị thương thì không có. Chỉ là cô thấy được chưa? Váy của tôi dính nước sốt rồi. Quan hệ san chỉ vào điểm đen không tới 1cm trên vải lam. Xem cô muốn thương tôi như thế nào? Thật xin lỗi. Thật vô cùng xin lỗi, xin hỏi cô có mang theo vài thay thế không? Tôi có thể thử giúp cô rửa sạch sẽ. Kiều lị tính tình nhẫn nại đề nghị. Ai điểm nhỏ nhỏ như vậy cũng khó trách cô không nhìn thấy. Tốt, chỉ là chính tôi tự đi tìm, bởi vì hành lý tôi gửi vận chuyển rồi. Quan hệ san tay ôm ngực, cáo ngạo nói. Ách! Kiều lị đột nhiên đến đường cùng rồi. Này căn bản là làm người khác khó chịu. Hành lý mọi người cũng tập trung ở cabin cuối cùng, tầng tầng lớp lớp, muốn tìm ra hành lý của cô ta, quả thực là mò tìm đáy biển sao. Nói, cô định xử lý như thế nào? Quan hệ san cười lạnh nhạt nói. Tiểu thư, nếu như cô không ngại, có thể xin cô trước thay váy của tôi, cho tôi đem váy của cô xử lý tốt, cô đổi trở lại, có thể không? Không có cách nào, mà dù rất không nguyện ý, Kiều Lị vẫn mở miệng nói. Lời của cô khiến lân cận người kinh ngạc, bao gồm cả Benny. Anh ta biết rất rõ có chút hành khách đi xác là rất khó dây dưa, rất khó trị, nhưng giống như tiếp viên hàng không này, từ đầu tới cuối không có lừa giận, trên mặt còn mang nụ cười, thật rất ít thấy rồi. Benny đối đãi với Kiều Lị, Khát sầu ấn tượng, hơn nữa đối với cô bị uất ức cảm thấy không vui. Cái gì đều không cần giúp cô ta làm, Benny lên tiếng, cũng là dùng trung văn nói. Anh, quan hệ san bị đời nói của anh ta hù dọa, thì ra là anh ta nghe hiểu trung văn, còn có thể nói, này lúc trước nội dung cô phát giận, anh ta đang không phải rất rõ ràng. Cái nhận thức này để cho trên mặt cô ta hiện thần sắc khó chịu. Thiên sinh, kiều lị cũng bị anh ta hồ sợ, cô cái gì đều cũng không cần giúp cô ta làm. Đĩa là chính cô ta đổ, dọn dẹp đồ ăn trên đất, tiếp tục làm chuyện của cô. Đôi mắt cô, Benny âm thanh rõ ràng dịu dàng, nhưng trong lời nói lại như ra lệnh, làm cho người ta không có cách nào không nghe. Dạ, đáp lời chính là vì ăn, Động tác cô nhanh chóng ngồi xổm người xuống dọn dẹp đồ ăn, trong lòng rất mừng rỡ, rốt cuộc có người không nhìn nổi rồi, hơn nữa còn là vị này khóc ca mặt lại ấy. Nhìn bộ dạng, anh ta đối với Kiều Lị chân có cảm tình. Nay Kiều Lị có chút chân chờ, cùng sững sờ. Đi đi, động tác của chúng ta quá chậm. Không tới một phút, Vi An đã thu thập xong, mở miệng thúc giục. Chậm, thấy các cô thật là tránh ra. Quan hệ san nhằn mày, muốn ngăn cản lại bị cắt đứt cầm miệng. Benny lạnh lùng nói, anh ta đã không chịu nổi nữ nhân cố tình gây sự này. Nếu không phải muốn chuyến bay hoàn hảo, anh ta đã thật không muốn bại lộ thân phận. Anh ta thật muốn đổi chỗ. Tôi... Ánh mắt vàng rực lửa giận của anh để cho cô ta toàn thân lông mau dựng đứng. Cô tốt nhất ngồi ngoan ngoãn, đừng gây chuyện nữa, nếu không đừng trách tôi không khách khí với cô. Benny lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta. Anh... Anh là ai à? Tại sao lại quản tôi? Quan hệ san đè xuống sợ hãi trong lòng nói, nhưng giọng nói đã không có cường ngạnh như trước. Cô có thể thử nhìn mà xem. Bỏ lại những lời này, Benny nằm xuống thanh ghế, lần nữa đeo lên mắt kính, không nói gì thêm. Khi thế của anh ta lạnh lùng khiến quan hệ san không dám lỗ mãng. Cô ta đột nhiên cảm thấy mình giống như chọc tới người không nên dày vào. Đem tất cả đồ ăn hành khách xuống sông, thu vào trong phòng chuẩn bị. Kiều lị đối mắt với nụ cười đắc ý của vị an. Thấy không, thấy không, người ta thật giúp cậu ra mặt. Vi An cười đến mắt cũng hít thành một đường ngàn rồi. Vậy thì thế nào? Cậu làm gì thế cười đáng sợ như vậy? Kiều Lị không muốn suy đoán nhiều. Đương nhiên là có, mình muốn nói anh ta thật sự có ý với cậu. Vi An kiên trì ý nghĩ của mình. Làm ơn, người ta nói không chừng là bởi vì không chịu nổi nữ nhân kia mới có thể mở miệng ngăn cô ta lại. Nhưng mà anh ta mở miệng nói chuyện thì cô thật đúng là giật mình. Khi thế cường ngạnh này, để cho cô khắc sâu ấn tượng. Bây giờ nghĩ lại nhịp tim còn tự chủ tăng nhanh. Mình mới chịu cầu xin cậu chớ dại dột. Anh ta rõ ràng chính là đau lòng cậu Phải chịu uất ức mới mở miệng. Vi An phản bác lời nói của cô. Vi An, cậu nghĩ quá nhiều rồi. Bà chị, người mới nghĩ ít đi. Người ta rõ ràng là có ý tứ với cậu. Cậu còn như đa điểu, cái gì cũng không muốn. Vi An thật sự muốn gõ đầu của cô, có thể nhìn hay không gõ tỉnh thần kinh của cô. Tỉ muội mình không phải là muốn thành hoa si ạ. Kiều lị lắc đầu nói. Cô một chút cũng không muốn giống nữ nhân bên cạnh khóc ca bị đỗi đãi lạnh lùng. Vấn đề là, hiện tại là nhân gia đối với người có ý tứ. Cậu sợ cái gì?